Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 112. Kỳ thực cũng không bao lâu nữa, chúng ta có thể đi đại thế giới. Lúc này Dạ Lưu Vân đột nhiên nói. Hiện tại trước thu phục những thế giới kia, chúng ta đã hoàn toàn ăn địa bàn của bọn họ, chỉnh lý một chút, hiện tại cường giả thần giả cảnh của chúng ta đã có 12 vị, còn lại bán thần vô số. Tuy cường giả thần giả cảnh ít hơn thế lực từ tinh, thế nhưng thêm vào người, thực lực của chúng ta căn bản không phải thế lực từ tinh có thể so sánh. Hiện tại chúng ta thiếu là thời gian vững chắc căn cơ, chờ căn cơ vững chắc, có người dẫn đầu, chúng ta phát triển tuyệt đối như ánh sáng. Hiện tại Thiên Vân Tinh vực cùng Kiếm Minh thiếu là thời gian, chỉ cần không có người đến tìm Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh vực phiền phức, Thiên Vân Tinh vực cùng Kiếm Minh phát triển, nhất định sẽ rất nhanh. Muốn đạt đến tiêu chuẩn lên đại thế giới, sẽ không quá lâu. Ngươi lúc nào lên đại thế giới? Lúc này đế nữ hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nửa tháng sau, hắn không muốn bức mình quá gấp, hơn nữa còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, chờ tất cả mọi chuyện xử lý tốt, hắn mới có thể an tâm đi đại thế giới. Nửa tháng, đầy đủ rồi. Cũng được. Đế nữ gật đầu, nàng cũng không muốn Dương Diệp bức mình quá ác. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện. Có người đến rồi. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất. Đế nữ cũng vội vã đi theo ra ngoài. Trong điện, Dạ Lưu Vân lắc đầu. Một làn sóng mới vừa bình, một làn sóng lại lên. Dương Diệp và đế nữ xuất hiện ở trên bầu trời Thiên Vân Thành, lúc này không gian đang run kịch liệt, rất nhanh, ở trong ánh mắt của Dương Diệp và đế nữ. Không gian nứt ra, sau đó một lão giả từ trong đó chậm rãi đi ra. Khi nhìn thấy lão giả này, Mã Vô Địch đột nhiên kích động hống lên. Tam thúc cứu ta, cứu ta. Tam thúc. Dương Diệp liếc mắt nhìn Mã Vô Địch, sau đó nhìn về phía lão giả kia, không cần phải nói, đây là cường giả Mã gia. Bầu trời, lão giả liếc mắt nhìn Mã Vô Địch, khi thấy hình dạng của Mã Vô Địch, trong tròng mắt lão giả nhất thời lóe ra sát ý. Rất nhanh, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biết ta. Hắn ở hạ vị diện khá nổi danh, thế nhưng ở đại thế giới, vẫn không có người nào biết đến hắn mới phải. Đương nhiên biết. Lão giả nói. Nghe nói ngươi không chỉ đắc tội thần phượng tộc, còn có chiến các cùng đế tông, hiện tại lại tới chiêu chọc Mã gia ta, không thể không nói, ngươi thực rất lợi hại. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi hạ xuống sẽ không phải vì đến khen ta chứ. Ngươi còn không có mặt mũi lớn như vậy. Lão giả lạnh lùng nói. Dương Diệp, Mã gia ta không muốn dính vào sự tình của ngươi cùng đế tông, chiến các cùng với thần phượng tộc, lần này đến, ta là muốn dẫn Vô Địch đi. Kỳ thực, sau khi một tên âm dương cảnh của Mã gia bị giết, Mã gia đối với Dương Diệp đã không có xem thường. Bọn họ cố ý điều tra một phen, cuối cùng phát hiện, Dương Diệp kết thù với đế tông. Chiến các còn có thần phượng tộc, thâm nhập điều tra, bọn họ phát hiện, Dương Diệp cùng U Minh Điện quan hệ không cạn. U Minh Điện, tuy hiện tại thế lực này đã không lớn bằng trước, thế nhưng Mã gia không dám dễ dàng trêu chọc. Vì lẽ đó, hắn hạ xuống cũng không có trực tiếp động thủ, mà yêu cầu mang Mã Vô Địch đi. Bởi vì sự thực chứng minh, Dương Diệp không phải quả hồng mềm, không phải Mã gia hắn có thể tùy ý bắt bí. Nếu như là ở đại thế giới. Còn có thể tùy ý bắt bí, thế nhưng ở hạ vị diện, Mã gia bọn họ không làm gì được Dương Diệp. Mang Mã Vô Địch đi. Dương Diệp lắc đầu. Không thể. Hai mắt lão giả híp lại. Nếu như ta nhất định mang đi thì sao? Phía dưới, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chảm, một đạo kiếm khí đi vào mi tâm của Mã Vô Địch, đầu đối phương trực tiếp nổ bể ra. Thu kiếm. Dương Diệp nhún vai một cái. Vậy ngươi liền mang đi đi. Không chung, vẻ mặt lão giả cực kỳ âm trầm. Mất mặt. Dương Diệp đây là đánh mặt của hắn, cũng là đánh mặt Mã gia. Tuy trong mắt sát ý hầu như hóa thành thực chất, thế nhưng lão giả vẫn không có động thủ. Bởi vì hắn căn bản, không có năng lực giết Dương Diệp, đừng nói giết Dương Diệp, thậm chí còn có khả năng bị Dương Diệp giết ngược. Dương Diệp là đã chém giết qua một tên âm dương cảnh. Không chung, lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Hay một cái Dương Diệp, ta ở đại thế giới chờ ngươi, hy vọng đến đại thế giới, Dương Diệp người vẫn có thể lớn lối như vậy.
Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tại sao không lưu hắn lại? Đế nữ hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Không thể lưu. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn lưu đối phương lại, thế nhưng lão giả này rõ ràng đề phòng hắn, cách hắn vô cùng xa, chỉ cần hắn ra tay, đối phương nhất định sẽ rời đi. Ở dưới tình huống đối phương đề phòng, hắn căn bản không có cách một đòn thuấn sát đối phương. Trước mặc dù có thể thuấn sát một tên cường giả âm dương cảnh, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đối phương không có phòng bị, hắn chiếm tiên cơ. Vì lẽ đó, vừa nãy nếu như hắn ra tay, chỉ là lãng phí huyền khí mà thôi. Đế nữ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một thanh âm. Được lắm Dương Diệp, thậm chí ngay cả cường giả âm dương cảnh cũng không ý kỵ tí nào. Nói xong, một thanh niên hoa bào xuất hiện ở trên bầu trời thiên vân tinh vực. Dương Diệp nhìn đối phương. Đại thế giới đến. Phải. Thanh niên hoa bào đánh giá Dương Diệp. Ta đã nói rồi, người có thể trêu chọc tiểu ma nữ, làm sao có khả năng là người bình thường. Ta thật sự có chút hiếu kỳ ngươi đến tột cùng làm sao đắc tội tiểu ma nữ. Nàng thậm chí ngay cả thần hỏa của mình cũng cam lòng từ bỏ, quyết tâm giết ngươi. Muốn giết ta, tại sao nàng không tự mình hạ xuống? Dương Diệp nói. Nàng nói sợ ngươi ô uế tay của nàng. Thanh niên hoa bào nói. Câu nói này, trước đây ta tin tưởng, dù sao nàng vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng hiện tại, ta cảm thấy chúng ta đều bị nàng lừa. Dương Diệp ngươi không phải một mặt hàng đơn giản, e là cho dù nàng tự mình hạ xuống, cũng không nhất định có thể giết ngươi. Mà tiểu lãnh, vẻ mặt Dương Diệp dần dần lạnh lẽo, nữ nhân này thực sự là tâm bất tử a. Nếu hạ xuống, cũng không thể trở lại như vậy, nếu không rất vô vị a. Lúc này thanh niên hoa bào lại nói. Dương Diệp, đánh vài chiêu không, ta rất muốn nhìn xem thiên tài của hạ vị diệt, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đương nhiên chỉ là luận bàn, không phân sinh tử. Nghe thanh niên hoa bào nói, đám người Dạ Lưu Vân ở phía dưới nhất thời không nhịn được cười, thanh niên này đúng là thông minh, hắn vừa nói như vậy, tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Vốn hắn là đến giết Dương Diệp, dưới tình huống này, Dương Diệp đối với hắn khẳng định sẽ không hạ thủ lưu tình, thế nhưng hiện tại, hắn nói hắn là đến luận bàn. Vào lúc này, nếu như Dương Diệp giết hắn, liền có vẻ hơi không phong độ. Đơn giản mà nói, thanh niên hoa bào này tự biết không địch lại Dương Diệp, thế nhưng cứ như thế trở lại, lại không cam lòng, thế nhưng ra tay, lại sợ Dương Diệp liều mạng với hắn, vì lẽ đó mới như thế này. Dương Diệp liếc mắt nhìn thanh niên hoa bào, sau đó nói. Ra tay đi. Hắn cũng muốn nhìn thiên tài đại thế giới ở trình độ nào. Thanh niên hoa bào khẽ gật đầu, sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, bốn phía Dương Diệp đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh, những tàn ảnh này cao tốc xoay tròn, theo tàn ảnh xoay tròn, không gian chung quanh Dương Diệp nhất thời chuyển động. Lúc này không gian chung quanh Dương Diệp lại như biến thành dây thừng, sợi dây này như một con cự mãng quấn quanh Dương Diệp, muốn rảo nát hắn. Ở trung tâm tàn ảnh, hai mắt Dương Diệp híp lại, không thể không nói, thực lực của thanh niên này cực kỳ mạnh. Bởi vì lúc này hắn dĩ nhiên cảm giác được toàn thân đang đau nhói kịch liệt, như bị cắn nát. Phải biết lúc này cơ thể hắn là bất tử bất diệt cảnh, hơn nữa còn học được ngũ hành bất diệt thể. Ở tình huống bình thường, coi như là cường giả thần giả cảnh cũng khó thương hắn, thế nhưng giờ khắc này hắn dĩ nhiên cảm giác mình bị cắn nát. Thu hồi sự coi thường, Dương Diệp bước về phía trước một bước, sát ý nửa bước quy nguyên cảnh cùng kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh điên cuồng tuôn ra. Hai cỗ ý cảnh mới vừa ra ngoài thân thể liền bộc phát ra. Ý cảnh giới hạn. Theo một tiếng nổ lớn, trong mấy ngàn trượng không gian ầm ầm vỡ vụn, toàn bộ chân trời một màu đen kịt. Qua hồi lâu, không gian bị thiên đạo pháp tắc chữa trị, thế nhưng chiến đấu không có kết thúc, chỉ thấy không trung không ngừng vang lên từng tiếng nổ lớn. Lúc này rất nhiều người căn bản không nhìn thấy Dương Diệp cùng thanh niên hoa bào kia. Bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh. Rất nhiều người căn bản không nhìn thấy quỹ tích của bọn họ. Nếu như không phải chân trời thỉnh thoảng phát sinh nổ vang, e là không có ai sẽ cảm thấy nơi đó có hai người đang ác chiến. Bất quá cũng không có chiến quá lâu, không gian đột nhiên rạn nứt, Dương Diệp cùng thanh niên hoa bào xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Nhìn từ ngoài, hai người không có chuyện gì, thế nhưng mọi người biết, thắng bại khẳng định đã phân. Phía chân trời, trầm mặc hồi lâu,
Thanh niên Hoa Bảo trầm giọng nói. Cơ thể ngươi thật mạnh. Dương Diệp nhìn đối phương một chút nói. Thực lực của ngươi cũng tạm được. Thanh niên Hoa Bảo cười khổ. So với ngươi, chênh lệch rất nhiều. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó lại nói. Trải qua sự tình Mã Vô Địch cùng Minh Hoàng Tinh Vực trước kia, rất nhiều người vốn muốn tìm ngươi, lúc này phần lớn đã trở lại. Bất quá ngươi phải cẩn thận một người, người này ở đại thế giới xem như có chút tiếng tăm, thực lực của hắn mạnh hơn ta rất nhiều. Ai? Dương Diệp hỏi. Ly Ca. Thanh niên Hoa Bảo trầm giọng nói. Người này cũng coi như kỳ tài, hắn cực kỳ thích Mạt Tiểu Lãnh, vì lẽ đó lần này đối phương nhất định sẽ hạ xuống lấy đầu người đi tìm Mạt Tiểu Lãnh tranh công, nếu gặp phải người này. Nói đến đây, hắn dùng một chút, lại nói. Kỳ thực, lấy thực lực của ngươi, ở trong thế hệ trẻ tuổi, cho dù là đại thế giới, có thể giết ngươi cũng đếm được trên đầu ngón tay. Dương Diệp khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, đa tạ nhắc nhở. Thanh niên Hoa Bảo gật đầu. Đa tạ hạ thủ lưu tình, cáo từ. Nói xong, thanh niên Hoa Bảo xoay người, thân hình run lên, biến mất lở phía chân trời. Sau khi thanh niên Hoa Bảo biến mất, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn lướt qua phía chân trời. Cần ta mời các ngươi hạ xuống ngồi một chút không? Nói xong, rất nhiều người ẩn giấu ở ngoài tinh vực vội vàng rời đi. Trong những người này, có rất nhiều đều là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Lúc này, đế nữ đột nhi kên nói. Dương Diệp cười gần một tiếng. Một đám đạo trích, không cần phải để ý đến bọn họ. Nói xong, Dương Diệp kéo tay đế nữ xoay người đi vào Thiên Vân Thành. Lúc này Thiên Vân Tinh Vực, tuy còn không tính là thế lực tứ tinh, thế nhưng bởi vì Dương Diệp, Thiên Vân Tinh Vực còn kinh khủng hơn Tinh Vực tứ tinh. Dương Diệp ở Thiên Vân Tinh Vực một ngày, liền đi tới Minh Mục Tinh Vực. Muốn đi đại thế giới, có hai việc nhất định phải làm, chuyện thứ nhất chính là đám người Tô Thanh Thi. Bất quá khi đi Minh Mục Tinh Vực, Dương Diệp nhớ tới một chuyện này là Thạch Thiên nợ hắn tiên tinh thạch. Hiện tại mặc kệ là Thiên Vân Tinh Vực hay Kiếm Minh, đều cực kỳ thiếu tiên tinh thạch, mà Thạch Thiên nợ hắn mấy trăm vạn tiên tinh thạch, có mấy trăm vạn tiên tinh thạch này, mặc kệ là Kiếm Minh hay Thiên Vân Tinh Vực chi tiêu đều sẽ không còn là vấn đề. Đi tới Tinh Không Chi Thành, Dương Diệp thẳng đến Thạch Gia. Thạch Gia ở vị trí trung ương của Tinh Không Chi Thành, diện tích rất lớn, kiến trúc cũng sang trọng nhất ở Tinh Không Chi Thành, đương nhiên thực lực cũng là mạnh nhất toàn bộ Tinh Không Chi Thành. Dương Diệp cũng không có trực tiếp xông vào, hắn không phải ngốc. Cửa Thạch Gia, ngươi là tới tìm thiếu gia chúng ta. Một tên thị vệ nhìn Dương Diệp hỏi. Dương Diệp gật đầu. Ngươi nói ngươi là bạn hắn. Thị vệ lại hỏi. Dương Diệp lần thứ hai gật đầu. Buồn cười. Khóe miệng thị vệ nổi lên vẻ châm chọc. Thực sự là buồn cười. Gần đây rất nhiều người tới tìm thiếu gia chúng ta, dùng loại cớ này, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Nói là bằng hữu của thiếu gia chúng ta, ngươi cũng không nhìn thân phận của mình một chút, ngươi xứng làm bằng hữu của thiếu gia chúng ta. Từ chỗ nào tới thì về chỗ đó, đừng lãng phí thời gian của ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp sửng sốt. Nói chuẩn xác, lúc này hắn có chút mộng. Hắn đương nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, hắn chỉ đến tìm người mà thôi. Mắt chó coi thường người khác. Hắn không nghĩ tới mình sẽ gặp phải loại sự tình này. Dương Diệp tự nhiên sẽ không đi tính toán với đối phương, lập tức nói. Ngươi đi thông báo thiếu gia các ngươi, nói ta tìm hắn đòi nợ, hắn liền rõ ràng. Ngươi nghe không hiểu lời ta sao? Lúc này, hai mắt thị vệ híp lại. Hay là nói, ngươi muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi! Âm thanh của thị vệ im bặt, bởi vì cổ họng của hắn bị một cánh tay bóp lại. Cánh tay này tự nhiên là của Dương Diệp. Dương Diệp kéo thị vệ kia tới trước mặt mình. Ngươi cần thiết hay không? Ta chỉ nói ngươi đi thông báo một chút, ngươi cần như vậy hay không? Nói xong, Dương Diệp đập xuống mặt đất một cái. Ầm! Thị vệ kia bị đến, mặt đất rạn nứt, truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ai dám đến Thạch Gia ta ngang ngược? Lúc này, ở trong thạch phủ đột nhiên truyền ra một tiếng hét phẫn nộ, sau đó chừng 10 đạo khí tức kinh khủng nghiền ép đến Dương Diệp. Cường giả thần giả cảnh. Hai mắt Dương Diệp híp lại, báo ra tên của mình. Thiên Vân Tinh Vực, Dương Diệp. Dương Diệp nói xong, đột nhiên 10 đạo khí tức kia nhất thời giống như thủy triều rụt trở lại. Rất nhanh,
10 lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cầm đầu là một lão giả áo đen. Lúc này, những lão giả kia nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, còn có một tia kiêng kỵ. Dương Diệp, hai chữ này phân lượng không nhẹ, coi như là Thạch gia cũng không dám khinh thường. Dù sao sức mạnh chủ yếu của Thạch gia đều ở đại thế giới, mà ở hạ vị diện, căn bản không có cách đối kháng Dương Diệp. Hơn nữa Dương Diệp lại là một người điên, hắn ngay cả cường giả âm dương cảnh của Mã gia cũng dám chém giết, điều này đại biểu hắn khẳng định cũng sẽ không sợ Thạch gia. Người điên có thực lực là đáng sợ nhất. Không biết các hạ đến Thạch gia ta làm gì? Lão giả áo đen trầm giọng nói. Nếu như là người khác, hắn đã sớm một cái tát giết chết. Thế nhưng đây là Dương Diệp. Có thể nói, ở hạ vị diện, không có thế lực nào dám không nể mặt Dương Diệp, bao quát Thạch gia. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Đến gặp thiếu gia các ngươi, hắn nợ tiền ta. Đám người lão giả áo đen hai mặt nhìn nhau, nợ tiền Dương Diệp. Lão giả áo đen do dự một chút, sau đó nói. Dương thiếu, nếu như trong tay ngươi khó khăn, có thể mở miệng, chỉ muốn số lượng không lớn, ta có thể đại biểu Thạch gia cho Dương thiếu mượn, hơn nữa không lãi tức. Hiển nhiên, đây là cho rằng Dương Diệp đến cướp đoạt. Nghe vậy, mặt Dương Diệp đen lại, mình giống thổ phỉ lắm sao? Dương Diệp lắc đầu nói. Ta không phải đến ăn cướp, ngươi đi thông báo thiếu gia nhà các ngươi một chút, nói Dương Diệp đến tìm hắn. Hắn sẽ rõ ràng. Thiếu gia của chúng ta thật sự nợ tiền ngươi. Lão giả áo đen hỏi. Dương Diệp gật đầu. Thật sự. Bao nhiêu? Lão giả áo đen lại hỏi. Mấy triệu tiên tinh thạch mà thôi. Dương Diệp nói. Nghe vậy, vẻ mặt đám người lão giả áo đen cứng lại. Tuy Thạch gia phú khả địch quốc, thế nhưng mấy triệu tiên tinh thạch đối với Thạch gia mà nói, cũng là một con số không nhỏ. Đặc biệt là ở hạ vị diện. Mấy triệu này tương đương với mấy tháng lợi nhuận của Thạch gia. Lão giả áo đen nói. Dương thiếu, con số này quá lớn. Lão phu không có quyền làm chủ, mà thiếu gia của chúng ta đang lúc bế quan, không biết Dương thiếu có thể chờ chút hay không. Dương Diệp nhíu mày. Phải đợi bao lâu? Cái này. Vẻ mặt lão giả áo đen do dự, hiển nhiên cũng không dám xác định. Dương Diệp lắc đầu. Ta có quá nhiều chuyện phải làm. Thực sự là không có thời gian. Trừ thiếu gia bọn ngươi ra, các ngươi nơi này ngươi lớn nhất đúng không? Lão giả áo đen gật đầu. Lão phu Thạch Lâm, là quản sự ở tinh không chi thành. Dương Diệp gật đầu. Ta biết tầm quan trọng của bế quan, ta cũng không làm khó ngươi, như vậy đi, chờ sau khi hắn xuất quan, ngươi nói với hắn, để hắn trực tiếp đưa tiên tinh thạch đến thiên vân tinh vực đế nữ, như vậy có thể chứ? Thạch Lâm suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Có thể. Kỳ thực nếu như xác định Thạch Thiên nợ tiền Dương Diệp, hắn cũng có thể làm chủ trả lại. Thế nhưng hắn không xác định. Tuy Dương Diệp là kiếm tu, thế nhưng hắn có lúc không khác thổ phỉ a. Lúc trước Thiên Ma Tinh vực bị cướp sạch linh mạch, ở Đông Cực vực là không người không biết, không người không hiểu. Thấy Thạch Lâm đáp ứng, Dương Diệp không dừng lại, xoay người muốn đi, mà lúc này, không gian ở cách đó không xa đột nhiên chuyển động. Sau đó một nữ hài 16, 17 tuổi đột nhiên từ trong không gian chui ra. Nữ hài mặc váy hoa tím, dung mạo thanh tú, vóc người nhỏ nhắn, mái tóc bó thành một bó chát ở sau đầu, cả người rất khả ái. Nhìn nữ hài này, sắc mặt đám người Thạch Lâm biến đổi, sau đó vội vã tiến lên nghênh tiếp. Thạch Lâm nhìn nữ hài hơi thi lễ, sau đó nói. Đại tiểu thư, làm sao ngươi xuống đây? Nghe vậy, nữ hài nhíu mày. Làm sao? Ý ngươi là ta không thể xuống. Thạch Lâm vội vàng lắc đầu. Không phải ý này, chỉ là đại tiểu thư ngươi xuống đây, làm sao không sớm cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta nghênh tiếp ngươi không phải sao. Nữ hài hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Bảo mật biết không, lần này bổn tiểu thư xuống là có đại sự phải làm, không thể để cho người khác biết bổn tiểu thư hạ giới, hiểu chưa? Thạch Lâm liếc mắt nhìn nữ hài, nhẹ giọng nói. Không biết đại tiểu thư có đại sự gì, chúng ta có thể giúp đỡ hay không? Có thể. Nữ hài chắp hai tay sau lưng, lão khí hoành thu như ông cụ non. Tiểu Lâm A, lần này bổn tiểu thư hạ giới, là bởi vì bằng hữu của bổn tiểu thư bị bắt nạt. Người trong giang hồ, quan trọng nhất chính là cái gì? Là nghĩa khí, bằng hữu bị bắt nạt, ta làm sao có thể ngồi xem mặc kệ. Hiện tại người đi điều tra vị trí của Dương Diệp, sau đó mang người theo ta chộp hắn tới.
ta muốn đánh hắn thừa sống thiếu chết. Dám bắt nạt bằng hữu của bổn tiểu thư, hắn là chán sống rồi. Dương Diệp. Lúc này đám người Thạch Lâm sửng sốt, qua một hồi lâu, Thạch Lâm yết hầu lăn lăn hỏi. Đại tiểu thư, ngươi là đến tìm Dương Diệp. Đương nhiên. Nữ hài hừ lạnh một tiếng. Sau khi ta bế quan ra ngoài, mới biết tiểu lãnh ở hạ vị diện bị bắt nạt. Dương Diệp thực sự là gan to bằng trời, dám bắt nạt bạn của Thạch Tiểu Nam ta, ta muốn đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bằng hữu của ngươi là Mạt Tiểu Lãnh. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nữ hài quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là ai? Lúc này, đám người Thạch Lâm vội vã vây quanh ở bên cạnh Thạch Tiểu Nam, mỗi người như gặp đại địch, tính khí của Dương Diệp bọn họ cũng rõ ràng, yêu thích một lời không hợp liền rút kiếm giết người. Mà tuy thực lực của Thạch Tiểu Nam rất tốt, thế nhưng nàng tuyệt đối không ngăn được Dương Diệp. Ngay cả cường giả âm dương cảnh cũng có thể chém giết, Thạch Tiểu Nam làm sao chống đỡ được hắn. Ta là ai? Dương Diệp cười cười. Ta chính là Dương Diệp người muốn đánh thừa sống thiếu chết. Ngươi là Dương Diệp. Hai mắt Thạch Tiểu Nam híp lại, một trường tiên màu vàng xuất hiện ở trên tay nàng. Hừ, thực sự là chiếm được không uổng thời gian. Không nghĩ tới vừa đến liền gặp phải ngươi. Nói xong, nàng muốn động thủ, mà lúc này Thạch Lâm vội vàng ngăn ở trước mặt nàng, sau đó ngưng trọng nói. Đại tiểu thư, ngươi không được sằng bậy. Sằng bậy. Thạch Tiểu Nam cả giận nói. Tiểu Lâm, ngươi lại dám ngăn ta, ngươi có phải là ăn gan hùm mật báo hay không? Thạch Lâm cay đắng nở nụ cười. Đại tiểu thư, ta biết ngươi sẽ tức giận, thế nhưng lần này... Ngươi thật sự không thể sằng bậy, ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía một lão giả bên cạnh Thạch Tiểu Nam. Còn không mau đi gọi thiếu gia ra. Lão giả kia ngẩn người, thân hình run lên, biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này, Thạch Tiểu Nam đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã ở trước mặt Dương Diệp, sau đó tay phải nắm roi quất Dương Diệp. Mặc dù Thạch Tiểu Nam coi như điêu ngoa, thế nhưng thực lực của nàng không yếu. Chỗ roi đi qua, không gian bị đánh nát. Thời điểm cách Dương Diệp còn có mấy cm, roi đột nhiên ngừng lại. Bởi vì một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm của Thạch Tiểu Nam. Con mắt Thạch Tiểu Nam trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người Thạch Lâm hoảng hốt, bọn họ vội vàng vây Dương Diệp lại, Thạch Lâm nói. Dương Thiếu, kính xin hạ thủ lưu tình, xin hạ thủ lưu tình. Giờ khắc này. Sắc mặt đám người Thạch Lâm trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như là người khác, còn khả năng kiêng kỵ Thạch gia, không dám thật giết Thạch Tiểu Nam, thế nhưng đây là Dương Diệp a. Ở trong lòng bọn họ, Dương Diệp là một người điên, một gia hỏa cái gì cũng dám làm, người nào cũng dám giết. Bởi vậy bọn họ cũng không dám dùng Thạch gia đến uy hiếp Dương Diệp, mà dùng phương thức khẩn cầu. Dương Diệp không có quản đám người Thạch Lâm, hắn nhìn về phía Thạch Tiểu Nam. Ngươi rất quen Mạt Tiểu Lãnh, hỏi ngươi vài sự tình. Thạch Tiểu Nam căm tức nhìn Dương Diệp. Thạch Tiểu Nam ta sẽ không có bán bằng hữu, ngươi muốn giết cứ giết. Nói xong, hai mắt nàng nhắm nghiền, tay nhỏ cũng nắm thật chặt, nhìn kỹ sẽ phát hiện tay của nàng đang run. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt dần dần lạnh lẽo, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong thạch phủ bay ra. Bành! Khi bóng người rơi vào bên cạnh Dương Diệp. Toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt. Nhân ảnh này chính là Thạch Thiên. Dương huynh, kính xin hạ thủ lưu tình. Thạch Thiên vội vàng nói. Tiểu muội không hiểu chuyện, có chỗ đắc tội, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Dương Diệp cười cười, sau đó thu kiếm, nhìn về phía Thạch Thiên. Em gái này của ngươi, thực lực không ra sao, thế nhưng tính khí không nhỏ, nếu không thay đổi, ngày sau khả năng sẽ ăn nhiều thiệt thòi. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thạch Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, tính khí của Dương Diệp, là nóng nảy nhất hắn gặp qua, cũng còn tốt, Dương Diệp cho hắn mặt mũi. Nếu không Thạch gia có khả năng không tiếc bất cứ giá nào cùng Dương Diệp liều mạng. Khi đó, kết quả là lưỡng bại câu thương. Thạch Thiên cười khổ. Dương huynh nói đúng, lần này trở lại, nhất định để lão gia tử quản giáo nha đầu này. Dương Diệp gật đầu. Lần này đến. Là đến đòi nợ, nếu như Thạch huynh thuận tiện. Hắn là tương đối thẳng tính, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, trực tiếp một chút là được. Nếu không đối phương khả năng còn giả vờ ngây ngốc với ngươi. Thuận tiện,
đương nhiên thuận tiện. Thạch Thiên cười cười, sau đó cong ngón tay búng một cái, một nạp giới xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua, phát hiện bên trong dĩ nhiên có 5 triệu. Hơi nhiều. Dương Diệp nhìn về phía Thạch Thiên. Thạch Thiên cười nói. Hiện tại Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh vực hẳn rất thiếu tiên tinh thạch, mà đồ chơi này ta vừa vặn không thiếu, ân, coi như cho ngươi mượn, ngày sau chờ ngươi dư giả thì đưa ta. Dương Diệp cũng không từ chối, lập tức gật đầu nói. Đa tạ. Lại nói Dương Huynh lúc nào đi đại thế giới? Thạch Thiên hỏi. Sắp rồi. Dương Diệp nói. Thạch Thiên do dự một chút, sau đó lại nói. Có chuyện Dương Huynh khả năng không biết, có mấy người động thủ, lệnh bất kỳ thế lực nào cũng không thể cho ngươi giấy thông hành đi về đại thế giới, nói cách khác. Nói cách khác, ta không thể bình thường đi lên. Dương Diệp hỏi. Thạch Thiên gật đầu. Vì lẽ đó, ngươi phải học kiếm vô cực và tiêu giao tử, đánh lên. Đánh lên. Dương Diệp lắc đầu. Vậy ngươi muốn làm sao đi lên? Thạch Thiên hiếu kỳ nói. Khóe miệng Dương Diệp cười gằn. Giết lên. Giết lên. Nghe Dương Diệp nói, mọi người đều biến sắc. Phải biết, tuy lúc trước kiếm vô cực cùng tiêu giao tử cũng đánh lên, thế nhưng đó là đánh, mà Dương Diệp là muốn giết, bản chất là không giống nhau. Đều là khiêu chiến quy tắc của đại thế giới, nhưng Dương Diệp khiêu chiến càng triệt để. Dương Diệp thích giết. Đương nhiên không phải, hắn không có ham mê giết người. Mà hắn cực kỳ rõ ràng, hắn không có lựa chọn. Từ trong miệng Thạch Thiên hắn biết, những người kia có thể là đế tông, có thể là chiến các, có thể là mã gia, hoặc là thần phượng tộc. Những người này là không thể để Dương Diệp hắn an an ổn ổn lên đại thế giới, ở thông thiên lộ, chờ đợi Dương Diệp hắn, khẳng định là mưa to gió lớn. Nếu hắn muốn đi tới, chỉ có giết tới. Thạch Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dương Huynh, ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi, chỉ là thông thiên lộ thật không đơn giản, nó không phải là con đường đơn giản, nó là đại thế giới cộng đồng lập ra một quy tắc, ai khiêu khích quy tắc này, là đang gây hấn với toàn bộ đại thế giới. Ở hạ vị diện, dựa vào thực lực mình đánh lên, ngươi cũng biết, chỉ có hai người kia. Bất quá vì thực lực của bọn họ cường đại thế giới không dám làm gì bọn họ, chỉ có thể thừa nhận bọn họ. Thế nhưng ngươi hiện tại. Ý tứ là hiện tại ngươi không có thực lực như kiếm vô cực cùng tiêu giao tử. Dương Diệp cười cười nói. Ta rõ ràng ý tứ của Thạch Huynh, thế nhưng Thạch Huynh, vậy ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn sao? Đương nhiên là có. Thạch Thiên nói. Ngươi ở hạ vị diện, bởi vì U Minh Điện cùng ngươi quan hệ không cạn, thêm vào thực lực của ngươi, những thế lực ở đại thế giới đối địch với ngươi căn bản không dám phái người hạ giới giết ngươi. Dưới tình huống này, người có thể phát triển, lấy thiên phú cùng thực lực của ngươi, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, coi như là ở đại thế giới, ngươi cũng có thể nghênh ngang mà đi. Ta không chờ được lâu như vậy. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thạch Tiểu Nam. Ngươi rất quen mà Tiểu Lãnh, ngươi có biết nàng từ hạ vị diện mang về một không gian điêu và một tiểu bạch hồ hay không? Thạch Tiểu Nam liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Ta chưa từng thấy. Sau khi ta bế quan ra ngoài, nàng lại bế quan. Vì lẽ đó ngươi nói không gian điêu cùng tiểu bạch hồ, ta chưa từng thấy, cũng chưa nghe tới. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt. Tử Nhi, tiểu bạch. Vừa nghĩ tới các nàng, Dương Diệp liền hận không thể bây giờ liền bay lên đại thế giới. Thần phượng tộc mang Tử Nhi cùng tiểu bạch, bọn họ sẽ đối xử tử tế với Tử Nhi cùng tiểu bạch sao? Nếu như vạn nhất bọn hắn có mục đích bất lương gì thì sao? Đặc biệt là Tiểu Bạch, thân phận Tiểu Bạch đặc thù, nàng bị lợi dụng độ khả thi vô cùng lớn. Nói chung, không yên lòng, cực kỳ không yên lòng. Lúc này Thạch Tiểu Nam đột nhiên nói. Dương Diệp, ngươi là một đại nam nhân, tại sao lại bắt nạt Tiểu Lãnh, nàng là người tốt. Nàng là người tốt. Dương Diệp nhìn về phía Thạch Tiểu Nam, hắn đánh giá Thạch Tiểu Nam một chút, sau đó nói. Không thể không nói, các ngươi xác thực thích hợp làm bằng hữu. Đều mạnh mẽ giống nhau. Tinh khí của Thạch Tiểu Nam cũng là không coi ai ra gì, không kém cạnh mà Tiểu Lãnh kiêu ngạo như Phượng Hoàng, không đúng, mà Tiểu Lãnh vốn là Phượng Hoàng. Thạch Tiểu Nam còn muốn nói điều gì, nhưng bị Thạch Thiên mạnh mẽ chừng một cái, người sau chu cái miệng nhỏ nhắn, tỏ rõ vẻ không vui, thế nhưng không có nói gì. Lúc này, Dương Diệp nhìn Thạch Thiên ôm quyền nói. Thạch Huynh, ta còn có chuyện phải xử lý, cáo từ.
sau này còn gặp lại. Thạch Thiên cười nói, đại thế giới gặp lại. Dương Diệp cười cười, sau đó xoay người, thân hình run lên, biến mất ở tại chỗ. Ca, hắn thật mạnh. Dương Diệp đi rồi, Thạch Tiểu Nam đột nhiên nói. Rất mạnh. Thạch Thiên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, thực lực của Dương Diệp, đừng nói ở hạ vị diệt, coi như ở đại thế giới cũng xem như là tồn tại hàng đầu. Người này, nếu không ngã xuống, ngày sau thành tựu, nhất định không thua Kiếm Vô Cực và Tiêu Dao Tử. Lúc này lão giả áo đen kia nói. Đáng tiếc, hắn quá biết gây sự, mà hắn lại không có tự tại như Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử không ràng buộc, một người một kiếm, nếu muốn đánh bại hắn, chỉ có thể từ trên người hắn ra tay. Thế nhưng Dương Diệp này, sự tình lo lắng quá nhiều, có quá nhiều ràng buộc, đánh bại hắn, không nhất định phải từ trên người hắn ra tay, tỉ như khống chế thân nhân của hắn, hắn liền bị người chế trụ. Nhìn thấy kết cục của Mã Vô Địch cùng Minh Hoàng Tinh Vực không? Lúc này Thạch Thiên nói, một khi đánh chủ ý người thân hắn, liền ý nghĩa phải đối mặt hắn điên cuồng trả thù. Ai dám, ngoại trừ Mã gia còn có Thần Phượng tộc hắn đã đắc tội, cùng với Chiến Các, Đế Tông, ngươi xem một chút, hiện tại đại thế giới có thế lực kia nào đi chủ động trêu chọc hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía lão giả áo đen nói. Ta mặc kệ hắn đắc tội thế lực nào, hắn ở hung vực đã cứu ta một mạng, phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Sau này ở hạ vị diện, chăm sóc Thiên Vân Tinh Vực cùng Kiếm Minh một chút, nếu cần, các ngươi cũng phải ra tay giúp đỡ. Nếu như người đại thế giới hạ xuống, các ngươi có thể ở trong bóng tối giúp đỡ, rõ chưa? Lão giả áo đen gật đầu. Thiếu gia nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Thạch Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Thạch Tiểu Nam. Còn có ngươi, ngươi nhà đầu này, ngươi có biết vừa nãy ngươi chọc người nào hay không? Ngươi thật sự cho rằng đây là đại thế giới. Ngươi thật sự cho rằng ngươi báo ra Thạch gia chúng ta, người ta liền không dám động ngươi. Biết Mã Vô Địch không? Hiện tại thi thể hắn đã lạnh. Thạch Tiểu Nam bĩu môi. Ta làm sao biết hắn lợi hại như vậy? Thạch Thiên thấp giọng thở dài. Tiểu Nam, không phải lão ca ngươi rông dài, nhưng tính khí của ngươi, thật sự phải cải biến. Lần này lão ca người còn có chút mặt mũi, Dương Diệp chịu cho ta mặt mũi, thế nhưng lần sau thì sao? Lần sau nếu như người trêu chọc những ngoan nhân khác, người ta không cho Thạch ra mặt mũi, không cho ta mặt mũi. Khi đó người làm sao bây? Giờ, Thạch Tiểu Nam đi tới trước mặt Thạch Thiên, kéo cánh tay của hắn lắc lắc. Vậy ngươi liền nỗ lực trở nên mạnh mẽ a, chờ người mạnh, như vậy ai dám không nể mặt người? Thạch Thiên trừng Thạch Tiểu Nam. Ca ca ngươi nỗ lực trở nên mạnh mẽ, sau đó ngươi an tâm đi gây rắc rồi đúng không? Thạch Tiểu Nam nhếch miệng nở nụ cười. Ca ca bảo vệ muội muội không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nghe vậy, Thạch Thiên cay đắng nở nụ cười. Ca ca ta chung quy có một ngày bị ngươi hố chết. Lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng ở trong mắt lại tràn ngập sủng nịch. Thạch Tiểu Nam không có tim không có phổi cười hì hì, sau đó nói. Ca, ta còn chưa ở hạ giới chơi đùa, ngươi mang ta đi chơi khắp nơi một chút, đúng rồi, hung vực, chúng ta đi hung vực chơi đi. Nghe nói nơi đó rất nguy hiểm, hừ, lão gia tử chỉ dọa ta mới không tin. Chơi. Thạch Thiên lắc đầu. Ngươi lập tức cút đi cho ta thật sự không rõ, vì sao lão gia tử lại để ngươi đi. Hắn cảm thấy trái tim mình nhảy không đủ nhanh sao. Ca, ta lén lút chạy xuống a. Thạch Tiểu Nam nhẹ giọng nói. Thạch Thiên. Thông qua tinh không truyền tống trận, Dương Diệp đi tới Minh Mục Tinh Vực. Lúc này tổng bộ Kiếm Minh đã chuyển tới Kiếm Thần Cung, mà Kiếm Minh lúc này cũng đã trở thành thế lực lớn nhất toàn bộ Minh Mục Đại Lục. Không còn cấm chế, linh khí của Minh Mục Đại Lục cũng dần dần khôi phục, tuy còn không sánh được chung thế giới, thế nhưng so với rất nhiều tiểu thế giới lại mạnh hơn. Linh khí khôi phục, làm cho Minh Mục Đại Lục tỏa sáng sinh cơ, càng ngày càng nhiều thiên tài xuất hiện, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, mà những thiên tài này, những cường giả này, cơ bản đều đến từ Kiếm Minh. Không chỉ như vậy, Minh Mục Đại Lục còn từ từ xuất hiện bán thần, tuy còn chưa xuất hiện thần giả. Thế nhưng đối với Minh Mục Đại Lục hiện tại mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Dương Diệp không kinh động bất luận người nào, hắn lặng lẽ tiến vào kiếm điện. Trong kiếm điện, hai nữ hài đang truy đuổi. Nữ hài rất nhỏ, khoảng 5-6 tuổi, một người trong đó dùng sức lao nhanh, ở sau lưng nàng, có một đạo sấm sét thật dài. Mà ở trên sấm sét,
ngồi một nữ hài tóc búi sừng dê, hai tay nữ hài chăm chú ôm đạo lôi điện kia, bởi vì tốc độ có chút nhanh, khuôn mặt nữ hài bị gió thổi dập dờn, nhưng ở trong mắt lại tràn ngập hưng phấn. Hai nữ hài này tự nhiên là Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi. Lôi Lâm tỷ tỷ, nhanh lên một chút. Trên sấm sét, Tuyết Nhi hưng phấn kêu. Lôi Lâm quay đầu liếc mắt nhìn Tuyết Nhi, sau đó tay nàng nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời đạo lôi điện kia nảy lên, khi Tuyết Nhi muốn rơi trên mặt đất, một quả cầu sét xuất hiện ở phía dưới Tuyết Nhi, trực tiếp nảy Tuyết Nhi lên. Cứ như vậy, hai nữ hài chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đúng lúc này, quả cầu sét vốn muốn đỡ Tuyết Nhi đột nhiên bị một luồng sức mạnh thần bí lấn qua một bên, sau đó một đôi tay bế lấy Tuyết Nhi. Người đến chính là Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp, Tuyết Nhi cùng Lôi Lâm đều ngây người, sau một khắc, Tuyết Nhi tươi cười rạng rỡ, trực tiếp ôm lấy cổ Dương Diệp. Cha! Lôi Lâm cũng bay tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nắm lấy vai Dương Diệp, cao hứng nói. Ca ca! Dương Diệp tay phải ôm Lôi Lâm lên, sau đó hôn khuôn mặt của hai nữ một cái, cười nói. Tuyết Nhi, Lôi Lâm, nhớ ta không? Nhớ! Tuyết Nhi ôm lấy Dương Diệp, sau đó cũng học dáng vẻ Dương Diệp hôn nàng hôn khuôn mặt hắn một cái. Dương Diệp cười ha ha, sau đó nói. Tuyết Nhi, mẫu thân đâu? Tuyết Nhi mở tto mắt. Mẫu thân cùng Tịch Nguyệt Di Nương đang tắm. Tắm. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên độ cong, hắn hôn Tuyết Nhi một cái, sau đó nói. Cha tìm mẫu thân có việc cần bàn, người cùng Lôi Lâm đi chơi trước, được không? Không thể mang theo Tuyết Nhi cùng Lôi Lâm tỷ tỷ sao? Tuyết Nhi nói. Dương Diệp lắc đầu, nghiêm mặt nói. Không được, Tuyết Nhi ngoan, cùng Lôi Lâm tỷ tỷ đi chơi đi. Chờ cha nói chuyện xong, liền đến tìm Tuyết Nhi chơi có được không? Được rồi, cha nhớ phải tìm Tuyết Nhi. Tuyết Nhi hôn Dương Diệp một cái, sau đó kéo tay Lôi Lâm bay xa. Nhìn bóng lưng của hai nữ hài, Dương Diệp cười cười, sau đó xoay người nhìn về phía đại điện. Tắm rửa, ân, ta cũng đến tắm thoáng một phát. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nội điện. Nội điện tự nhiên chính là chỗ ở của đám người Tô Thanh Thi, nơi này nghiêm cấm người ngoài tiến vào, cũng không có người ngoài dám vào. Bốn phía nội điện có trận pháp mạnh mẽ, bất luận người nào tiến vào đều sẽ kinh động thủ vệ của nội điện, bất quá đối với Dương Diệp mà nói, trận pháp này như trang trí. Dù sao hắn là người có không gian pháp tắc và kiếm vực. Trong phòng, sương mù bốc lên, trong bồn tắm nằm hai nữ tử. Mặc dù thân thể của hai nữ tử ở trong nước, thế nhưng xuyên thấu qua sương mù cùng sóng nước dập dờn, vẫn có thể nhìn thấy ngọc thể trắng nõn, tuy bởi vì sương mù, không phải rất rõ ràng, thế nhưng càng thêm mê người. Tắm rửa. Kỳ thực võ giả đến mức độ nhất định, là không cần tắm rửa, chỉ cần hơi triển khai huyền khí, liền có thể thanh khiết bản thân. Thế nhưng đối với rất nhiều nữ tử mà nói, tắm rửa đã là một loại bản năng. Giống như rất nhiều huyền giả, bọn họ đã không cần ăn cơm. Thế nhưng rất nhiều người vẫn kiên trì một ngày ba bữa. Hai loại nguyên nhân, một là nếp sống rất khó thay đổi, hai là để cho mình cảm giác mình vẫn là một con người, rất ít người sẽ thích mình là một cái máy tu luyện. Trong bồn tắm, Tần Tịch Nguyệt nhìn ngực Tô Thanh Thi, khóe miệng nổi lên vẻ tà mị. Thanh Thi, nơi này của ngươi lại lớn rồi. Nói, có phải là công lao của tên kia hay không? Sắc mặt Tô Thanh Thi ửng đỏ, nàng liếc mắt nhìn Tần Tịch Nguyệt, không có nói tiếp. Ở phương diện này, 10 cái nàng cũng không phải đối thủ của Tần Tịch Nguyệt. Tần Tịch Nguyệt không tha người, đi tới bên cạnh Tô Thanh Thi, cười hắc hắc nói. Thanh Cơ Thi, tên kia phương diện ấy làm sao? Nghe Tần Tịch Nguyệt nói, Tô Thanh Thi chừng Tần Tịch Nguyệt một chút, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Nghe được thanh âm này, sắc mặt của Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt biến đổi. Hiển nhiên các nàng không nghĩ tới có người sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là nam nhân. Bất quá thoáng qua, hai nữ liền vui vẻ. Bởi vì thanh âm này là của Dương Diệp. Quả nhiên Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hai nữ. Nhìn thấy Dương Diệp, trên mặt Tô Thanh Thi nhất thời nổi lên nụ cười, thế nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng đỏ ửng, bởi vì hiện tại nàng không có một vật. Tay ngọc nàng vung lên, xa xa y vật bay tới, muốn mặc ở trên người, thế nhưng Dương Diệp lại vung tay. Y vật bay trở lại. Lúc này, phù phù, theo một tiếng nước vang, Dương Diệp tiến vào trong bồn tắm.
Dương Diệp ôm lấy Tô Thanh Thi, cười nói. Đã là lão phu lão thê, còn thẹn thùng cái gì? Tô Thanh Thi liếc mắt nhìn Dương Diệp, tuy trên mặt còn mang theo ngượng ngùng, thế nhưng không có đi lấy quần áo. Một bên, Tần Tịch Nguyệt nở nụ cười. Các ngươi chơi, ta ra ngoài trước, không quấy rầy các ngươi cố gắng chơi a. Nói xong liền muốn tránh đi. Nhưng lúc này, Dương Diệp vung tay lên, một sức hút kéo Tần Tịch Nguyệt lại, sau một khắc, Tần Tịch Nguyệt bị hắn kéo vào trong lồng ngực. Dương Diệp ôm eo Tần Tịch Nguyệt. Ngươi không phải muốn biết ta lợi hại bao nhiêu sao? Đến, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, hai tay Dương Diệp đỡ lấy vòng eo của Tần Tịch Nguyệt, để cho nàng quay người về phía mình, sau đó xách thương lên ngựa. A! À, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tần Tịch Nguyệt phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, bất quá rất nhanh, thanh âm này liền biến thành mê ly. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Đối với dục vọng của mình, Dương Diệp tự nhiên sẽ không áp chế, đùa giỡn, có thể tự còn áp chế dục vọng của mình. Đầu Dương Diệp hắn còn không có bị cửa kẹp. Vì để cho Tần Tịch Nguyệt biết mình lợi hại, trận chiến này chiến tới một canh giờ, mãi đến khi Tần Tịch Nguyệt tước vũ khí đầu hàng, ngay cả khí lực động ngón tay cũng không có hắn mới bỏ qua. Không, không có bỏ qua, chỉ là rời chiến trường mà thôi. Trận ác chiến này kéo dài đến ngày thứ hai. Trên giường, trong lòng Dương Diệp là Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt. Bởi vì hai nữ hiếu kỳ trong khoảng thời gian Dương Diệp rời đi này phát sinh cái gì, bởi vậy lúc này Dương Diệp đang nói một ít chuyện của mình gặp phải ở trong hung vực. Qua hồi lâu, chờ Dương Diệp nói xong, Tần Tịch Nguyệt nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới thế giới lớn như vậy, mấy ngày sau ngươi liền đi đại thế giới. Dương Diệp gật đầu. Lần này trở về, ta là muốn mang các ngươi tới Thiên Vân Tinh Vực, các ngươi ở nơi đó, ta mới yên tâm. Minh Ngục Đại Lục, mặc dù kiếm minh là mạnh nhất, không người nào dám thương tổn đám người Tô Thanh Thi. Thế nhưng hắn sợ chính là tinh vực khác tìm đến Minh Ngục Đại Lục phiền phức. Hiện tại Minh Ngục Đại Lục là không chịu nổi cường giả thần giả cảnh. Trầm mặc nháy mắt, Tô Thanh Thi lắc đầu. Không đi. Tại sao? Dương Diệp không rõ. Ngu ngốc. Lúc này Tần Tịch Nguyệt đột nhiên nguyết Dương Diệp một cái nói. Thiên Vân Tinh Vực là nơi nào? Đó là địa bàn của đế nữ, mà chúng ta là nữ nhân của ngươi, ngươi mang chúng ta tới địa phương của nàng, cho dù nàng không nói gì, thế nhưng người nhà nàng thấy thế nào? Phải biết, hiện tại Thiên Vân Tinh Vực còn không phải của Dương Diệp ngươi, đó là nhà của Trang gia. Dương Diệp nhíu mày, hắn đúng là không nghĩ tới việc này. Tô Thanh Thi lại nói. Chúng ta ở này, rất tốt. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cũng được. Tuy Minh Ngục Đại Lục không có thần giả cảnh, thế nhưng Thiên Vân Tinh Vực có, hơn nữa hắn chuẩn bị để Đại Hắc, Tiểu Ngưu cùng với Tiểu Điêu ở lại chỗ này. Có Đại Hắc, Tiểu Ngưu cùng Tiểu Điêu ở đây, trừ khi là một thế lực tứ tinh điều động toàn quân đánh lén Minh Ngục Đại Lục. Nếu không nơi này an toàn không có vấn đề. Người đi tới đại thế giới, lúc nào trở về? Lúc này Tần Tịch Nguyệt đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Tô Thanh Thi cũng nhìn về phía Dương Diệp, cái này cũng là nàng muốn biết. Dương Diệp trầm mặc nháy mắt, sau đó nói. Tìm được Tử Nhi và Tiểu Bạch, ta sẽ trở lại tiếp các ngươi. Tử Nhi. Đối với Tử Nhi, mặc kệ là Tô Thanh Thi hay Tần Tịch Nguyệt đều không xa lạ gì. Các nàng rất rõ ràng. Nếu như nhất định phải ở trong lòng Dương Diệp chọn một người trọng yếu nhất ra, rất khả năng chính là Tử Nhi. Tử Nhi không giống các nàng, Tử Nhi là theo Dương Diệp đồng thời trưởng thành, nàng cùng Dương Diệp trong lúc đó, trải qua quá nhiều đau khổ. Thứ tình cảm này, là sâu nhất. Vì lẽ đó, các nàng rất rõ ràng, cho dù đại thế giới nguy hiểm, Dương Diệp khẳng định cũng sẽ đi. Hơn nữa Dương Diệp căn bản không thể từ bỏ Tử Nhi, vì lẽ đó khuyên Dương Diệp đừng đi đại thế giới. Căn bản không cần phải nói. Tô Thanh Thi chôn đầu vào ngực Dương Diệp, nhẹ giọng nói. Mặc kệ ngươi đi đâu, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ở đây, nữ nhân, con gái của ngươi, vĩnh viễn đang đợi ngươi trở về. Trong lòng Dương Diệp ấm áp, đang muốn nói chuyện, lúc này hắn đột nhiên cảm giác tiểu đệ của mình bị một bàn tay nắm chặt, hắn nhìn về phía Tần Tịch Nguyệt, Tần Tịch Nguyệt nhìn hắn. Hai việc, một, đi đại thế giới, quản tốt tiểu đệ của ngươi. Đừng cho nó giống như lợn gieo giống khắp nơi, nếu không lão nương cắt nó. Thứ hai, nếu như ngươi không trở lại, lão nương sẽ cắm sừng cho ngươi, một ngày cắm một cái. Dương Diệp trực tiếp vươn mình đè lên người Tần Tịch Nguyệt.
chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Trường thương chui vào nơi ẩm ướt mềm mại, cả hai cùng kêu lên một tiếng rên rỉ sung sướng. Sau hai canh giờ, một thanh âm đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. Ca, đến cùng ngươi còn muốn dằn vặt các chị dâu bao lâu? Nghe vậy, trên giường Dương Diệp đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vui vẻ, thân hình hắn hơi động, trực tiếp ra ngoài cửa. Ở ngoài cửa là một nữ tử 17-18 tuổi, nữ tử dung mạo thanh tú, vóc người uyển chuyển, cùng Dương Diệp có 6-7 phân tương tự. Cô gái này, tự nhiên chính là muội muội của Dương Diệp, Tiểu Giao. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Giao nhếch miệng nở nụ cười. Ca, đã lâu không gặp. Mặc dù đang cười, thế nhưng trong mắt chảy ra hai hàng chất lỏng trong suốt. Dương Diệp đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Giao, nhẹ giọng nói. Tiểu Giao, ngươi lớn rồi. Tiểu Giao đi về phía trước một bước, sau đó ôm lấy Dương Diệp. Ca, nhiều năm như vậy, ta rất nhớ ngươi. Dương Diệp cười cười. Đừng khóc, đã lớn như vậy, để cho người khác nhìn thấy, sẽ cười ngươi. Nhưng Tiểu Giao khóc càng hung. Đối với Tiểu Giao mà nói, cõi đời này, chỉ có một người thân là Dương Diệp. Đương nhiên, lúc này đám người Tô Thanh Thi cũng là thân nhân của nàng, thế nhưng loại kia không giống. Thời gian sau đó, Dương Diệp không có tu luyện, mỗi ngày làm bạn với đám người Tô Thanh Thi và Niệm Tuyết, hắn cũng không hề lộ diện, bởi vậy người biết hắn trở về, chỉ có mấy cao tầng của Kiếm Minh cùng đám người Tô Thanh Thi. Minh Ngục Đại Lục ở dưới Vân Bán Thanh và Ngọc Vô Song quản lý, ngay ngắn rõ ràng, căn bản không cần hắn làm cái gì, hắn cũng không biết làm. Bởi vậy lần này trở về, hắn chính là bồi đám người Tô Thanh Thi. Hai ngày sau, Dương Diệp lưu lại Đại Hắc, Tiểu Hắc, Tiểu Ngưu cùng với Tiểu Điêu, sau đó rời Minh Ngục Tinh Vực. Rời Minh Ngục Tinh Vực, Dương Diệp cũng không có về Thiên Vân Tinh Vực, mà đi tới Tinh Không Chi Thành, sau đó tiến vào Tinh Không Truyền Tống Trận đi tới Tây Cực Vực. Mục đích lần này của hắn là Chân Vũ Tinh Vực Thần Vũ Đại Lục. Bởi vì An Nam Tĩnh ở nơi đó. An Nam Tĩnh, hắn tự nhiên sẽ không quên, trước đây không có thời gian, hiện tại hắn có thời gian. Vì lẽ đó hắn muốn đi tiếp đối phương trở về. Tây Cực Vực cách Đông Cực Vực vô cùng xa xôi, cho dù dùng tinh không truyền tống trận, cũng truyền tống 3 ngày mới đến. Thần Vũ Đại Lục, Dương Diệp từ trong tài liệu Dạ Lưu Vân thu thập cho hắn biết được, ở Hạ Vị Diện, Đông Tây Nam Bắc 4 vực, thực lực mạnh nhất không ai bằng Tây Cực Vực. Tây Cực Vực, chỉ thế lực tứ tinh thì có 6 cái. Long bảng đệ nhất cùng thứ hai cũng là đến từ nơi này. Nơi này, tôn trọng cường giả vi tôn, có thể nói, Đông Tây Nam Bắc 4 vực, Tây Cực Vực là tinh vực không dễ chọc nhất. Khi biết Dương Diệp muốn tới Tây Cực Vực, Dạ Lưu Vân cũng cố ý bàn giao Dương Diệp, để Dương Diệp cẩn thận một ít. Dương Diệp vừa bước vào Chân Vũ Tinh Vực, một thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới từ phương nào? Ánh mắt thanh niên rơi vào trên người Dương Diệp, đồng thời khí tức cũng khóa ở trên người Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn thanh niên, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, bởi vì thanh niên này dĩ nhiên là bán thần, thế nhưng khí tức kia cực kỳ chất phác, vượt xa bán thần bình thường. Nghe được đối phương hỏi, Dương Diệp ôm quyền, sau đó nói. Tại hạ Dương Diệp, đến đây tìm Vũ Tông Tông Chủ, mong. Ngươi chính là Dương Diệp. Thanh niên kia đột nhiên đánh gãy Dương Diệp. Xem ra mình rất nổi danh a. Dương Diệp gật đầu, cười nói. Chính là. Lúc này khóe miệng thanh niên nổi lên cười gằn. Ngươi thực sự là chán sống rồi, dám đến Vũ Tông chúng ta. Nói xong, một quyền trực tiếp đánh tới Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp bối rối. Dương Diệp xác thực bối rối. Hắn không nghĩ tới thanh niên này sẽ trực tiếp động thủ với hắn, hơn nữa nhìn dáng dấp kia của đối phương. Thật giống như cùng mình có thâm cừu đại hận gì. Thiên địa chứng giám, hắn là xưa nay chưa từng tới Chân Vũ Tinh Vực a. Hơn nữa, nếu thanh niên này biết hắn, còn dám trực tiếp động thủ, rất không bình thường. Ngược lại không phải hắn tự luyến, nhưng ở Hạ Vị Diện, người dám cùng hắn một mình đấu, không phải là không có, nhưng khẳng định không có mấy cái. Mà trong này, tuyệt đối không bao gồm thanh niên kia. Dương Diệp tràn đầy nghi hoặc. Mà lúc này, nắm đấm của thanh niên đã đi tới trước mặt. Tay phải Dương Diệp nắm chặt thành đấm, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm! Không gian rung động, thanh niên kia bị đánh bay ra ngoài ngàn trượng. Ngoài ngàn trượng, thanh niên kia nhìn cánh tay đã không còn cảm giác của mình, ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp.
Không hổ là người để An sư tỷ mong nhớ, L có chút thực lực. Bất quá vừa nãy ta nhất thời bất cẩn khinh địch, không có chăm chú, vì lẽ đó ăn thiệt nhỏ, hiện tại ngươi sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Nói xong, xì tay trái hắn hóa trưởng, sau đó co rụt lại, sau một khắc, tay trái hắn khẽ run lên, một trường ấn từ trong đó bắn ra, khi trường ấn xuất hiện, không gian xung quanh rung động kịch liệt, phảng phất như không chịu nổi sức mạnh trong đó. Theo thanh niên gầm lên một tiếng, trường ấn bay thẳng đến Dương Diệp. Khi trường ấn đi tới trước mặt Dương Diệp một trượng, đột nhiên, trường ấn run lên kịch liệt, sau đó hóa thành vô số trường ấn bao vây Dương Diệp. Nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng thanh niên kia nhất thời nổi lên nụ cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, những trường ấn kia đột nhiên ầm ầm vỡ vụn. Sau đó Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh niên kinh hãi, bản năng đấm ra một quyền. Dương Diệp cũng đấm ra một quyền. Ầm. Thanh niên bị chấn ra ngoài ngàn trượng, lần này Dương Diệp hiển nhiên không có lưu thủ, toàn bộ cánh tay của thanh niên vặn vẹo biến thành hình dáng kỳ dị, không chỉ như vậy, trong quá trình bị đánh bay, chí ít phun mười mấy ngụm tinh huyết. Thanh niên nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ. Ngươi mạnh như vậy. Ngươi không biết ta mạnh như thế nào sao? Dương Diệp hỏi ngược lại. Thanh niên liếc mắt nhìn Dương Diệp. Trước đây không biết, hiện tại biết rồi. Trước đây không biết. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngươi chưa từng nghe qua ta. Nghe qua. Thanh niên nói. Nghe An sư tỷ nói, nàng nói ngươi là vị hôn phu của nàng. Vị hôn phu. Dương Diệp sửng sốt. Nàng nói như vậy. Thanh niên gật đầu. Rất nhanh, cùng thanh niên trò chuyện, Dương Diệp cuối cùng rõ ràng tại sao An Nam Tĩnh nói như vậy. An Nam Tĩnh ở Vũ Tông cực kỳ được hoan nghênh, người theo đuổi nhiều vô số. An Nam Tĩnh tự nhiên là không có hứng thú với những người này, thế nhưng đều là đồng môn, cũng không thể đuổi người ta không đi, liền đánh người ta một trận chứ. Người chơi thủ đoạn dù sao cũng là số ít, hơn nữa bởi vì nàng thể chất đặc thù, toàn bộ cao tầng Vũ Tông đều coi nàng là bảo, bởi vậy quang minh chính đại theo đuổi, có thể, thế nhưng nếu dám chơi trò vặt, kia tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Bởi vậy An Nam Tĩnh cuối cùng liền tìm Dương Diệp làm bia đỡ đạn. Đã như thế, toàn bộ nam đệ tử của Vũ Tông đều nhớ kỹ một người, chính là Dương Diệp. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao thanh niên biết hắn là Dương Diệp, liền trực tiếp động thủ. Sở dĩ đối phương dám trực tiếp động thủ, là bởi vì việc Dương Diệp làm ở Đông Cực Vực cùng Nam Cực Vực, vẫn không có chuyển tới nơi này. Tây Cực Vực tương đối cao ngạo, rất ít cùng những vực khác lui tới, thêm vào cách Đông Cực Vực xa xôi, bởi vậy nơi này rất nhiều người căn bản không rõ ràng thực lực chân chính của Dương Diệp. Lúc này thanh niên nói, đi thôi, ta dẫn người đi gặp tông chủ. Ngươi không giết ta? Dương Diệp hỏi. Thanh niên cười khổ. Vừa nãy ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì xứng với An sư tỷ, sự thực chứng minh, ngươi rất có tư cách. Hắn không rõ ràng thực lực chân chính của Dương Diệp, thế nhưng từ vừa nãy giao thủ đến xem, hắn biết 10 cái hắn cũng đánh không lại Dương Diệp. Thời điểm như thế này, còn muốn đi đánh, vậy thì là muốn chết rồi. Dương Diệp gật đầu. Đi thôi, dẫn ta đi gặp tông chủ của các ngươi. Thanh niên gật đầu, cứ như vậy, ở dưới thanh niên dẫn dắt, Dương Diệp đi tới Thần Vũ Đại Lục Thần Vũ Thành. Thần Vũ Thành. Thời điểm vào thành, thanh niên đột nhiên nói. Ngươi phải cẩn thận một chút. Dương Diệp nhìn về phía thanh niên. Làm sao, còn gặp nguy hiểm? Thanh niên cười cười. Có thể sẽ có. Dương Diệp làm như nghĩ tới điều gì, sau đó gật đầu. Xác thực có thể sẽ có. Rất nhanh, thanh niên mang theo Dương Diệp đi tới ngoài Thần Vũ Điện, sau đó thanh niên đi vào thông báo. Bởi vì nơi này không biết thân phận và thực lực của Dương Diệp hắn, bởi vậy chỉ coi hắn là bạn của An Nam Tĩnh. Mà không phải coi hắn là vực chủ. Nếu không liền không phải loại chiêu đãi này. Dù sao Dương Diệp cũng coi như là một vực chủ, tự mình đến bái phỏng, làm sao cũng có người đủ thân phận đến. Chiêu đãi. Bất quá Dương Diệp không để ý, đối với những khuôn sáo kia, hắn luôn không để ý. Vũ Tông là tông môn của An Nam Tĩnh, tông môn này có ân với An Nam Tĩnh, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không đi làm sự tình để An Nam Tĩnh khó xử. Qua gần như một phút, một đám thanh niên đột nhiên từ trong điện đi ra, có tới hơn trăm, cùng lúc đó, bên ngoài cũng có thật nhiều người chạy tới, không tới một hồi, dưới thềm đá ngoài đại điện, đã có hơn ngàn người, hơn nữa người còn càng ngày càng nhiều.
cái tên này chính là Dương Diệp, ta xem cũng không ra sao a, không đẹp trai bằng ta, làm sao An sư tỷ sẽ coi trọng người này. Phải, thực sự là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Ta lại cảm thấy, người ta là thâm tàng bất lộ, An sư tỷ là một người kiêu ngạo, người nàng coi trọng, làm sao có khả năng sẽ là phân châu. Ít nhất cũng là phân yêu thú a. Có phải phân châu hay không, sau đó liền biết rồi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, chu vi rất nhiều người, hắn tự nhiên là nghe được, bởi vì người ta căn bản không e dè hắn, hoặc là nói, chính là cố ý nói cho hắn nghe. Hắn có chút bất ngờ địa vị cùng trình độ được hoan nghênh của An Nam Tĩnh ở Vũ Tông. Kỳ thực An Nam Tĩnh cũng không phải loại nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng trên người nàng có một loại khí chất độc nhất, khí chất này cực kỳ hấp dẫn người khác. Không ngừng vươn lên, từ huyền giả đại lục đi ra. Duy nhất có thể theo bước chân hắn, đồng thời có thể vượt lên đầu Dương Diệp hắn, cũng chỉ có một, chính là An Nam Tĩnh. Minh nữ thì không tính, bởi vì nàng là chuyển thế sống lại, mà An Nam Tĩnh không phải, nàng là chân chính dựa vào mình tu luyện lên. An Nam Tĩnh có thành tựu như bây giờ, trừ thiên phú của nàng, còn không thể rời bỏ nàng nỗ lực. Kỳ thực theo Dương Diệp, nỗ lực, vĩnh viễn trọng yếu hơn thiên phú. Thiên phú người không tốt, nếu như hắn nỗ lực. Cuối cùng sẽ có một ngày cường đại, thế nhưng thiên phú tốt, hắn không nỗ lực, thiên phú tốt cũng sẽ hoang phế. Mà nếu như có thiên phú, lại nỗ lực, vậy thì đáng sợ. Mà An Nam Tĩnh chính là người như thế. Người chính là Dương Diệp. Lúc này, từ trong điện đi ra một đám người, một nam tử cẩm bào cầm đầu đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn về phía đối phương, sau đó gật đầu. Chính là ta. Nam tử cẩm bào đi tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp, ta không quanh co lòng vòng với ngươi, An sư muội nàng kỳ tài ngút trời, người căn bản không xứng với nàng, vì lẽ đó rời nàng, rõ ràng chưa? Dương Diệp sờ sờ mũi của mình, sau đó nói, kỳ thực ta cũng là kỳ tài ngút trời nha. Ngươi, nam tử cẩm bào đánh giá Dương Diệp, sau đó nói, không nhìn ra, Dương Diệp nhìn đối phương một chút, sau đó nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, mọi người xôn xao. Hiển nhiên mọi người không nghĩ tới Dương Diệp lại dám ở trước mặt mọi người Vũ Tông khiêu khích đệ tử Vũ Tông, nơi này là địa bàn Vũ Tông A. Nam tử cẩm bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó gật đầu. Vậy thì thử xem đi. Nói xong, trực tiếp đấm ra một quyền. Xoạt xoạt. Quyền ra, không gian chung quanh Dương Diệp giãn nứt, cùng lúc đó, không gian nhất thời như nước sôi trào kịch liệt chập trùng, thanh thế dọa người. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Dương Diệp cũng đấm ra một quyền. Hai nắm đấm lấy phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nam tử cẩm bào bị chấn bay vào đại điện. Không chỉ như vậy, những người ở phía sau nam tử cẩm bào cũng bị chấn bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây người. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới nam tử cẩm bào bị một quyền đánh bại. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn mang theo một tia hiếu kỳ. Trong đại điện, nam tử cẩm bào quỳ một chân trên đất, cánh tay phải rung động kịch liệt, tuy đang rung động, thế nhưng hắn không cảm giác được, bởi vì toàn bộ cánh tay đã mất đi chi giác. Không chỉ cánh tay, toàn thân hắn cũng sắp mất đi chi giác. Nam tử cẩm bào ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật mạnh! Nói xong, khóe miệng nhất thời tràn ra máu tươi. Nhìn thấy đối phương chảy máu, Dương Diệp bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Ta đã hạ thủ lưu tình. Phốc! Nghe được Dương Diệp nói, nam tử cẩm bào trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Lúc này Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Dương Diệp ta bất tài, muốn lãnh giáo thiên tài của Vũ Tông một chút. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, sau đó lại nói. Xét thấy thực lực bản thân quá mạnh, ta kiến nghị, các vị tốt nhất cùng tiến lên. Mọi người, cuồng, hung hăng, cực kỳ hung hăng, nghe Dương Diệp nói, vẻ mặt người Vũ Tông đều khó coi. Cùng tiến lên, Dương Diệp để bọn họ cùng tiến lên, đây là coi rẻ bọn họ. Thân là thế lực lớn số một của Tây Cực Vực, đệ tử Vũ Tông làm sao sẽ không có cốt khí. Ta đến, quả nhiên, một nam tử tay cầm trường kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Là Thương Mộc Sư Huynh, giữa trường. Có người kinh ngạc thốt lên. Kha kha, kiếm ý của Thương Mộc Sư Huynh đã đạt đến niết bàn cảnh, cha cha, các ngươi đoán,
Dương Diệp có thể tiếp thương Mộc sư huynh mấy chiêu? 3 chiêu. Người đây là xem thường Dương Diệp. 4 chiêu, không thể thêm. Ha ha. Giữa trường, vang lên tiếng cười lớn. Dương Diệp liếc mắt nhìn Thương Mộc. Kiếm tu. Thương Mộc tay phải cầm kiếm chỉ xéo mặt đất. Tây Cực vực, đệ nhất kiếm tu. Đệ nhất kiếm tu. Dương Diệp ngẩn người, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Đệ nhất kiếm tu, tuy hắn ở kiếm đạo rất ít gặp phải địch thủ, thế nhưng xưa nay cũng không dám tự xưng đệ nhất kiếm tu. Thế giới lớn như vậy, cường giả nhiều như vậy, ai dám nói mình ở một phương diện chính là số một. Tự xưng số một, đại thể đều là người vô tri. 3 kiếm. Lúc này Thương Mộc đột nhiên nói. 3 kiếm đánh bại ngươi. Dương Diệp. Thương Mộc không có nói chuyện, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, một tiếng kiếm minh vang lên, không gian chung quanh nhất thời như đá rơi xuống nước, nổi lên từng trận sóng gợn. Cùng lúc đó, một luồng kiếm ý khủng bố đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Kiếm ý niết bàn cảnh. Nhìn Thương Mộc, Dương Diệp khẽ gật đầu, tuy Thương Mộc có chút tự tin, thế nhưng thực lực và thiên phú còn rất tốt. Hắn là người từng trải, biết muốn đạt đến kiếm ý niết bàn cảnh cần trải qua cái gì, đối phương có thể vượt qua khó khăn, kiếm ý niết bàn, tuyệt đối sẽ không là một người đơn giản. Thương Mộc sư huynh muốn triển khai linh tê nhất kiếm. Giữa trường, hai mắt Thương Mộc nhắm nghiền, khí thế toàn thân không ngừng bành trướng, hiển nhiên là xúc lực. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thương Mộc, đối phương còn chưa phản ứng đã bóp cổ họng của đối phương. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngây người. Bao quát Thương Mộc. Dương Diệp, người không tuân quy củ. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một thanh niên, lúc này đối phương đang căm tức nhìn hắn, xem dáng dấp kia, là muốn xông lên tìm hắn đánh một trận. Ta làm sao không tuân quy củ? Dương Diệp có chút ngạc nhiên hỏi. Thanh niên cả giận nói. Còn chưa bắt đầu, người liền xuất thủ trước, người đây là không tuân quy củ. Còn chưa bắt đầu. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Đệ tử Vũ Tông chính là như vậy. Thanh niên kia giận dữ, đang muốn nói chuyện, lúc này Thương Mộc đột nhiên nói. Ta thua. Thanh niên biến sắc, hắn nhìn về phía Thương Mộc. Thương Mộc sư huynh, người không có thua, hắn đánh lén, nếu để cho ngươi thả ra chiêu kia, hắn căn bản không tiếp nổi. Buồn cười. Dương Diệp nhìn về phía thanh niên kia. Ngươi cùng kẻ địch chiến đấu, ngươi sẽ cho đối phương thời gian phóng thích đại chiêu sao? Ngươi sẽ sao? Vẻ mặt thanh niên cứng đờ, thế nhưng rất nhanh, hắn lại nói. Này không phải cuộc chiến sinh tử, đây là tỉ thí công bình. Trong tỉ thí công bình, người dĩ nhiên đánh lén, người đê tiện. Nghe vậy, rất nhiều người cũng vội vàng gật đầu, từng cái căm tức nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu. Lý luận kỳ hoa. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh niên kia. Ta muốn ra tay với ngươi rồi. Thanh niên sững sờ, một tức sau, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó ở dưới tình huống hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại liền bóp cổ họng của hắn. Tất cả mọi người lần thứ hai hóa đá. Tốc độ thật nhanh. Mọi người phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt đều cực kỳ nghiêm nghị. Dương Diệp kéo thanh niên kia tới trước mặt mình nói. Xem, lần này ta không đánh lén chứ. Sắc mặt thanh niên trắng bệch, cái gì gọi là làm mất mặt, đây chính là làm mất mặt a. Dương Diệp buông thanh niên ra, sau đó nhìn về phía Thương Mộc nói. Nể mặt An Nam tính, ta có thể cho ngươi một cơ hội, đến, tiếp tục ra tay. Thương Mộc nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi rất mạnh. Lúc này, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều biết, thực lực Dương Diệp rất mạnh, cực kỳ mạnh. Thương Mộc sư huynh, cố lên. Đúng lúc này, thanh niên lúc trước đột nhiên hô. Cùng lúc đó, những người kia cũng gọi lên. Thương Mộc liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó hai mắt chậm rãi đóng chặt, như trước kia, một luồng kiếm ý xuất hiện ở bốn phía, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt lên. Vắng lặng nháy mắt, Thương Mộc đột nhiên mở mắt ra. Linh tê nhất kiếm. Nói xong chém ra một kiếm. Kiếm ra, kiếm khí hiện lên phương thức quỷ dị bắn nhanh về phía Dương Diệp, khi kiếm khí đi tới trước mặt Dương Diệp đưa tay ra muốn ngăn cản. Mà lúc này, rất nhiều người khóe miệng đều nhếch lên, đặc biệt là thanh niên trước kia, khóe miệng còn mang theo vẻ châm chọc.
Ngay khi Dương Diệp đưa tay muốn ngăn cản kiếm khí, tia kiếm khí kia đột nhiên đi vào trong không gian trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt, thoáng qua, kiếm khí trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ha ha! Lúc này, thanh niên xa xa kia đột nhiên cười lớn. Thực sự là ngu xuẩn, linh tê nhất kiếm là có ngũ hành lực. Dương Diệp, người biết cái gì gọi là ngũ hành lực sao? Ngũ hành lực, không nhìn huyền khí phòng ngự, người mạnh mẽ đi chống đối, đây là đang tự tìm đường chết, ngươi. Nói đến đây, âm thanh của thanh niên đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn phát hiện, xa xa Dương Diệp đang lấy một loại ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn hắn. Ngươi, ngươi không có chuyện gì. Thanh niên gắt gao nhìn Dương Diệp. Không chỉ có thanh niên, lúc này tất cả mọi người đều nhìn Dương Diệp. Bọn họ nhìn thấy kiếm khí kia đi vào trong cơ thể Dương Diệp, thế nhưng hiện tại Dương Diệp không có chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này trong mắt Thương Mộc tràn đầy vẻ nghi hoặc, đột nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu trắng, nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Dương Diệp vỗ vỗ trước ngực mình, sau đó nói. Kiếm khí ác liệt, nắm giữ ngũ hành lực, vẫn tính có thể. Ngươi, ngươi dối trá. Đúng lúc này, thanh niên bên cạnh kia đột nhiên gọi lên, hắn chỉ vào Dương Diệp cả giận nói. Trên người ngươi khẳng định có huyền bảo mạnh mẽ gì, ngươi. Nhìn thấy đối phương lại nhảy, hai mắt Dương Diệp híp lại, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Câm miệng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó một trung niên hoa bào xuất hiện ở giữa tràng. Nhìn thấy trung niên hoa bào, tất cả mọi người sắc mặt khẽ biến, sau đó cùng nhau thi lễ. Bái kiến tông chủ. Trung niên hoa bào khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía thanh niên trước kia. Trở về diện bích, lúc nào nghĩ rõ ràng mình phạm sai lầm gì, khi đó mới được đi ra. Sắc mặt thanh niên càng trắng, thế nhưng không dám nói gì, vội vã lui xuống. Sau khi thanh niên lui xuống, trung niên hoa bào nhìn về phía Dương Diệp. Qua hai chiêu không? Rào! Tất cả mọi người xôn xao, khó mà tin nổi nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp này đến tột cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên làm cho tông chủ khiêu chiến. Hắn có tài cán gì? Dương Diệp trầm mặc, lúc này nam tử trung niên lại nói. Hiện tại tiểu tĩnh là người vũ tông ta, nàng tuyển người, ta rất muốn nhìn xem ánh mắt của nàng, đương nhiên, ta cũng thật tò mò, thiên tài số một của hạ vị diện thực lực đến tột cùng mạnh như thế nào. Thiên tài số một hạ vị diện. Dương Diệp kinh ngạc nói. Ta. Nam tử trung niên cười cười. Ngươi còn không biết, hiện tại Dương Diệp ngươi đã là thiên tài số một hạ vị diện. Kỳ thực nói ngươi là hạ vị diện đệ nhất cường giả cũng không quá đáng. Nghe nam tử trung niên nói, tất cả mọi người ngây người như phỗng. Thiên tài số một hạ vị diện đệ nhất cường giả. Dương Diệp này, nếu như là người khác nói, bọn họ khẳng định không tin, còn có thể mắng đối phương vô tri, thế nhưng lời này là tông chủ của bọn họ nói. Không dám. Dương Diệp khiêm tốn nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nam tử trung niên cười nói. Mặc kệ như thế nào, đến đây đi, chúng ta qua hai chiêu. Có thể không đánh không? Dương Diệp nói. Tại sao? Nam tử trung niên không rõ. Dương Diệp lắc đầu. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta không dùng thực lực chân chính, rất khó đánh bại ngươi, thế nhưng nếu ta vận dụng thực lực chân chính, nhất định sẽ giết ngươi. Trung niên này xác thực rất mạnh, bằng cảm giác, thế nhưng, đối phương lại mạnh, cũng tuyệt đối không đón được luân hồi nhất kiếm của hắn. Nghe Dương Diệp nói, người vũ tông nhất thời nổ lên, từng cái căm tức nhìn Dương Diệp, nếu không phải nam tử trung niên ở đây, bọn họ sớm xông lên làm thịt Dương Diệp rồi. Nam tử trung niên trầm mặc nháy mắt, sau đó nói. Bất phân thắng bại, chỉ đơn giản qua một chiêu, được không? Như vậy có thể. Dương Diệp cười nói. Nam tử trung niên gật đầu, sau đó bước về phía trước một bước, sau một khắc, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Quyền ra, không gian nứt vỡ, sau đó quyền ấn mang theo một vệt cầu vồng bắn nhanh về phía Dương Diệp. Quyền ý nửa bước quy nguyên cảnh. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn biết trung niên này rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lĩnh ngộ quyền ý nửa bước quy nguyên cảnh. Không dám khinh thường, tay Dương Diệp hơi động, cổ sao xuất hiện, sau một khắc, hắn rút kiếm chạm một cái. Ba đạo chạm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Một đạo kiếm khí lóe lên, cùng quyền ấn oanh lại với nhau. Ầm,
Ở trong ánh mắt của mọi người, quyền ấn ầm ầm vỡ vụn, sau đó kiếm khí tiến quân thần tốc, cuối cùng bắn nhanh về phía Trung Niên. Trung Niên lại đấm ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Trung Niên bị chấn ra ngoài ngàn trượng. Thất bại. Thời khắc này, giữa trường tĩnh đến nghe được tiếng kim rơi. Vũ Tông Tông chủ thất bại. Thời khắc này, tất cả mọi người ngây như phỗng. Vũ Tông Tông chủ là ai cơ chứ? Là một trong mấy người mạnh nhất Tây Cực Vực. Đừng nói ở Tây Cực Vực, dù ở toàn bộ hạ vị diện, người có thể đánh bại hắn cũng không có mấy cái. Mà hiện tại, Vũ Tông Tông chủ dĩ nhiên thua một thiếu niên. Xa xa, khóe miệng Thương Mộc hiện lên vẻ cay đắng, trước hắn liền đoán được Dương Diệp khả năng lĩnh ngộ kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, bởi vì hắn cảm giác được, kiếm ý của mình không phải biến mất, mà bị Dương Diệp hấp thu. Có thể hấp thu kiếm ý của hắn, chỉ có một khả năng, là kiếm ý còn cao hơn hẳn. Kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh. Như hắn sở liệu, Dương Diệp là kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh. Một bên, Vũ Tông Tông chủ nhìn tay của mình, trên tay có một vết kiếm. Trầm mặc nháy mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không hổ là thiên tài số một hạ vị diện, ở hạ vị diện, trong thế hệ trẻ tuổi, theo ta được biết, đã không người có thể ngang hàng với ngươi, đừng nói thế hệ trẻ tuổi, L thần giả thế hệ trước cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Quá khen! Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Tiền bối, hôm nay tới đây, là bởi vì An Nam Tĩnh, có thể cho nàng đi ra gặp gỡ hay không? Vũ Tông Tông chủ trầm mặc một chút, sau đó nói. Chúng ta đi vào đàm luận. Dương Diệp nhìn đối phương một chút, sau đó gật đầu nói. Được. Vũ Tông Tông chủ khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía. Trước ta không ra, chính là muốn để cho các người biết, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, không nên cảm thấy mình rất mạnh. Mạnh hơn các ngươi, quá nhiều quá nhiều. Võ giả, có thể có tự tin, nhưng không thể tự đại, không thể tự mãn. Nói xong, hắn xoay người đi vào đại điện. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi theo. Giữa trường, rất nhiều người nhìn bóng lưng của Dương Diệp, vẻ mặt đều có chút phức tạp, còn có chính là ảm đạm. Nếu như Dương Diệp là phế vật, vậy rất nhiều người bọn họ còn có cơ hội, thế nhưng Dương Diệp không phải phế vật. Loại thiên tài này, Vũ Tông là tuyệt đối sẽ không phản đối An Nam Tĩnh ở cùng với hắn. Cũng không dám phản đối. Vạn nhất Dương Diệp mạnh mẽ mang An Nam Tĩnh đi, khi đó Vũ Tông không chỉ tổn thất một thiên tài, còn sẽ đắc tội một thiên tài. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu như Dương Diệp cướp, Vũ Tông còn thật không dám làm gì hắn. Đơn giản mà nói, Dương Diệp xứng với An Nam Tĩnh, sau đó bọn họ không còn hy vọng rồi. Chấm. Trong nội điện. Nàng không ở nơi này. Vũ Tông Tông chủ nói. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại. Có ý gì? Vũ Tông Tông chủ nói. Ở trong cuộc đời này của ta, gặp quá nhiều thiên tài, thế nhưng loại thiên tài trong thiên tài, ta chỉ thấy qua hai người, một cái là ngươi, một cái là nàng. An Nam Tĩnh thiên phú quá mạnh, cũng cực kỳ nỗ lực, sau khi đi tới Vũ Tông chúng ta, cũng không lâu lắm, Vũ Tông chúng ta đã không có gì có thể dạy nàng. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói. Kỳ thực, ở trước đây không lâu, Vũ Tông chúng ta đã không ai có thể dạy nàng, ngay cả ta cùng nàng giao thủ, cũng bị nàng hoàn toàn đè đánh, nếu như nàng vận dụng thực lực chân chính, ta cũng sẽ không phải đối thủ. Dương Diệp gật đầu, không quá bất ngờ, bởi vì thiên phú của An Nam Tĩnh còn tốt hơn hắn, nếu như Hồng Mông Tháp ở trong tay An Nam Tĩnh khả năng càng thêm nghịch thiên. Lúc này, Vũ Tông Tông chủ lại nói. Vì không hạn chế nàng phát triển, cuối cùng chúng ta dùng hết khả năng mua được giấy thông hành đi đại thế giới, sau đó đưa nàng đến đại thế giới. Đại thế giới. Dương Diệp trầm mặc, hắn không nghĩ tới An Nam Tĩnh đã đi tới đại thế giới. Một lát sau hắn nói. Lúc nào? Vũ Tông Tông chủ nói. Nửa tháng trước, nàng có đi tìm ngươi, thế nhưng không thấy ngươi. Nửa tháng trước. Dương Diệp gật đầu, vào lúc ấy hắn còn ở hung vực. An Nam Tĩnh tự nhiên là không tìm được hắn. Lúc này Vũ Tông Tông chủ lại nói. Nơi này, xác thực đã không thích hợp nàng phát triển. Giống như ngươi, ở hạ vị diện, cũng không thích hợp ngươi phát triển. Dương Diệp gật đầu. Ta rõ ràng, mặc kệ như thế nào, cảm tạ Vũ Tông bồi dưỡng cùng bảo vệ nàng. Khách khí rồi. Vũ Tông Tông chủ cười nói. Hiện tại nàng là đệ tử Vũ Tông chúng ta. Nói đến đây.
hắn do dự một chút, sau đó nói. Thứ ta nói thẳng, nàng giống như ngươi, đều là kỳ tài ngút trời, loại kỳ tài này, là không thể bị ràng buộc. Dương Diệp gật đầu nói. Ta minh bạch ý tứ của tiền bối, nàng có cuộc đời của mình, ta sẽ không hạn chế nhân sinh của nàng. Lần này đến Vũ Tông, cũng không phải muốn dẫn nàng đi, đương nhiên nếu như nàng ở đây không vui, ta khẳng định sẽ dẫn đi, thế nhưng đi tới nơi này, nhìn thấy đệ tử Vũ Tông yêu thích nàng như thế, ta cũng yên lòng. Ngươi không ghen. Vũ Tông Tông chủ cười nói. Ghen. Dương Diệp lắc đầu. Ta cao hứng còn không kịp. Nàng được người yêu thích, chứng minh nàng có mị lực, không phải sao? Vũ Tông Tông chủ cười cười. Nhà đầu này, dung mạo khả năng không tính nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng khí chất trên người nàng lại độc nhất vô nhị. Nàng đi tới đại thế giới, khẳng định cũng sẽ có thật nhiều người theo đuổi. Đến lúc đó, ngươi khả năng lại phải bận bịu. Nghe vậy, Dương Diệp hiểu ý nở nụ cười. Xác thực, như Vũ Tông Tông chủ nói, đến đại thế giới, hắn khẳng định lại sẽ thêm ra rất nhiều tình địch. Loại nữ tử như An Nam Tĩnh, không chỉ An Nam Tĩnh, tỷ như Tô Thanh Thi, đế nữ. Nếu như không có thực lực mạnh mẽ, căn bản không thể ở cùng với các nàng. Không có thực lực mạnh mẽ, chuyện này ý nghĩa ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể chết oan chết uổng. Lúc nào ngươi lên đại thế giới? Vũ Tông Tông chủ đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói. Sắp rồi. Ngươi chuẩn bị làm sao đi lên? Vũ Tông Tông chủ lại hỏi. Dương Diệp cười nói. Nếu như bọn họ đồng ý để ta lên, vậy thì tốt nhất, nếu như không muốn để ta lên, vậy ta liền giết lên. Giết tổ lên. Hai mắt Vũ Tông Tông chủ híp lại, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười khổ. Dám nói như thế, ở hạ vị diện, e là cũng chỉ có ngươi. Đại thế giới. Giết tới đại thế giới. Cái kia ý nghĩa khiêu chiến trật tự cùng quy tắc của đại thế giới, mấy vạn năm qua, ở hạ vị diện chỉ có hai người làm được. Một là Kiếm Vốc Cực, còn có một là Tiêu Giao Tử. Có thể tưởng tượng được, muốn khiêu chiến quy tắc của đại thế giới, là khó khăn cỡ nào. Mà hiện tại, Dương Diệp nói muốn giết lên, này không phải là khiêu khích. Này tương đương với trực tiếp tuyên chiến với quy tắc cùng trật tự của đại thế giới rồi. Hắn sẽ thành công sao? Vũ Tông Tông chủ có chút chờ mong. Lúc này Dương Diệp nói. Nếu An Nam Tĩnh đã lên đại thế giới, vậy ta liền không quấy rầy. Cáo từ. Vũ Tông Tông chủ gật đầu. Sau này còn gặp lại. Dương Diệp gật đầu, xoay người rời đi. Khi hắn ra đại điện, gặp phải một vài đệ tử Vũ Tông. Lúc này những đệ tử Vũ Tông kia nhìn về phía hắn, đã không có địch ý, chỉ có tôn kính. Dương Diệp nhìn mọi người khẽ gật đầu, muốn rời đi, nhưng đúng lúc này. Một vệt sáng đột nhiên từ phía chân trời hạ xuống, chùm sáng rơi vào chính giữa quảng trường. Tất cả mọi người đều nhìn về phía chùm sáng, Dương Diệp cũng dừng bước lại, nhìn về phía chùm sáng kia. Chùm sáng tản đi, một thanh niên mặc áo bào đen xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy thanh niên này, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ kinh ngạc, bởi vì thanh niên này dĩ nhiên là thần giả. Thần giả? Xem tuổi của thanh niên này, hẳn không vượt qua 30 tuổi. Không đến 30 tuổi, liền đạt đến thần giả, thiên phú này không thể không nói, rất khủng bố. Bất quá khí tức của thanh niên có chút không ổn định, phải nói là rất phù phiếm, so với Vũ Tông Tông chủ, một cái là thiên, một cái là địa, kém quá nhiều rồi. Thần giả này có chút căn cơ bất ổn a. Đây là ý nghĩ lúc này của Dương Diệp. Không có quản đối phương, Dương Diệp muốn rời đi, mà lúc này, thanh niên kia đột nhiên nói. An Nam Tĩnh đâu? Bảo nàng đi ra, ngày hôm nay lão tử muốn dạy nàng làm người. Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía thanh niên kia. Vân Khôn. Lúc này, một đệ tử Vũ Tông ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Người này là siêu cấp thiên tài của Lang Vân Tinh Vực, hắn đã từng đến Vũ Tông chúng ta khiêu chiến, bất quá khi đó bị An Sư Tỷ đánh bại. Đối với chuyện này, hắn vẫn canh cánh trong lòng, đồng thời tuyên bố lần sau nhất định sẽ đến báo thù. Không nghĩ tới hắn thật sự đến. Hơn nữa hiện tại là thần giả rồi. Nói xong, vẻ mặt thanh niên kia nghiêm túc lên. Không chỉ có thanh niên, bên cạnh rất nhiều đệ tử Vũ Tông vẻ mặt đều cực kỳ nghiêm nghị. Thần giả. Thần giả cùng bán thần chênh lệch không phải lớn bình thường, tuy bọn họ rất tin tưởng An Nam Tĩnh, thế nhưng Vân Khôn là thần giả a. Lúc này Vân Khôn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cười lạnh nói. Làm sao?
không dám ra. Trong mắt Dương Diệp có một tia kinh ngạc, hắn phát hiện một vấn đề, là những người này thật giống như không biết An Nam Tĩnh đã không ở Vũ Tông. Rất nhanh, hắn nghĩ rõ ràng, hẳn là Vũ Tông ẩn giấu, cũng phải, An Nam Tĩnh là một vương bài của Vũ Tông, để cho người khác cho rằng nàng còn ở Vũ Tông, đối với thế lực khác cũng là một loại trấn nhiếp. Làm sao, An Nam Tĩnh đâu? Lúc này Vân Khôn cười gằn nói. Bảo nàng lăn ra đây cho ta, cái gì thiên tài số một Vũ Tông, cái gì thiên tài số một Tây Cực Vực, ngày hôm nay lão tử muốn để cho các ngươi rõ ràng, Vân Khôn ta mới là thiên tài số một của Tây Cực Vực, An Nam Tĩnh nàng ở trước mặt Vân Khôn ta, chính là một phế vật, nàng. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vân Khôn. Vân Khôn đầu tiên là hơi run run, muốn nói chuyện, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém. Một đạo kiếm khí chém ngang ra. Ba đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Vân Khôn thay đổi sắc mặt, hai tay vội vã vung vẩy, quyền ấn thiểm hiện, lít nha lít nhít đánh về kiếm khí của Dương Diệp. Nhưng những quyền ấn này của hắn như giấy mỏng, bị kiếm khí của Dương Diệp cắt ra. Ở trong ánh mắt của mọi người, Vân Khôn bị oanh đến mấy ngàn trượng, cuối cùng đập vào mặt đất. Trong hố sâu, Vân Khôn bò trên đất, thân thể co giật, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Dương Diệp đi tới trước mặt Vân Khôn, nhìn đối phương nói. Thiên tài số một Tây Cực Vực, thiên tài số một thật yếu a. Nói xong, Dương Diệp xoay người, thân hình run lên, hóa thành một ánh kiếm biến mất ở phía chân trời. Sau khi rời Vũ Tông, Dương Diệp trực tiếp trở lại Thiên Vân Tinh Vực. U khi rời, Thiên Vân Tinh, Chiến Thần Điện. Trong điện chỉ có ba người, đế nữ, Dương Diệp, còn có Dạ Lưu Vân. Muốn lên đại thế giới sao? Đế nữ hỏi. Dương Diệp gật đầu nói. Gần đủ rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Sự tình liên quan tới thông thiên chi lộ, đều tra được chưa? Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó nói. Muốn đến thông thiên chi lộ, nhất định phải tới chân trời ở trên hư không cực bắc, nơi đó có thể đi đến thông thiên chi lộ, người hạ vị diện có thể thông qua thông thiên lên đại thế giới. Thông thiên chi lộ này là con đường duy nhất ở trạ vị diện có thể lên đại thế giới. Dương Diệp gật đầu nói. Nơi đó bình thường có bao nhiêu người trấn thủ? Dạ Lưu Vân trầm ngâm mấy tức, sau đó nói. Ở tình huống bình thường, chỉ có một cường giả âm dương cảnh. Ngươi cũng rõ ràng, có cường giả âm dương cảnh, cường giả thần giả cảnh căn bản không có cách đối kháng. Hơn nữa cũng rất ít người dám đi khiêu chiến quy tắc của đại thế giới. Vì lẽ đó, đối với đại thế giới mà nói, một cường giả âm dương cảnh trấn thủ liền đủ. Thế nhưng, nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Thế nhưng đây là ở tình huống bình thường, người cũng biết, hiện tại người ở phía trên biết người muốn lên, vì lẽ đó bọn họ không thể chỉ phái một cường giả âm dương cảnh, thậm chí còn sẽ phái người lợi hại hơn âm dương cảnh. Lần này, bọn họ khẳng định là muốn tuyệt sát ngươi. Dương Diệp trầm mặc, như Dạ Lưu Vân nói. Sau khi đại thế giới biết thực lực của hắn, khẳng định sẽ không phái người đến đưa kinh nghiệm cho hắn. Lần này đối phương khẳng định sẽ phái ra đội hình mạnh mẽ, hoặc là nói, trực tiếp phái vài cường giả luân hồi cảnh đến giết hắn. Luân hồi cảnh. Này không phải là hắn hiện tại có thể đối kháng. Lúc này, Dạ Lưu Vân đi tới trước mặt Dương Diệp, ngưng trọng nói. Ngươi không giống Kiếm Vô Cực và Tiêu Giao Tử, bọn họ lên đại thế giới không có nhằm vào bọn họ. Thế nhưng ngươi, đại thế giới nhiều thế lực như vậy nhằm vào ngươi, bọn họ là không thể cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Vì lẽ đó, ta kiến nghị đừng lên đại thế giới, chỉ tạm thời đừng lên. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, vẻ mặt có chút âm trầm. Như Dạ Lưu Vân nói, hắn không giống Kiếm Vô Cực và Tiêu Giao Tử, người ta muốn lên đại thế giới không có nhằm vào bọn họ, chờ đại thế giới muốn nhằm vào bọn họ đã đi lên. Thế nhưng hiện tại, tuy không phải toàn bộ đại thế giới muốn nhằm vào Dương Diệp, thế nhưng chí ít Mã Gia, Đế Tông, Chiến Các khẳng định sẽ nhằm vào hắn. Còn có Thần Phượng Tộc, mà Tiểu Lãnh khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Vì lẽ đó, hắn muốn lên đại thế giới, không phải khó bình thường. Phải nói, hiện nay tình huống như thế, hắn muốn lên đại thế giới, chẳng khác nào tìm chết. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Nhất định phải lên. Tại sao? Dạ Lưu Vân không rõ. Lần này nàng là thật sự không hiểu ý nghĩ của Dương Diệp. Rất nhiều lúc Dương Diệp kích động,
thế nhưng hắn kích động cũng không phải không có đầu óc, mà hiện tại, hắn biết rõ người ta mai phục đang chờ hắn, thế nhưng hắn vẫn muốn đi tới. Không rõ, cực kỳ không rõ. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Lưu Vân, ta biết ngươi lo lắng, thế nhưng ngươi ngẫm lại xem, hiện tại ta không thể đi lên, vậy lúc nào ta có thể đi lên đây? Dạ Lưu Vân trầm mặc. Dương Diệp lắc đầu. Người đại thế giới nhằm vào ta, hiện tại ta không thể đi tới, sau đó càng không lên nổi, trừ khi ta đạt đến âm dương cảnh, đạt đến luân hồi cảnh, như thế mới có thể nghênh ngang đi lên. Thế nhưng mặc kệ là âm dương cảnh hay luân hồi cảnh, đều không phải hiện tại ta có thể đạt đến. Hơn nữa coi như đạt đến âm dương cảnh, luân hồi cảnh, khi đó tình cảnh khẳng định cũng giống như hiện tại. Hiện tại ta là hư giả cảnh, bọn họ khả năng chỉ có thể phái âm dương cảnh, coi như phái luân hồi cảnh tới, nhưng sẽ không nhiều. Mà nếu như ta đạt đến âm dương cảnh, đối phương khả năng sẽ phái tất cả cường giả tới. Vì lẽ đó, tình cảnh khi đó không khác hiện tại quá lớn. Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó cười khổ. Nhưng hiện tại ngươi đi lên, không hề có một chút phần thắng. Sự do người làm. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía đế nữ. Không cần lo lắng quá mức, ta sẽ không tìm đường chết. Đế nữ khẽ lắc đầu. Ngươi sẽ. Vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ, đế nữ cũng quá không nể mặt mũi. Lúc này đế nữ đi tới trước mặt hắn, sau đó kéo tay của hắn. Cô nương tên Tử Nhi kia ta nghe qua, đối với chuyện của nàng và ngươi, ta cũng biết. Ta biết ngươi sẽ không bỏ qua nàng, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ngươi sống sót, nàng, còn có chúng ta, mới có hy vọng, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này đế nữ lại nói. Ngươi đắc tội quá nhiều thế lực, những thế lực này đều không phải chúng ta có thể chống lại, nếu như ngươi chết, liền mang ý nghĩa, chúng ta cũng sẽ chết theo ngươi. Vì lẽ đó, mặc kệ bất cứ chuyện gì, ngươi cũng phải bảo đảm mình sống sót, hiểu chưa? Đế nữ rất rõ ràng tính cách của Dương Diệp, hắn không sợ mình chết, cũng không sợ nguy hiểm, thế nhưng hắn sợ các nàng chết, sợ các nàng gặp nguy hiểm. Hắn sẽ không để cho các nàng rơi vào tuyệt cảnh cùng nguy hiểm, tuy đối với hắn là một loại ràng buộc, thế nhưng cái này cũng là một loại động lực. Vị Nhiên nói không sai. Lúc này Dạ Lưu Vân cũng nói. Dương Diệp, ngươi phải hiểu được, ngươi gây rất nhiều họa, cực kỳ nhiều, nếu như ngươi không còn, không nói đại thế giới. Ở hạ vị diện phỏng chừng cũng có thật nhiều người muốn động thủ với chúng ta. Vì lẽ đó, ta, Vĩ Nhiên, hay Tử Nhi cô nương, chúng ta đều có thể chết, nhưng ngươi không thể chết được, bởi vì nếu như ngươi chết, liền ý nghĩa mọi người chúng ta đều sẽ chết. Hiện tại ngươi là hy vọng duy nhất của Thiên Vân Tinh Vực cùng Kiếm Minh. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi nói làm ta áp lực thật lớn. Dạ Lưu Vân cười cười. Áp lực chính là động lực. Được rồi, không nói cái này. Nếu ngươi muốn lên đi, vậy ngươi khẳng định còn có lá bài tẩy, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không công đi chịu chết. Nói xong, nàng nhìn về phía đế nữ nói. Vị Nhiên ngươi cũng không cần quá lo lắng, tên này có lúc nhìn như kích động, kỳ thực rất tinh tế. Đế nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu. Xác thực. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Còn nhớ ngươi đi hung vực, ta đã nói với người không? Nói. Nói cái gì? Dương Diệp sửng sốt. Đế nữ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nếu quên, vậy thì thôi. Dương Diệp đột nhiên ôm đế nữ, cười nói. Làm sao sẽ quên, ngươi đã nói, chờ ta trở lại, liền cưới ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Lưu Vân, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Đế nữ nói. Không nên quá mức phô trương, đơn giản một chút là được. Kỳ thực cũng không khác mấy rồi. Dạ Lưu Vân cười nói. Hiện tại, người nào không biết quan hệ của các ngươi, bất quá quá trình vẫn phải đi, như vậy mới có thể làm cho Thiên Vân Tinh Vực yên lòng. Tuy mọi người đều biết quan hệ của Dương Diệp và đế nữ, thế nhưng bọn họ không có kết hôn, người Thiên Vân Tinh Vực không yên lòng. Bọn họ đương nhiên là lo lắng, vạn nhất Dương Diệp và đế nữ cuối cùng không đến với nhau, như vậy Thiên Vân Tinh Vực làm sao bây giờ? Hiện tại Thiên Vân Tinh Vực có thành tựu như bây giờ, dựa vào chính là ai? Chủ yếu là Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp rời Thiên Vân Tinh Vực, uy vọng cùng thế lực của Thiên Vân Tinh Vực sẽ giảm hơn một nửa. Mà một khi Dương Diệp và đế nữ kết hôn, vậy bọn họ có thể triệt để yên tâm. Cũng coi như ổn định quân tâm.
Hôn lễ tự nhiên là do Dạ Lưu Vân xử lý, như đế nữ nói, cũng không phô trương, phải nói có chút đơn giản, chỉ có Dạ Lưu Vân, cha mẹ của đế nữ, còn có một ít cao tầng của Kiếm Minh và Thiên Vân Tinh Vực. Nhìn thấy Dương Diệp và đế nữ kết hôn, vợ chồng Trang Vị Thiên cũng yên lòng, đối với Dương Diệp và đế nữ, bọn họ tự nhiên rất tán thành, hiện tại Dương Diệp là ai cơ chứ? Thiên tài số một hạ vị diện, thậm chí đã có người cho rằng hắn là hạ vị diện đệ nhất cường giả. Mà Dương Diệp mới bao lớn? Chưa tới 30 tuổi. Cho dù là Kiếm Vô Cực cùng Tiêu Dao Tử lúc trước, bọn họ ở cái tuổi này, thành tựu cũng chỉ như thế. Buổi tối, sau khi tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, Dương Diệp và đế nữ rời Chiến Thần Điện. Trong phòng tân hôn, bốn phía đều bị kiếm ý cùng sát ý bao vây, có thể nói, coi như là cường giả âm dương cảnh đến, cũng không thể dùng thần thức vô thanh vô tức xuyên qua căn phòng này. Trong phòng, Dương Diệp và đế nữ đều mặc áo cưới. Đế nữ vốn nghiêng nước nghiêng thành, thêm vào ngày hôm nay cố ý ăn diệt, coi như là Dương Diệp cũng nhìn ngây ngốc. Ta không nghĩ tới mình có một ngày sẽ lập gia đình. Đế nữ nhẹ giọng nói. Dương Diệp kéo tay đế nữ. Đó là ngươi không gặp được ta. Đế nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nhớ tình cảnh lúc trước ở Bồng Lai đảo ngươi ta gặp gỡ không? Đương nhiên. Dương Diệp cười nói. Hắn đương nhiên nhớ, ngay lúc đó đế nữ là không mảnh vải che thân a. Biết lúc đó gặp phải ngươi ta nghĩ gì không? Đế nữ lại hỏi. Ý tưởng gì? Dương Diệp có chút ngạc nhiên. Nhất định phải giết ngươi. Đế nữ nói. Dương Diệp. Bởi vì ngươi nhìn đồ vật không nên nhìn. Đế nữ nhẹ giọng nói. Dương Diệp ôm lấy đế nữ, sau đó cười nói. Lúc trước là không nên nhìn. Hiện tại ta có thể quang minh chính đại nhìn. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên, ánh sáng biến mất. Sau đó trong phòng, truyền đến từng tiếng rên rỉ đầy hoan lạc. Trong mấy ngày kế tiếp, Dương Diệp luôn làm bạn bên người đế nữ. Đế nữ cũng bỏ xuống tất cả sự tình trong tay, mỗi ngày bồi tiếp Dương Diệp. Hai người vừa kết hôn, tự nhiên là như keo sơn. Dương Diệp ở trong hung vực lấy được hỏa linh quả đưa cho đế nữ. Đế nữ ăn vào hỏa linh quả, trực tiếp lên cấp đến thần giả cảnh đỉnh phong. Thiên phú của đế nữ không yếu, phải nói rất mạnh, nếu không phải lúc trước bị tia vũ trụ thương tổn, kỳ thực nàng đã sớm nên đạt đến thần. Giả cảnh, vốn sức chiến đấu của đế nữ mạnh mẽ vô địch, hiện tại đạt đến thần giả cảnh, thực lực càng đáng sợ, nếu như Dương Diệp không có học được luân hồi nhất kiếm, trừ khi vận dụng ngân hà kiếm đồ, nếu không hắn cũng không thắng được đế nữ. Sau 3 ngày, Dương Diệp rời Thiên Vân Tinh Vực. Rời Thiên Vân Tinh Vực, hắn để đế mãng ở lại Thiên Vân Tinh Vực. Thực lực của đế mãng không thua Vũ Tông Tông Chủ chút nào. Lấy thực lực của Thiên Vân Tinh Vực hiện tại, thêm vào đế mãng, ở hạ vị diện, căn bản không có thế lực nào dám đến trêu chọc Thiên Vân Tinh Vực. Còn đại thế giới, bởi vì U Minh Điện, đại thế giới cũng không dám dễ dàng phải người hạ xuống. Phải biết, trước kia đại thế giới phái cường giả luân hồi cảnh hạ xuống. Có hai tên chết ở trong tay huyết nữ. Cường giả luân hồi cảnh, chết đi một cái, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại tổn thất to lớn. Mặc kệ là luân hồi cảnh, hay âm dương cảnh, bọn họ cũng không dám dễ dàng phái xuống. Bởi vì phái xuống, cảnh giới bị áp chế, căn bản không phải đối thủ của U Minh Điện. Bởi vậy chỉ cần U Minh Điện không gặp sự cố, đại thế giới liền không dám phái người hạ xuống. Có thể nói. Lần này Dương Diệp là ôm bắp đùi lớn rồi. Sau khi Dương Diệp rời Thiên Vân Tinh Vực, một tin tức đột nhiên truyền ra. Một tháng sau, Dương Diệp muốn đánh lên đại thế giới. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều xôn xao. Dương Diệp là ai? Hiện tại ở hạ vị diện, hầu như không người không biết, không người không hiểu. Đây chính là thiên tài số một của hạ vị diện đệ nhất cường giả. Mà hắn muốn xông thông thiên lộ. Thông thiên lộ, ở hạ vị diện, mấy vạn năm nay, chỉ có hai người dựa vào thực lực đánh lên, một cái là Kiếm Vô Cực, một cái là Tiêu Dao Tử. Mà hai người này đều là kiếm tu, hiện tại Dương Diệp cũng là kiếm tu. Lần này kiếm tu lại nể mày nể mặt. Kiếm tu, kỳ thực hiện tại kiếm tu tương đối ít, tại sao? Bởi vì quá khó. Kiếm tu có một điểm cực kỳ hà khắc, chính là kiếm ý, nếu như ngươi không thể lĩnh ngộ kiếm ý. Vậy ngươi liền không tính là kiếm tu, cho dù ngươi tu luyện kiếm kỹ mạnh mẽ, cũng không cách nào vung ra uy lực của kiếm kỹ.
mà coi như ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, nếu như ngươi không phải kiếm tâm thông minh, như vậy sức chiến đấu cũng có hạn. Vì yêu cầu quá hà khắc, rất nhiều người từ bỏ ý nghĩ trở thành kiếm tu. Chính bởi vì như vậy, kiếm tu nhất phái càng ngày càng sa sút. Mà hiện tại, Dương Diệp xuất hiện, một lần nữa để kiếm tu nhất phái phát hỏa. Kiếm tu, hoặc là không ngưu, hoặc ngưu phá thiên. Đương nhiên, này không phải trọng điểm là Dương Diệp muốn lên thông thiên lộ. Dương Diệp có thể lên thông thiên lộ sao? Rất nhiều người cực kỳ chờ mong, bởi vậy vô số người đã chuẩn bị kỹ càng ở sau một tháng đi tới Bắc Cực Vực, không ai sẽ đồng ý bỏ qua tình cảnh này. Mà khi tất cả mọi người đang chờ mong sau một tháng, Dương Diệp đã lặng yên không một tiếng động đi tới Bắc Cực Vực. Lần này Dương Diệp đến vô thanh vô tức, không có bất kỳ người nào biết được, ngoại trừ Dạ Lưu Vân cùng đế nữ, không có bất kỳ người nào biết hắn đã rời Thiên Vân Tinh Vực. Hiện tại tất cả mọi người còn nghĩ hắn ở Thiên Vân Tinh Vực tu luyện, chuẩn bị một tháng sau lên thông thiên lộ. Cực Bắc, trên hư không. Ở trên đỉnh đầu Dương Diệp không xa, có một thềm đá bảy màu, mỗi một bậc đều cao 10 trượng, thềm đá không ngừng lên cao, mãi đến tận cuối tầm mắt. Không cần phải nói, đây chính là thông thiên lộ. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nhìn thấy Tiểu Thiên xuất hiện, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao đi ra rồi? Tiểu Thiên mở to mắt. Có chút quen thuộc, ta thật giống như đã tới nơi này. Ngươi đã tới nơi này. Dương Diệp kinh ngạc. Trước đây không phải ngươi đang ngủ sao? Ngủ và tới qua nơi này có quan hệ sao? Tiểu Thiên hỏi ngược lại. Dương Diệp. Tiểu Thiên không có quản Dương Diệp, nàng ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên lộ, sau đó nhíu mày, qua một hồi lâu mới nói. Con đường này. Có chút quen thuộc, thế nhưng thật giống như là cực kỳ lâu trước kia. Vì lẽ đó có chút không nhớ được. Ai nha, không nghĩ nữa, đi chơi thôi. Nói xong, nàng muốn chui vào trong Hồng Mông Tháp. Nhưng Dương Diệp vội vàng giữ nàng lại, sau đó nói. Tiểu Thiên, ngươi nghĩ lại xem mình có tới qua hay không đi. Tại sao? Tiểu Thiên không rõ. Dương Diệp nói. Bởi vì ta muốn đi lên, thế nhưng ta đối với cái này, không biết gì cả. Muốn lên. Tiểu Thiên mở to mắt. Ngươi thật là đần, ngươi trực tiếp đi lên a. Mặt Dương Diệp đen lại, có thể đi, còn cần ngươi nói sao? Hắn lắc đầu, sau đó nói. Phía trên khả năng có người mai phục, bất quá ta không sợ cái này. Ta muốn biết là, con đường này bản thân có nguy hiểm gì hay không? Tiểu Thiên lắc đầu. Con đường này không có nguy hiểm. Ngươi chắc chắn chứ? Dương Diệp hỏi. Không chắc chắn lắm. Tiểu Thiên nghiêm túc nói. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nhìn về phía thông thiên lộ. Ta nghĩ ra rồi, con đường này thật giống như do một gia hỏa tạo, mục đích là vì mở cho hạ vị diện một cánh cửa tiện lợi. Bởi vì rất nhiều người đạt đến thần giả cảnh đỉnh cao, nếu như bọn họ không thể đến thượng vị diện, bọn họ sẽ chết. Mà mạnh mẽ xé rách không gian, phá toái hư không đi tới đại thế giới, quá nguy hiểm, vì lẽ đó liền làm ra một con đường. Những người có tư cách, có thực lực, có thể thông qua con đường này, đi tới đại thế giới. Dương Diệp trầm giọng nói. Vậy tại sao không trực tiếp mở ra bình phong của hạ vị diện cùng đại thế giới, để hạ vị diện cùng đại thế giới trực tiếp nối liền với nhau? Này phải hỏi nhân loại các ngươi a. Tiểu Thiên nói. D. Thế gian vạn vật vốn bình đẳng, là ai phân chia 3-7 loại? Là nhân, loại các ngươi, là nhân loại các ngươi phân 3-7 loại. Đại thế giới là thượng vị diện, nơi này là hạ vị diện, mà thế giới càng thấp hơn là vị diện cấp thấp. Đây là chính các ngươi phân chia. Nói đến đây, Tiểu Thiên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Sau này ngươi tuyệt đối đừng nói nghịch thiên gì biết không? Nếu như không phải thiên đạo nhúng tay quản, vũ trụ này khả năng đã bị nhân loại các ngươi hủy diệt. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Dương Diệp nói. Tuy nhân loại tham lam, thế nhưng cũng không đến nỗi hủy diệt vũ trụ a. Không đến nỗi. Tiểu Thiên lạnh nhạt nói. Không nói linh khí, các ngươi muốn sinh tồn, hấp thụ thiên địa linh khí, rất bình thường. Thế nhưng chiến tranh thì sao? Một khi cường giả nhân loại các ngươi đại chiến, tổn thất càng nhiều chính là thế giới. Ví dụ nếu như hai cường giả âm dương cảnh ở nơi này đại chiến, nếu như không có thiên đạo chi nhãn quản, bọn họ đại chiến, khả năng trực tiếp hủy diệt đại lục này. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của bọn họ không làm được sao? Dương Diệp trầm mặc.
đừng nói hai cường giả âm dương cảnh, hắn cũng làm được. Chỉ cần phá hoại địa tâm, dẫn sóng thần, địa chấn, muốn hủy diệt một thế giới, cũng không phải khó như vậy. Tiểu Thiên lại nói, không cho người ở phía trên hạ giới, ngoại trừ vì thực lực của bọn họ quá mạnh, lực phá hoại quá to lớn, còn có một nguyên nhân, là không hy vọng người hạ vị diện bị nô dịch. Bởi vì đại thế giới có ưu thế, cường giả nơi đó quá nhiều, nếu như bọn họ có thể không có bất kỳ hạn chế hạ xuống, như vậy không cần phải nói, người yêu ở hạ vị diện khẳng định không có đường sống. Bao quát ngươi, nếu như người ở phía trên hạ xuống không có hạn chế, ngươi còn có đường sống sao? Dương Diệp liếc mắt nhìn Tiểu Thiên. Chiếu ngươi nói như vậy, sở dĩ vũ trụ còn tồn tại, hòa bình, là bởi vì thiên đạo. Phí lời. Tiểu Thiên nói. Nếu không có thiên đạo đứng ra thành lập các loại trật tự, vùng thế giới này sớm đã bị chơi hỏng rồi. Nhưng rất nhiều người các ngươi, không chỉ không cảm ơn, trái lại mỗi ngày còn gọi nghịch thiên nghịch thiên. Hừ, trời sinh vạn vật lấy dưỡng nhân, thế nhưng dưỡng ra người đại thể đều là một đám bạch nhãn lang. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiểu Thiên, người có biết thiên đạo chi chủ hay không? Thân phận của Tiểu Thiên quá đặc thù, quá thần bí. Mà nàng rất quen thuộc thiên đạo chi nhãn, lại cực kỳ giữ gìn thiên đạo chi chủ cùng thiên đạo chi nhãn. Theo hắn suy đoán, Tiểu Thiên cùng đám gia hỏa thiên đạo kia khẳng định nhận thức, hoặc chính là một nhóm. Nhưng Tiểu Thiên lắc đầu. Không quen biết, ta biết đám người Tiểu Thiên, là bởi vì lúc trước thường theo chân chúng nó chơi đùa. Chúng nó chơi đùa với ngươi. Dương Diệp hỏi. Tại sao chúng không chơi với ta? Tiểu Thiên hỏi ngược lại. Vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ, sau đó mới nói. Ta đổi lời a, chúng nó chắc chắn sẽ không theo ta chơi, thế nhưng chúng nó đồng ý chơi với ngươi, đây là tại sao? Tại sao vậy chứ? Tiểu Thiên hỏi ngược lại. Dương Diệp lắc đầu. Ta triệt để thua ngươi rồi. Tiểu Thiên hì hì nở nụ cười. Kỳ thực đám người Tiểu Thiên rất hữu hảo, bất quá ngươi khẳng định không thể làm bằng hữu với chúng nó. Nó rất không thích ngươi. Dương Diệp cười khổ. Ngươi đúng là thẳng tính. Tiểu Thiên cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Ngươi thật sự muốn đi lên. Dương Diệp gật đầu. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Chúc ngươi may mắn. Dương Diệp nói. Ngươi không giúp ta một chút. Tiểu Thiên lắc đầu. Ta không biết đánh nhau, cũng không thích đánh nhau, vì lẽ đó, ta thật giống như phong ấn năng lực đánh nhau của mình. Ngươi phong ấn năng lực đánh nhau của mình. Dương Diệp kinh ngạc nói. Tiểu Thiên gật đầu. Ta cảm thấy, ngươi cũng nên phong ấn năng lực đánh nhau của mình lại, bởi vì ngươi quá hay đánh nhau rồi. Dương Diệp liếc mắt nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói. Nói cách khác, ngươi nguyên lai biết đánh nhau, đúng không? Thật giống như vậy. Tiểu Thiên gật đầu. Vậy ngươi lợi hại bao nhiêu? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên nghĩ một hồi, sau đó nói. Thật giống như không có thua qua. Dương Diệp. Thật giống như không có thua qua. Dương Diệp đã hóa đá. Tiểu Thiên rất thần bí, vô cùng thần bí. Tự nhiên hắn cho rằng nàng thật sự không biết đánh nhau, nhưng bây giờ hắn mới biết, người ta không phải không biết đánh nhau, mà không thích đánh nhau, sau đó còn cực kỳ trâu bỏ phong ấn năng lực đánh nhau của mình. Nàng đến tột cùng là ai? Hiếu kỳ. Cực kỳ hiếu kỳ. Ngoại trừ hiếu kỳ thân phận cùng lại lịch của Tiểu Thiên, còn hiếu kỳ thực lực của Tiểu Thiên, thực lực chân chính của nàng mạnh bao nhiêu. Dương Diệp không biết, cũng không xác định, thế nhưng chắc chắn sẽ không yêu. Trầm mặc nháy mắt, Dương Diệp nói. Tiểu Thiên, người có thể mở phong ấn hay không, sau đó giúp ta một chút. Tiểu Thiên mở to mắt, sau đó lắc đầu. Không thể. Tại sao? Dương Diệp không rõ. Bởi vì ta quên cách giải phong rồi. Tiểu Thiên nói. Dương Diệp. Lúc này Tiểu Thiên lại nói. Hơn nữa coi như có thể giải phong, cũng không thể giúp ngươi đánh nhau. Tại sao, chúng ta không phải bằng hữu sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ngươi biết tại sao đám người Tiểu Thiên không nhúng tay vào chuyện giữa các chủng tộc không? Bởi vì pháp tắc. Pháp tắc. Dương Diệp không rõ. Tiểu Thiên gật đầu nói. Pháp tắc sinh tồn, vũ trụ này, tương đương với một hệ thống sinh thái, ở trong này, nhân tộc, yêu tộc, hay chủng tộc khác, đều là tương sinh tương khắc, đơn giản mà nói, vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Nếu như đám người Tiểu Thiên can thiệp, sẽ phá hư hệ thống sinh thái,
hệ thống sinh thái mất đi cân bằng, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Vì lẽ đó, chỉ cần nhân tộc, yêu tộc, hoặc tộc khác không đi phá hoại bản nguyên thế giới, đám người tiểu tiểu thiên sẽ không quan tâm các ngươi tranh đấu như thế nào. Dương Diệp gật đầu. Ta rõ ràng rồi. Tiểu thiên cười hì hì. Ngươi cố lên, ta đi chơi đây. Nói xong nàng trực tiếp chui vào trong hồng mông tháp. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thềm đá, lần này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Hắn không có lựa chọn trắng trợn đi tới, mà triệt để hòa vào trong không gian, dùng kiếm vực triệt để che giấu mình. Trước kia sở dĩ hắn để Dạ Lưu Vân công bố một tháng sau mới lên đại thế giới, kỳ thực mục đích là vì che giấu tai mắt người, để người tập trung chú ý ở một tháng sau. Hắn tin tưởng, những thế lực kia của đại thế giới khẳng định đã biết hắn ở một tháng sau tới sông Thiên Lộ. Nhưng hắn không phải một tháng sau đến, mà hiện tại liền muốn sông. Xuất kỳ bất ý. Trong không gian, Dương Diệp một đường tiềm hành, rất thuận lợi, cực kỳ thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất luận người nào. Thế nhưng Dương Diệp dùng toàn bộ tinh thần đề phòng. Tuy hắn nói cho thế nhân sau một tháng mới bắt đầu sông Thiên Lộ, nhưng ai dám cam đoan đại thế giới sau một tháng mới sẽ phái cường giả đến trấn thủ. Vì lẽ đó vẫn phải cẩn thận. Sau ba canh giờ, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, có một cánh cửa màu sắc rực rỡ. Thông Thiên Môn. Xuyên qua cánh cửa này, tương đương với đến phạm vi đại thế giới. Trầm mặc nháy mắt, thân hình Dương Diệp hơi động, trực tiếp xuyên qua Thông Thiên Môn. 10 tức sau, Dương Diệp mở mắt ra, mới vừa mở mắt, còn chưa kịp nhìn rõ ràng tình hình xung quanh, một tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Người phương nào lại dám xông vào Thông Thiên Lộ? Nói xong, một lão giả áo bào trắng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp cũng thấy rõ cảnh tượng xung quanh, lúc này hắn thân ở trên một thạch đài, sau lưng hắn là Thông Thiên Môn. Bốn phía có một bình phong vô hình, nơi này là một tiểu không gian nửa đóng kín. Mà ở cách đó không xa, còn có một cánh cửa. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đây chính là đại thế giới. Ngươi là Dương Diệp. Lúc này lão giả áo bào trắng đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi không phải một tháng sau mới bắt đầu xông sao. Dương Diệp nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Ngươi là Mã Gia, hay Đế Tông, Chiến Các, hay là Thần Phượng Tộc. Mã Gia. Khóe miệng lão giả áo bào trắng cười gằn. Dương Diệp, đường sống ngươi không đi, tử lộ ngươi lại xông, ngày hôm nay. Đúng lúc này, hai cố ý cảnh khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp dâng trào ra, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến mất. Khi thanh kiếm này biến mất, sắc mặt lão giả áo bào trắng đại biến, khí thế âm dương cảnh dâng trào. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, lão giả áo bào trắng bị chấn bay ra sau. Trên không trung, trong miệng lão giả áo bào trắng không ngừng phun tinh huyết. Tuy chúng luân hồi nhất kiếm của Dương Diệp, thế nhưng lão giả áo bào trắng này không có bị thuấn sát. Đây chính là cường giả âm dương cảnh chân chính, không có bị áp chế. Nếu như lão giả này ở hạ vị diện, bị áp chế đến thần giả cảnh, chiêu kiếm này của Dương Diệp có thể trực tiếp giết hết hắn. Đáng tiếc này không phải hạ vị diện, nơi này là phạm vi đại thế giới, lão giả cũng không có bị áp chế. Sau khi một kiếm đánh bay lão giả áo bào trắng, Dương Diệp cũng không ngừng tay, mà hóa thành một ánh kiếm đi tới trước mặt lão giả, sau đó rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Ba đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điện ra. Lão giả áo bào trắng còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã bị chiêu kiếm này chém thành hư vô. Ba đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, ở phương diện uy lực, hơi kém luân hồi nhất kiếm, thế nhưng đồng dạng có thể tạo thành uy hiếp với cường giả âm dương cảnh. Một kiếm chém lão giả áo bào trắng, Dương Diệp cũng không có dừng lại, thân hình hơi động, lao về phía cánh cửa kia. Hắn khẳng định sẽ không đi lựa chọn cùng đại thế giới liều mạng, chỉ cần chân chính tiến vào đại thế giới, hắn ẩn giấu đi, ai có thể tìm được hắn. Vào lúc ấy, đối phương là sáng, hắn là tối, lại nhiều luân hồi cảnh, âm dương cảnh hắn cũng không sợ. Ta không đánh chính diện với ngươi, ta cùng ngươi đánh du kích. Tốc độ của Dương Diệp rất nhanh. Trong nháy mắt đi vào cánh cửa kia, thế nhưng sau một khắc, Dương Diệp từ bên trong bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng. Rất nhanh, một lão giả hoa bào từ trong đó chậm rãi đi ra. Xa xa, sau khi dừng lại, hai mắt Dương Diệp hơi híp. Cường giả luân hồi cảnh. Hắn không nghĩ tới,
đại thế giới dĩ nhiên thật sự phái cường giả luân hồi cảnh tới đối phó hắn. Không thể không nói, đây thật sự là cực kỳ để mắt hắn. Lão giả hoa bào đánh giá Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp. Ha ha, nghe nói ngươi sau một tháng mới đến, không nghĩ tới ngươi lại hố chúng ta, cũng may hắn đưa tin cho ta kịp lúc, nếu không thật có khả năng thả ngươi tiến vào đại thế giới. Vẫn muộn. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, vừa nãy sở dĩ hắn thi triển luân hồi nhất kiếm và trảm thiên bạt kiếm thuật, chính là sợ đối phương truyền tin, nhưng hắn vẫn muộn. Hắn cùng cường giả luân hồi cảnh, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Coi như có kiếm ý cùng sát ý, còn có các loại kiếm kỹ mạnh mẽ, cũng có chút khó có thể bù đắp chênh lệch. Nếu như đối phương bị áp chế đến âm dương cảnh, hắn còn có sức liều mạng, thế nhưng ở nơi này, cảnh giới của đối phương sẽ không bị áp chế. Mà đúng lúc này, cánh cửa phía sau lão giả hoa bào đột nhiên run rẩy, sau đó 10 lão giả xuất hiện ở phía sau lão giả hoa bào. 10 cường giả âm dương cảnh. Một luân hồi cảnh, 10 âm dương cảnh. Dương Diệp gật đầu. Các ngươi xác thực để mắt ta. Sư tử vồ thỏ còn muốn dùng toàn lực, huống chi Dương Diệp ngươi không phải một con thỏ. Lão giả hoa bào lạnh nhạt nói. Dương Diệp, ngươi cùng Mã Gia ta vốn không có cửu hận gì, thế nhưng ngươi nhất định phải cùng Mã Gia ta là địch. Nếu như vậy, Mã Gia ta tự nhiên không thể để ngươi sống nữa. Dù sao loại thiên tài như ngươi, ngày sau nếu trưởng thành, Mã Gia ta cũng không chịu đựng nổi ngươi trả thù. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người lão giả hoa bào. Các ngươi đều là Mã Gia. Chiến các. Lúc này hai lão giả đứng ra, một tên trong đó nói. Dương Diệp, dính vào sự tình U Minh Điện, là sai lầm lớn nhất của ngươi, trong này nước rất sâu, trừ khi bây giờ ngươi có được thực lực của kiếm vô cực cùng tiêu giao tử năm đó, nếu không, ai cũng không cứu được ngươi. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Chỉ bằng các ngươi, muốn giết ta thật giống như không đủ. Lão giả hoa bào cười cười nói. Ta biết, Dương Diệp ngươi khẳng định có lá bài tẩy gì, nếu không ngươi không thể đến sông Thiên Lộ, để chúng ta nhìn một chút đi. Ta cũng rất muốn biết. Lão giả chiến các lạnh nhạt nói. Có thể làm cho một bán thần đối mặt một vị cường giả luân hồi cảnh cùng 10 cường giả âm dương cảnh, vẫn có thể bình tĩnh như thế, lá bài tẩy này khẳng định không nhỏ. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu. Các ngươi lập tức sẽ biết. Nói xong, kiếm thần ấn đột nhiên sáng lên, sau một khắc. Một luồng kiếm ý khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp dâng trào ra, sau khi kiếm ý xuất hiện, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, hai tức sau, kiếm ý tựa hồ đạt đến một điểm giới hạn. Theo một tiếng nổ lớn, không gian chung quanh Dương Diệp run rẩy kịch liệt. Kiếm ý quy nguyên cảnh. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, còn có cường giả luân hồi cảnh, kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh đã hoàn toàn không đủ. Nhìn thấy kiếm ý của Dương Diệp đạt đến quy nguyên cảnh, vẻ mặt mọi người đều khẽ biến, ở trong mắt mọi người, có thêm một tia nghiêm nghị. Kiếm ý quy nguyên cảnh, coi như là bọn họ cũng không dám khinh thường. Tuy trong mắt lão giả hoa bào không có nghiêm nghị, thế nhưng cũng có thêm một tia cẩn thận. Kiếm ý quy nguyên cảnh, lúc trước tiêu giao tử cùng kiếm vô cực ngang dọc đại thế giới, cũng bất quá là kiếm ý quy nguyên cảnh mà thôi. Bất quá lúc đó cảnh giới của bọn hắn cao hơn Dương Diệp, nếu như Dương Diệp là âm dương cảnh, không, cho dù là thần giả, hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Lúc này Dương Diệp chậm rãi đi về phía đám người lão giả hoa bào. Liều mạng, khi nào Dương Diệp ta sợ qua? Liều mạng, Dương Diệp biết mình nên liều mạng. Mặt đối mặt đội hình này, hắn chỉ có thể liều mạng. Cho nên vừa ra tay, hắn liền trực tiếp tăng kiếm ý của mình lên tới quy nguyên cảnh. Buồn cười. Lúc này, lão giả áo hoa bào này cười lạnh nói. Dương Diệp, người nghĩ rằng người sử dụng bí pháp tăng kiếm ý của mình lên tới quy nguyên cảnh thì có thể chống lại ta sao? Đúng là buồn cười. Dương Diệp ngừng lại, nói. Ta cảm thấy có thể. Có thể. Khóe miệng lão giả áo hoa bào cong lên một tia châm chọc. Vậy ngươi tới. Nói đến đây, vẻ mặt của lão giả áo hoa bào đột nhiên biến đổi. Cẩn thận. Nói xong, hắn trực tiếp đánh một chưởng về phía Dương Diệp. Bởi vì kiếm trong tay Dương Diệp đã biến mất. Suy. Bành. Lão giả áo hoa bào vừa dứt lời, giữa chân mày của một cường giả âm dương cảnh bên cạnh hắn lại trực tiếp bắn ra một vòi máu. Hai mắt của cường giả âm dương cảnh này trợn tròn, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Đến chết hắn cũng không ngờ được mình lại chết như vậy.
Ở giây phút cường giả âm dương cảnh này ngã xuống, Dương Diệp cũng bị lão giả áo hoa bào này bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Hắn tuyệt đối không gì đáng ngại, bởi vì hắn lấy nắp quan tài ra, nắp quan tài này ngăn cản phần lớn lực tấn công của lão giả áo hoa bào. Lúc này, bất kể là lão giả áo hoa bào hay những người còn lại đều có vẻ mặt rất khó coi. Dương Diệp tự nhiên giết chết một người trong bọn họ ở ngay trước mặt của bọn họ. Đặc biệt là lão giả áo hoa bào này, lúc này vẻ mặt hắn cực kỳ thâm trầm. Dương Diệp giết chết một người bên phía bọn họ ở ngay trước mặt hắn, đây chính là sỉ nhục lớn đối với hắn. Mà vào lúc này, vẻ mặt của lão giả áo hoa bào lại biến đổi. Cẩn thận! Hắn vừa nói xong, một khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể đã cuồn cuộn trào ra, sau đó giống như núi lớn đổ xuống, ép về phía trước mặt. Này khí thế và tốc độ cường giả luân hồi cảnh nhanh vô cùng, lập tức đánh vào trên thân Dương Diệp phía xa, nói chính xác là trên nắp quan tài của Dương Diệp. Hoàn toàn không bất ngờ, Dương Diệp lại bay ngược ra ngoài. Nhưng cơ thể một cường giả âm dương cảnh ở cách lão giả áo hoa bào không xa lại dần biến thành hư ảo. Sở dĩ vừa rồi lão giả áo hoa bào lại ra tay lần nữa, cũng bởi vì Dương Diệp đã ra tay. Nhưng vẫn muộn rồi. Nhìn thấy lại có một người bị Dương Diệp trực tiếp giết chết trong nháy mắt, những cường giả âm dương cảnh còn lại đều lộ vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cùng lúc đó, bọn họ lập tức tập trung lại với nhau, phóng ra khí thế của mình bao quanh chính mình. Sơ suất, khinh địch. Cho dù khi mới tới, bọn họ đã cố gắng đánh giá cao Dương Diệp, bởi vậy liền trực tiếp phái tới một cường giả luân hồi cảnh cùng 10 vị cường giả âm dương cảnh. Phái ra đội hình này chính là để giết chết Dương Diệp, không để cho Dương Diệp có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng bọn họ không ngờ được mình vẫn còn đánh giá thấp Dương Diệp, thậm chí là đánh giá quá thấp. Phía xa, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người lão giả áo hoa bào, cười với vẻ dữ tợn. Sở dĩ vừa rồi hắn không giết lão giả áo hoa bào này trước, là bởi vì không giết được đối phương. Cường giả luân hồi cảnh cảnh quá mạnh mẽ, luân hồi nhất kiếm căn bản không có cách nào giết chết đối phương. Cho dù là kiếm ý của hắn đã lên tới quy nguyên cảnh cũng không được. Nhưng nếu giết cường giả âm dương cảnh lại không thành vấn đề. Vốn có cảnh giới nửa bước quy nguyên cộng thêm luân hồi nhất kiếm lại có uy hiếp rất lớn đối với cường giả âm dương cảnh, bây giờ kiếm ý quy nguyên cảnh nửa bước lại tăng lên tới quy nguyên cảnh, không biết uy lực luân hồi nhất kiếm này tăng lên gấp bao nhiêu lần. Kiếm ý quy nguyên cảnh luân hồi nhất kiếm, đủ có thể giết chết âm dương cảnh trong giây lát. Lần này, lão giả áo hoa bào không nhiều lời. Vừa rồi cũng bởi vì nói nhảm quá nhiều, mới để cho Dương Diệp giết chết hai vị âm dương cảnh trong nháy mắt. Bây giờ hắn xem như đã nhìn rõ, Dương Diệp thích chơi đánh bất ngờ. Bởi vậy, lão giả áo hoa bào lại vung tay lên. Mọi người ra tay cùng lúc, không để cho hắn có bất cứ cơ hội nào. Vừa dứt lời, tay phải của hắn biến thành chảo, sau đó trực tiếp chộp về phía vị trí của Dương Diệp, một chảo lớn nhanh chóng hiện ra và trực tiếp đánh về phía Dương Diệp. Những cường giả âm dương cảnh còn lại cũng ào ào ra tay. Lần này, bọn họ không muốn cho Dương Diệp có bất cứ cơ hội nào. Đối mặt với 9 vị trí cường giả tấn công, Dương Diệp không chỉ không tránh, trái lại xông về phía đám người lão giả áo hoa bào. Khoảng cách hai bên vốn không xa, bởi vậy, Dương Diệp nhanh chóng đến gần đám người lão giả áo hoa bào, đồng thời bọn họ cũng tấn công tới trước mặt Dương Diệp. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp lại biến mất. Suy, bành, giây phút kiếm biến mất. Đầu của một cường giả âm dương cảnh trực tiếp bay ra ngoài. Cũng vào giờ phút này Dương Diệp cùng quan tài phía sau bay ra ngoài. Trong không trung, trong miệng Dương Diệp liên tục phun ra máu tươi tới 5 lần. Không chỉ có vậy, toàn thân hắn cũng bắt đầu rạn nứt, từng tia máu tươi không ngừng tràn ra khỏi cơ thể hắn, tuy nhiên chỉ một thoáng, tất cả đã bị trái tim giết chóc của hắn hấp thu. Sau khi bay ra gần 5.000 dặm, Dương Diệp mới ngừng lại được, cổ tay của Dương Diệp thoáng động. Một viên linh châu đã lặng lẽ bay vào trong miệng hắn. Mà lúc này, đám người lão giả áo hoa bào đi tới cách hắn không xa. Tuy nhiên bất ngờ là đám người lão giả áo hoa bào tuyệt đối không ra tay. Không còn huyền khí sao? Lão giả áo hoa bào cười lạnh nói. Bán thần chính là bán thần, cho dù ngươi nắm giữ thực lực chém giết cường giả âm dương cảnh, nhưng ngươi trung quy vẫn chỉ là bán thần, huyền khí chưa đủ, chiến lực ngươi có nghịch thiên mấy. Cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tuy nhiên ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, chúng ta sẽ treo ngươi ở trên con đường thông thiên này,
để cho người hạ vị diện nhìn thấy kết quả khi khiêu chiến đại thế giới là thế nào. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo hoa bào, trong phút chốc, kiếm trong tay hắn lại biến mất. Suy! Vào giây phút đó, đầu một cường giả âm dương cảnh cách lão giả áo hoa bào không xa trực tiếp bay ra ngoài. Đám người lão giả áo hoa bào sửng sốt, Dương Diệp vẫn có huyền khí sao? Mà lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp lại biến mất. Suy! Lại có đầu của một tên cường giả âm dương cảnh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hai cường giả âm dương cảnh lập tức bị giết chết trong nháy mắt. Lúc này tất cả mọi người đều hoảng hốt, lão giả áo hoa bào này cũng thầm cả kinh. Tuy nhiên hắn phản ứng cũng rất nhanh, cơ thể lập tức thoáng di chuyển trực tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Sáu gã cường giả âm dương cảnh còn lại nhìn thấy lão giả áo hoa bào ra tay, cũng lấy lại tinh thần xông về phía Dương Diệp. Lúc này, bọn họ không đang nghĩ gì tới chuyện bắt sống Dương Diệp nữa. Bây giờ, bọn họ chỉ muốn giết chết Dương Diệp. Cho dù trong lòng bọn họ nghi ngờ vì sao Dương Diệp vẫn có huyền khí, nhưng lúc này bọn họ không có thời gian để suy nghĩ về những thứ này. Bởi vì bọn họ sợ Dương Diệp lại rút kiếm. Dương Diệp đương nhiên vẫn có huyền khí. Sau khi nuốt vào một viên linh châu, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đã khôi phục, thương thế của hắn được Hồng Mông Tử Khí chữa trị 7-8 phần. Bây giờ hắn đã là bán thần, huyền khí nhiều hơn trước rất nhiều, cộng thêm huyền khí bên trong bổ thiên thạch, hắn đại khái có thể thi triển khoảng 3 lần luân hồi nhất kiếm. Dưới tình huống bình thường, hắn vẫn không có cách nào chống lại đám người lão giả áo hoa bào, nhưng hắn có linh châu. Linh châu hoàn toàn bù đắp được phần huyền khí của hắn chưa đủ. Dương Diệp cùng đám người lão giả áo hoa bào nhanh chóng chiến đấu. Thật ra, phải nói là Dương Diệp hoàn toàn bị đuổi đánh. Đối mặt đám người lão giả áo hoa bào điên cuồng tấn công, Dương Diệp chỉ có thể bị động đề phòng. Thật may là hắn có nắp quan tài, cộng thêm cơ thể của bản thân hắn, còn có Hồng Mông Tử Khí nhanh chóng chữa trị, điều này làm cho hắn không bị đám người lão giả áo hoa bào trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Nhưng cho dù là vậy, Dương Diệp vẫn giết một cường giả âm dương cảnh. Dương Diệp nhìn như không có sức đánh trả, nhưng một khi hắn đánh trả thì chính là một đòn bị mất mạng. Dương Diệp rất thông minh, chưa bao giờ trực tiếp đối mặt với lão giả áo hoa bào này. Khi lão giả áo hoa bào ra tay với hắn, hắn hoặc là né tránh, hoặc là sử dụng nắp quan tài cứng rắn chống lại. Dù sao hắn cũng không đánh với lão giả áo hoa bào. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ cho những cường giả âm dương cảnh còn lại một kiếm. Điểm ấy làm cho lão giả áo hoa bào đặc biệt khó chịu. Thực lực của hắn chắc chắn cao hơn Dương Diệp. Nếu Dương Diệp một đấu một bình thường với hắn, Dương Diệp nhất định sẽ thua. Nhưng Dương Diệp lại không đánh với hắn, cho dù thực lực của hắn cao hơn Dương Diệp rất nhiều, nhưng vì Dương Diệp có nắp quan tài và phòng ngự thân thể tốt, hắn cũng không có cách nào giết chết được Dương Diệp trong nháy mắt. Đáng sợ nhất là năng lực chữa trị của Dương Diệp, theo đạo lý mà nói. Bị hắn cùng nhiều cường giả âm dương cảnh bao vây tấn công như vậy, cho dù lực đẩy cũng có thể đánh chết Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp không chết, năng lực chữa trị của hắn đã không thể nói là bình thường được nữa. Ở đó, cuộc chiến đấu vẫn đang rất kịch liệt. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, bên phía lão giả áo hoa bào đã chết 5 vị cường giả âm dương cảnh. Bây giờ là 6-1. Cho dù số lượng người bên phía lão giả áo hoa bào giảm bớt, nhưng Dương Diệp bị thương càng lúc càng nặng. Lúc đầu hắn vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì chống đỡ, nhưng càng chiến đấu lâu, hơn nữa đám người lão giả áo hoa bào tấn công càng lúc càng điên cuồng, tốc độ chữa trị của hắn đã không theo kịp tốc độ hắn bị thương rồi. Lúc này, dáng vẻ của Dương Diệp có chút kinh người, bởi vì cơ thể hắn giống như bình sứ từng bị đánh, toàn thân và cả mặt đều đầy vết nứt. Trong những vết nứt này còn không ngừng có máu tươi tràn ra, nhưng chẳng bao lâu đều bị hấp thu. Cho dù Hồng Mông Tử Khí đang chữa trị, nhưng còn chưa chữa trị được một vết nứt thì vết nứt mới đã xuất hiện, hoặc vừa chữa trị khá hơn một chút, nhưng đã khôi phục trạng thái ban đầu, thậm chí còn càng nghiêm trọng hơn trước. Tuy nhiên, nếu như không phải nhờ có Hồng Mông Tử Khí, hắn đã sớm bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Đột nhiên thân hình lóe lên, đi tới trước cánh cửa thông thiên, sau đó nói. Ngày hôm nay không xong nữa, ngày mai ta lại tới. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp chui được bên trong cánh cửa thông thiên. Ở đó, đám người lão giả áo hoa bào như hóa đá. Dương Diệp chạy. Hắn lại chạy như vậy. Đám người lão giả áo hoa bào thật sự bất ngờ, bọn họ thật sự không ngờ được Dương Diệp lại có thể bỏ chạy. Vừa rồi Dương Diệp điên cuồng bao nhiêu.
một mình hắn đánh 10 người đấy. Hơn nữa Dương Diệp quả thật cũng một mình đánh được 10 người, nhưng bọn họ không ngờ được, Dương Diệp tự nhiên đánh một hồi liền trực tiếp bó chạy. Điều này thay đổi thật sự quá nhanh. Khi nhìn thấy Dương Diệp chạy vào cửa thông thiên, một tên cường giả âm dương cảnh trong đó lại muốn đuổi theo, nhưng đã bị lão giả áo hoa bào cản lại. Lão giả áo hoa bào lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương. Ngươi muốn đi chịu chết sao? Nghe thấy lão giả áo hoa bào nói vậy, gã cường giả kia hơi ngẩn người ra, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Ở đây, cảnh giới của hắn không bị áp chế, Dương Diệp có thể một kiếm giết chết hắn trong nháy mắt. Một khi bước vào cánh cửa thông thiên, đến phạm vi hạ vị diện, cảnh giới của hắn bị áp chế. Khi đó, đừng nói là hắn, cho dù là lão giả áo hoa bào này đều sẽ gặp nguy hiểm. C. Bởi vậy, bọn họ không thể xuống, cũng không dám xuống. Bao gồm cả lão giả áo hoa bào cũng không dám xuống. Một là kiêng kỵ U Minh Điện, hai là kiêng kỵ Dương Diệp. Dương Diệp thể hiện ra thực lực thật sự quá mức khủng khiếp, đặc biệt là sau khi kiếm ý đạt được quy nguyên cảnh, cho dù ở đây Dương Diệp vẫn không có cách nào chiến thắng được hắn, nhưng nếu như hắn xuống đó, cảnh giới bị áp chế thành âm dương cảnh, một kiếm kia của Dương Diệp vẫn có thể uy hiếp rất lớn đến hắn. Nếu làm không tốt, hắn có khả năng sẽ thật sự vĩnh viễn không về được. Chúng ta làm sao bây giờ? Một cường giả âm dương cảnh trầm giọng hỏi. Lão giả áo hoa bào nhìn chằm chằm cánh cửa kia, sau một hồi lại nói. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, hắn còn có thể đi lên. Chúng ta chờ hắn, ta cũng không tin một con kiến hôi cảnh giới bán thần thật sự có thể nghịch thiên. Nói xong, lão giả áo hoa bào nhìn lướt qua xung quanh. Chúng ta chờ ở chỗ này, còn nữa, không cần đi thông báo chuyện này cho tông môn của các ngươi. Vì sao? Một cường giả âm dương cảnh không hiểu. Ngươi muốn bị mất mặt sao? Lão giả áo hoa bào lạnh lùng nói một câu, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu khôi phục huyền khí. Tên cường giả âm dương cảnh kia ngẩn người và lập tức hiểu rõ ý của lão giả áo hoa bào. Đế Tông, Chiến Các, thêm Mã gia tổng cộng phái ra 10 cường giả âm dương cảnh cùng một vị cường giả luân hồi cảnh, nhưng đội hình này lại không chỉ không giết chết Dương Diệp, trái lại còn bị Dương Diệp giết chết một nửa số người. Nếu như chuyện này truyền đi, không cần phải nói, bọn họ cũng quá mất mặt. Không chỉ bọn họ, cho dù là Đế Tông, Chiến Các, còn có Mã gia đều trở thành trò cười của đại thế giới. Phải biết rằng, Dương Diệp mới là bán thần thôi. Đội hình với một luân hồi cảnh và 10 âm dương cảnh lại không thể giết chết ngay cả một bán thần. Đúng là quá mất mặt. Mà lúc này, một cường giả âm dương cảnh trầm giọng nói. Hoa lão, vừa rồi chúng ta tập trung lại cũng không làm gì được hắn, bây giờ. Chúng ta. Trước đó là do sơ suất. Hoa lão trầm giọng nói. Mọi người cũng không nghĩ tới Dương Diệp có thể nâng cao kiếm ý, hơn nữa chúng ta đều có sơ suất của mình, mới để cho hắn giết 5 người của chúng ta. Nhưng bây giờ, chúng ta đã biết thực lực của hắn, sẽ không khinh thường hắn nữa. Vừa rồi hắn đã sử dụng bí pháp tăng lên kiếm ý, bản thân nhất định sẽ gặp phải cắn trả. Bây giờ hắn chắc chắn đang gặp phải cắn trả, không bằng bây giờ chúng ta cùng xuống trực tiếp loại trừ hậu hoạn. Một lão già đột nhiên nói. Nghe vậy, những người còn lại đều động tâm. Dương Diệp sử dụng bí pháp mạnh mẽ nâng cao kiếm ý, nhất định sẽ bị cắn trả, mà lúc hắn bị cắn trả, nhất định là thời điểm suy yếu nhất. Lúc này, có lẽ tùy tiện một cường giả âm dương cảnh cũng có thể giải quyết hắn. Các ngươi quên phía dưới còn có U Minh Điện rồi sao? Lúc này, Hoa lão đột nhiên nói. U Minh Điện. Nghe được ba chữ này, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Đặc biệt là Chiến Các cùng Đế Tông. Bởi vì trong tông môn bọn họ cường giả luân hồi cảnh xuống cũng không lên đây. Mọi người im lặng. Nếu như không phải kiêng kỵ U Minh Điện, bọn họ căn bản sẽ không bị động như vậy, đã sớm xuống gây sự với đám người Dương Diệp. Cũng bởi vì U Minh Điện, hơn nữa còn bị cảnh giới áp chế, nên bọn họ không dám trực tiếp phái người xuống, chỉ có thể bị động chờ Dương Diệp bắt đầu. Kể từ đó, muốn chiến đấu hay không chiến đấu đều nằm ở trong tay Dương Diệp. Lúc này, Hoa lão lại nói. Các vị đừng lo, sở dĩ Dương Diệp mạnh như vậy là vì hắn tăng kiếm ý mạnh mẽ lên tới quy nguyên cảnh. Nếu như hắn không có kiếm ý của quy nguyên cảnh, uy hiếp của hắn với chúng ta cũng có hạn. Mà các vị chắc hẳn cũng hiểu rõ, phàm là sau khi sử dụng bí pháp này, chắc chắn đều sẽ phải trả giá lớn thế nào. Cho dù hắn chịu đựng nổi cái giá này,
nhưng hắn chắc chắn không dám sử dụng loại bí pháp này lần nữa. Không có kiếm ý quy nguyên cảnh, cho dù không có lão phu, các vị cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Hơn nữa, lão phu cũng có hậu chiêu. Nghe vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức thả lỏng. Hoa lão còn có hậu chiêu. Chấm. Dương Diệp thông qua cánh cửa thông thiên trở về hạ vị diện, thân hình của Dương Diệp thoáng động và đi thẳng tới mặt đất, sau đó hắn hóa thành một đường kiếm quang tiến vào trong lòng đất gần 1.000 trượng sau mới dừng lại. Dương Diệp lập tức bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Trong thế giới tầng thứ nhất, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Sau khi những linh khí này tiến vào trong cơ thể hắn đã nhanh chóng bị Hồng Mông Tháp chuyển thành Hồng Mông Tử Khí chữa trị cơ thể. Mặc dù có Hồng Mông Tử Khí chữa trị, nhưng chân mày Dương Diệp vẫn chặt nhíu lại, không chỉ có vậy, mặt hắn cũng dần dần trở nên vặn vẹo. Kiếm ý cắn trả. Tăng kiếm ý lên đến quy nguyên cảnh tất nhiên có thời gian hạn chế, mà bây giờ đã đến lúc. Cho dù Dương Diệp sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi kiếm ý cắn trả, giây phút đó hắn vẫn không nhịn được thở nhẹ ra. Kiếm ý cắn trả còn đau đớn hơn bị cơ thể cắn trả rất nhiều, con người thật sự không thể chịu được điều này. Trước rất lâu, hắn chưa từng sử dụng kiếm thần ấn nâng cao kiếm ý, chính là sợ kiếm ý cắn trả. Mà ở đại thế giới, hắn không có cách nào, hoặc là nâng cao kiếm ý, hoặc là sử dụng ngân hà kiếm đồ. Nếu không, hắn căn bản không có cách nào đánh với đối phương một trận. Ngân hà kiếm đồ lại giảm mất tuổi thọ. Cuối cùng, hắn lựa chọn đau đớn. Lúc này, kiếm tổ hóa thành kiếm linh. Kiếm linh không có cách nào giúp Dương Diệp giảm bớt đau khổ, nhưng lại có thể làm cho kiếm ý của Dương Diệp duy trì ở cảnh giới nửa bước quy nguyên. Phải biết rằng, mạnh mẽ nâng cao kiếm ý là có thể làm cho kiếm ý giảm xuống. Tuy nhiên, Dương Diệp không quá lo lắng, bởi vì ngoài sự giúp đỡ của kiếm linh ra, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là kiếm ý của hắn đặc biệt ngưng thực, di chuyển hoàn toàn không vô dụng. Nếu như loại kiếm tu ó kiếm ý không ngưng thực, khi sử dụng kiếm thần ấn này xong, cấp bậc nhất định sẽ giảm xuống. Mà bây giờ, Dương Diệp chỉ chịu chút đau đớn mà thôi. À, nhìn thấy một kiếm linh. Đúng lúc này, giọng nói của Tiểu Thiên đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt kiếm linh. Kiếm linh liếc nhìn Tiểu Thiên mà không nói gì. Nàng tất nhiên biết về Tiểu Thiên. Nữ nhân này rất thần bí nên nàng cũng không muốn trêu. Chọc. Tiểu Thiên lại có hứng thú rất lớn đối với kiếm linh. Nàng dạo quanh kiếm linh một vòng, không ngừng quan sát, trong mắt đầy hứng thú. Cha cha, thật đúng là kiếm linh, còn là hỗn độn kiếm linh. Hỗn độn kiếm linh. Kiếm linh nhíu mày, không hiểu. Đúng vậy. Tiểu Thiên cười nói. Ngươi là do lực hỗn độn của một thế giới rèn thành, đương nhiên chính là linh của hỗn độn. Nói xong, nàng liếc nhìn Dương Diệp mới nói tiếp. Khó trách ngươi sẽ theo hắn, hình thái của ngươi là kiếm, chỉ có kiếm ý cường đại mới có thể làm cho ngươi tiếp tục trưởng thành. Mặc dù bây giờ kiếm ý của hắn còn hơi yếu, nhưng sau đó nhất định sẽ rất mạnh. Kiếm linh im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Còn có kiếm linh cao hơn hỗn độn kiếm linh sao? Đương nhiên là có. Nhỏ thiên đạo. Tuy nhiên, chắc hẳn là rất ít, giống như các ngươi đều phải hình thành ý thức nên rất khó khăn. Không ngờ ta có thể gặp được một hỗn độn kiếm linh có ý thức ở đây, hơn nữa ý thức cùng tâm trí đều trưởng thành như thế. Quan tài này của ngươi cũng là linh vật cấp bậc hỗn độn sao? Kiếm linh hỏi, nàng tất nhiên còn nhớ rõ mình còn không bổ nổi quan tài này. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Hình như là vậy, nhưng nó không thông minh bằng ngươi, còn chưa có sinh ra ý thức của mình. Kiếm linh khẽ gật đầu, sau đó không nói nữa. Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp, nói. Có phải người này lại đi đánh cướp không? Kiếm linh khẽ gật đầu. Ôi! Tiểu Thiên khẽ thở dài, sau đó xoay người, thân hình run lên và biến mất ở cách đó không xa. Một ngày sau, vẻ mặt Dương Diệp dần dần khôi phục lại bình thường, ở dưới Hồng Mông Tháp chữa trị, thương thế của hắn cũng hoàn toàn khôi phục. Lúc này, hắn đã ở trạng thái đầy sức sống. Dương Diệp nhìn về phía kiếm linh. Cảm ơn! Nếu như không phải có kiếm linh giúp đỡ, kiếm ý của hắn có khả năng sẽ bị giảm xuống. Kiếm linh khẽ gật đầu, nói. Tiếp tục đi sao? Đương nhiên. Khóe miệng Dương Diệp cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh, lần này hắn chuẩn bị chơi tới cùng. Bọn họ có lẽ sẽ có thêm rất nhiều cường giả.
Kiếm Linh nói. Dương Diệp lắc đầu. Không sao, nếu đánh không nổi thì ta lại bỏ chạy. Vừa dứt lời, cơ thể hắn thoáng di chuyển và trực tiếp biến mất. Kiếm Linh cũng theo sát phía sau. Trong hiện thực, Dương Diệp hóa thành một đường kiếm quang lao ra khỏi mặt đất, tốc độ nhanh hơn, trực tiếp xông vào con đường thông thiên. Đại thế giới, cánh cửa thông thiên khẽ run lên. Ngay sau đó, Dương Diệp từ chui ra. Ở giây phút Dương Diệp đi ra, đám người Hoa Lão lập tức mở mắt. Nhìn thấy Dương Diệp, trong mắt Hoa Lão lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Dương Diệp, ngươi, mẹ nó, ít nói nhảm đi. Dương Diệp vừa dứt lời đã trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn mạnh về phía đám người Hoa Lão. Vào lúc Dương Diệp xông về phía đám người lão giả áo hoa bào, đồng thời kiếm thần ấn trên trán hắn lại sáng lên, kiếm ý của hắn được kiếm thần ấn tăng lên tới quy nguyên cảnh. Kiếm thần ấn tuyệt đối không hạn chế số lần, chỉ cần hắn có thể chịu được cắn trả, hắn vẫn có thể tăng kiếm ý lên đến quy nguyên cảnh. Nếu như là bình thường, hắn sẽ không tăng kiếm ý lên đến quy nguyên cảnh, hắn thật sự không muốn thường xuyên cảm nhận nỗi khổ khi bị cắn trả. Nhưng nếu như bây giờ hắn không tăng kiếm ý lên đến quy nguyên cảnh, hắn căn bản không giết được bất kỳ kẻ nào. Nhìn thấy kiếm ý của Dương Diệp lại tăng lên tới quy nguyên cảnh, đám người lão giả áo hoa bào đều biến sắc. Rõ ràng, bọn họ không ngờ được Dương Diệp còn có thể sử dụng bí pháp này, Dương Diệp còn dám dùng. Thất sách! Tuy nhiên đám người Hoa Lão phản ứng cũng rất nhanh, năm tên cường giả âm dương cảnh còn lại nhanh chóng tập trung lại và đi tới phía sau Hoa Lão. Lần này, bọn họ không có chủ động xuất kích giống như lần trước, bởi vì chủ động xuất kích nghĩa là phải tiếp cận Dương Diệp. Mà một khi tiếp cận Dương Diệp, bọn họ rất có khả năng sẽ bị Dương Diệp một kiếm giết chết trong nháy mắt. Hoa Lão bước về phía trước một bước, sau đó tay phải hóa trưởng chợt vỗ một cái về phía trước. Ầm! Một lực lượng khủng khiếp từ trong lòng bàn tay hắn phun mạnh ra ngoài, khi lực lượng này xuất hiện, không gian ở trước mặt hắn trực tiếp run rẩy, mà Dương Diệp hóa thành kiếm quang đi tới trước mặt hắn đã trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Trong phút chốc, Hoa Lão bước về phía trước một bước, đã đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp phản ứng cũng nhanh, thân hình lóe trực tiếp lên tránh sang bên cạnh. Tiếp theo, hắn hóa thành một đường kiếm quang lao về phía những cường giả âm dương cảnh. Sở dĩ hắn không trực tiếp lấy ra luân hồi nhất kiếm, là vì những người cách hắn hơi xa, luân hồi nhất kiếm của hắn rất khó làm được hiệu quả một kiếm giết chết trong nháy mắt. Bởi vậy, hắn nhất định phải thu ngắn khoảng cách cùng những cường giả âm dương cảnh này. Nhưng hắn thất bại. Hắn vừa phóng về phía những cường giả âm dương cảnh, những cường giả âm dương cảnh lại lùi về phía sau, éo dài khoảng cách với hắn. Cùng lúc đó, Hoa Lão lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó lại vỗ mạnh một trường về phía hắn. Một trường này càng khủng khiếp hơn trước. Trường ra, tiếng sấm hỗn loạn nổ mạnh, một lực lượng vô hình từ trong không gian thẩm thấu ra, sau đó giống như vỡ đê đánh về phía Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống lại, hắn lập tức ôm nắp quan tài chắn ở trước mặt mình. Ầm, lực lượng kia đánh vào trên nắp quan tài. Dương Diệp trực tiếp mang theo nắp quan tài bay ra ngoài. Mà Hoa Lão vẫn chưa ngừng tay, lập tức xông lên. Tốc độ kia rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó sẽ đánh ra một trường. Ầm! Không gian chấn động mạnh, dường như không chịu nổi lực lượng một trường này vậy. Mà Dương Diệp bị lực lượng này đánh trúng lại bay ngược ra ngoài. Lần này, trong miệng Dương Diệp liên tục phun ra mấy ngụm máu, hai tay hắn còn nứt ra. Nhưng chẳng bao lâu, ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, tay hắn lại khôi phục trạng thái ban đầu. Gạch chéo ngược, mà Hoa Lão lại giống như giỏi bám trên mu bàn chân, lại đi tới trước mặt Dương Diệp, lần này, Dương Diệp không liều chết chịu đựng, mà rút kiếm chém một cái. Hắn biết rõ, lão già này hiển nhiên không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào, nếu như hắn vẫn đỡ mà không phản kích, chờ đợi hắn chính là đối phương điên cuồng tấn công. Ba trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất. Cộng thêm sát ý cảnh giới nửa bước quy nguyên cùng kiếm ý quy nguyên cảnh trảm thiên bạt kiếm thuật. Bởi vì có kiếm ý quy nguyên cảnh gia tăng, lần này uy lực phi ti trảm thiên bạt kiếm thuật phải mạnh mẽ hơn trước. Kiếm và ra, không gian chấn động kịch liệt giống như địa chấn. Mà Hoa Lão cũng bị một kiếm này làm cho trực tiếp chấn động đến ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Hoa Lão nhìn trước ngực của mình, ở đó có vết kiếm sâu, đã thấy xương trắng. Hoa Lão nheo mắt lại. Trong mắt có vẻ nghiêm trọng. Sự thật chứng minh kiếm của Dương Diệp đúng là có thể uy hiếp được hắn.
Nếu như hắn chỉ là âm dương cảnh, vừa rồi hắn rất có khả năng đã bị giết chết trong nháy mắt. Hoa lão nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, ngươi thật sự là tài năng hơn người, đáng tiếc, thiên tài như ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, hoa lão bước về phía trước một bước và muốn ra tay. Mà vào lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất. Vào giây phút thanh kiếm này biến mất, vẻ mặt hoa lão đã biến đổi, sau đó chợt đánh ra một chưởng. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, hoa lão lại bị đẩy lui hơn 2.000 trượng, mà cũng lúc đó Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt hoa lão này vừa bị đẩy lui đã nheo mắt lại, không dám khinh thường một kiếm này của Dương Diệp. Hai tay hắn hơi xoay tròn, sau đó đặt chồng lên chung vào một chỗ và chợt đánh ra một chưởng. Mà trong chớp mắt này, hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn, cẩn thận. Vừa dứt lời, một đường kiếm quang chợt lóe lên, mục tiêu của đường kiếm quang này không phải là hoa lão, mà là một cường giả âm dương cảnh cách đó không xa. Lúc nghe thấy hoa lão nói vậy, đám cường giả âm dương cảnh kia lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng mọi người hoảng hốt. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Dương Diệp nhìn như muốn liều mạng cùng hoa lão, thật ra không phải vậy. Mục tiêu chân chính của Dương Diệp thật ra là bọn họ. Bọn họ vừa rồi còn luôn quan sát cuộc chiến, chuẩn bị di chuyển, bởi vậy bất chi bất giác đã để Dương Diệp cùng hoa lão tới gần bọn họ. Nhưng lực chú ý của bọn họ đều là Dương Diệp cùng hoa lão trong giao đấu, bởi vậy, bọn họ tuyệt đối không lùi về phía sau, tăng khoảng cách cùng Dương Diệp. Một tên cường giả âm dương cảnh trong đó nhìn thấy mục tiêu của kiếm khí kia hắn, vẻ mặt hắn lập tức trắng bệch, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, kiếm quang kia lại trực tiếp lướt qua cổ họng hắn. Suy, một cái đầu mang theo một dòng máu tươi trực tiếp bay ra ngoài. Mà phía xa, Dương Diệp cũng bị một chưởng vừa rồi của hoa lão trực tiếp đập bay ra ngoài, mặc dù có nắp quan tài chống đỡ, nhưng lần này Dương Diệp rõ ràng cũng bị thương, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch khác thường, cùng lúc đó, khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi, trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, trước ngực hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mặc dù có nắp quan tài chống đỡ, nhưng cường giả luân hồi cảnh thật sự quá mạnh mẽ, hắn cũng sắp chịu không nổi. Cũng may là có thể ngũ hành bất diệt cùng hồng mông tử khí, nếu không nắp quan tài cũng cứu hắn không được. Dương Diệp lấy ra một viên linh châu và nuốt vào, linh châu vào cơ thể khiến rất nhiều linh khí lập tức từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Rất nhanh, rất nhiều hồng mông tử khí từ bên trong hồng mông tháp tràn ra, cuối cùng tản vào tứ chi bách hải của hắn, chữa trị vết thương trải rộng khắp cơ thể của hắn. Phía xa, hoa lão đang nhìn nắp quan tài trước mặt Dương Diệp, sở dĩ Dương Diệp có thể đối đầu cùng hắn, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nắp quan tài này. Nắp quan tài này ngăn cản phần lớn tổn thương của hắn, nếu như không có nắp quan tài này, cho dù cơ thể Dương Diệp nâng cao một cảnh giới, tốc độ chữa trị có nhanh, cũng không có cách nào chống lại hắn. Đây là điển hình cảnh giới chưa đủ, trang bị tới bổ sung. Dương Diệp nuốt vào một viên linh châu, linh khí đều khôi phục. Vết thương cũng tốt hơn 7-8 phần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoa lão, không nói một lời đã trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lao về phía hoa lão. Lần này, bốn gã cường giả âm dương cảnh còn lại trực tiếp lùi về phía sau, bọn họ coi như đã hiểu rõ, mặc dù Dương Diệp ra tay với hoa lão, nhưng mục tiêu của Dương Diệp nhất định là bọn họ. Lúc này, bọn họ căn bản không nhận được một kiếm của Dương Diệp. Kể từ đó, bọn họ có vẻ hơi lúng túng. Bốn gã cường giả âm dương cảnh không chỉ không giết được một bán thần, ngay cả tới gần cũng không dám. Cho dù đặc biệt mất mặt, nhưng bọn họ không bất kỳ cách nào. Lúc này, huyền giả dưới luân hồi cảnh căn bản không đỡ nổi một kiếm của Dương Diệp. Phía xa, Dương Diệp cùng hoa lão chiến đấu kịch liệt. Lần này, hoa lão cũng học thông minh, cho dù lui, hắn cũng không lui về phía gần bốn người bên kia. Nhìn Dương Diệp cùng hoa lão chiến đấu kịch liệt. Bốn gã huyền giả âm dương cảnh càng xem càng kinh hãi, cho dù Dương Diệp bị đánh ép, nhưng Dương Diệp chỉ là bán thần thôi. Bán thần bị luân hồi cảnh đè nặng sẽ mất mặt sao? Không, quang vinh đấy, nếu như chuyện này truyền đi, không cần phải nói, danh tiếng của Dương Diệp nhất định sẽ chấn động tất cả đại thế giới. Thật ra, ở đại thế giới danh tiếng của Dương Diệp đã không nhỏ. Ngoại trừ bởi vì đế tông cùng mã gia, còn có chiến các, chủ yếu nhất chính là có thần phượng tộc. Tiểu ma nữ của thần phượng tộc đi khắp thế giới tìm người xuống phía dưới giết Dương Diệp, ở đại thế giới, chuyện này đã ầm ĩ. Nếu như hôm nay,
chuyện Dương Diệp một mình chiến đấu với cường giả luân hồi cảnh được truyền đi, không cần phải nói, tên Dương Diệp nhất định sẽ lập tức truyền khắp đại thế giới. Ngoại trừ kinh hãi, bọn họ còn có chút khiếp sợ. Đặc biệt hai người của Đế Tông cùng chiến các kia, bởi vì Đế Tông cùng chiến các không tính phái cường giả luân hồi cảnh tới, nếu như Mã Gia không phái một cường giả luân hồi cảnh tới, không cần phải nói, dựa vào đám người bọn họ, cho dù có 10 vị âm dương cảnh tới cũng không làm gì được Dương Diệp. Không chỉ không làm gì được, có lẽ bọn họ còn bị Dương Diệp hoàn toàn tiêu diệt. Cường giả âm dương cảnh đã không có uy hiếp gì với Dương Diệp. Mà muốn giết Dương Diệp, cho dù là luân hồi cảnh cũng khó có thể làm được, trừ khi là hai cường giả luân hồi cảnh liên thủ. Giờ phút này, trong lòng mọi người có chút hối hận. Hối hận trước đó vì mặt mũi đã không xin tông môn giúp đỡ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, nhưng Hoa lão cũng bị một đường kiếm khí đẩy lui gần nghìn trượng. Hai người vừa tách ra, trong phút chốc lại bắn nhanh về phía nhau. Nếu như Dương Diệp không thi triển luân hồi nhất kiếm cùng chồng trảm thiên bạt kiếm thuật, hắn cơ bản chỉ có thể bị đánh, chỉ có thi triển chồng trảm thiên bạt kiếm thuật cùng luân hồi nhất kiếm, hắn mới có thể đẩy lui Hoa lão. Chênh lệch, Dương Diệp nhìn như có thể đối đầu cùng Hoa lão, nhưng thật ra giữa bọn họ vẫn có chênh lệch vô cùng lớn, chỉ có điều chênh lệch lớn này tạm thời bị trang bị cùng kiếm thần ấn đền đắp. Sau một khắc đồng hồ, Dương Diệp thi triển một đạo luân hồi nhất kiếm sau cuối cùng, lại cách ra Hoa lão, sau khi dừng lại Hoa lão một lát liền bắn nhanh về phía Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp không có phóng về phía Hoa lão, mà chỉ nói. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Vừa dứt lời, hắn xoay người trực tiếp bước vào trong cánh cửa thông thiên này. Phía xa, Hoa lão lập tức hóa đá. Dương Diệp lại chạy. Vẻ mặt Hoa lão cực kỳ khó coi, lần này hắn cũng không ngờ được Dương Diệp sẽ bỏ chạy, bởi vì vừa rồi khi Dương Diệp chiến đấu với hắn, hoàn toàn là bộ dạng không chết không dừng. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại thay đổi phong cách, nhất thời chuyển động không đánh nữa. Vẻ mặt Hoa lão trầm như nước, lúc này, hắn đã hiểu rõ ý đồ của Dương Diệp. Tiêu hao. Dương Diệp là bỏ đi khi hao tổn hết sức lực. Dương Diệp có thể lấy tốc độ nhanh nhất để khôi phục vết thương, nhưng bọn họ không làm được. Ví dụ như hắn, vừa rồi khi cùng Dương Diệp chiến đấu kịch liệt, hắn cũng bị một ít thương, cũng không phải nói khôi phục lại có thể khôi phục được. Ít nhất hắn cần tốn 3 ngày mới có thể khiến cho mình trở lại trạng thái đỉnh phong. Phải biết rằng, luân hồi nhất kiếm của Dương Diệp có thể gia tăng kiếm ý quy nguyên cảnh. Quan trọng nhất là huyền khí, vừa rồi huyền khí của hắn cũng tiêu hao rất nhiều, đến loại cấp bậc như hắn thì quá trình hấp thu linh khí xung quanh, sau đó chuyển thành huyền khí để có thể sử dụng lại quá chậm. Quan trọng hơn là khi Dương Diệp bắt đầu giao đấu với hắn, không chỉ tiêu hao hắn của một ngày, thỉnh thoảng còn trộm đi đầu của hai người cường giả âm dương cảnh. Nếu đánh tiếp như vậy, chắc chắn sẽ chỉ còn lại mình hắn. Nếu như Dương Diệp vẫn bị ổi như vậy nữa, hắn cũng có thể bị Dương Diệp đánh cho chết. Đến lúc này, hắn đã hiểu rõ mình như lất định phải tìm viện binh. Hoa lão nhìn về phía người của chiến các cùng Đế Tông bên cạnh. Báo cho tông môn của các ngươi biết. Mã gia tổn thất quá nhiều cường giả, hắc không dám gọi tới. Loại cấp bậc cường giả như âm dương cảnh, ở đại thế giới đã thuộc về quân chủ lực. Mã gia tổn thất mấy người sẽ dao động tới căn cơ của Mã gia. Luân hồi cảnh lại không dám gọi, bất kể là Mã gia, còn là Đế Tông, thậm chí là chiến các, cường giả luân hồi cảnh cũng là căn bản của một thế lực. Tổn thất một người cũng là chuyện một thế lực khó có thể chịu nổi. Hơn nữa, Mã gia ở đại thế giới cũng không phải không có thế lực thù địch, Mã gia hắn tổng cộng cũng chỉ có 3 gã cường giả luân hồi cảnh, nếu như cử một người tới đây, có nghĩa là Mã gia chỉ còn lại có một luân hồi cảnh, nếu như lúc này thế lực thù địch của Mã gia đột nhiên ra tay, rất có khả năng sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Bởi vậy, bây giờ hắn gửi gắm hy vọng ở chiến các cùng Đế Tông. Bởi vì, nếu như chiến các cùng Đế Tông không phái người tới, có thể không giết được Dương Diệp này. Nghe thấy Hoa lão nói vậy, hai cường giả âm dương cảnh của chiến các và Đế Tông khẽ gật đầu, lúc này bọn họ cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Lúc này, Hoa lão lại nói, nếu quả thật muốn giết chết hắn, cường giả âm dương cảnh đừng tới nữa. Tới cũng là chịu chết thôi. Nghe thấy Hoa lão nói vậy, vẻ mặt cường giả âm dương cảnh đều có chút khó coi. Nhưng bọn họ nhưng không có cách nào phản bác, bởi vì cường giả âm dương cảnh ở trước mặt Dương Diệp quả thật không có sức đánh trả. Hạ vị diện.
Dương Diệp chạy trốn về hạ vị diện thì chui xuống dưới nền đất, sau đó tiến vào bên trong tầng thứ ba của Hồng Mông Tháp. Giống như trước đây, hắn hấp thu linh khí để chữa trị cơ thể. Trốn có mất mặt sao? Chắc chắn không mất mặt. Nói đùa, người ta nhiều người như vậy đánh một mình hắn, hắn đương nhiên phải tốt thì liền thu lại. Giống như Hoa lão nghĩ vậy, bây giờ hắn chính là cứ hao tổn xong bỏ đi. Con đường thông thiên, một ngày không qua thì hai ngày không được thì hai năm. Mỗi ngày đều xông qua, mãi đến khi xông qua mới thôi. Ba ngày sau, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp và trở lại trong hiện thực. Ba ngày trong Hồng Mông Tháp cũng chỉ là mấy canh giờ ở trong hiện thực mà thôi. Lúc này, hắn lại đầy máu sống lại. Không hề do dự, thân hình của Dương Diệp thoáng động và bước vào cánh cửa thông thiên. Đại thế giới. Khi đám người Hoa lão trấn giữ ở cánh cửa thông thiên nhìn thấy được Dương Diệp, vẻ mặt lập tức có chút đặc sắc. Bọn họ biết Dương Diệp sẽ trở lại, nhưng bọn họ không ngờ được Dương Diệp tới nhanh như vậy, lúc này mới qua bao lâu chứ. Mà bây giờ nhìn tình trạng của Dương Diệp, làm gì giống như người bị thương. Năng lực khôi phục này quá nghịch thiên. Dương Diệp hoàn toàn không nói nhảm, kiếm thần ấn trên trán sáng lên. Ngay sau đó, ở dưới kiếm thần ấn thúc dục, kiếm ý của hắn trực tiếp tăng lên tới quy nguyên cảnh. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lao về phía đám người Hoa lão. Nhìn thấy Dương Diệp vọt tới, ngoại trừ Hoa lão, bốn người còn lại trực tiếp lùi về phía sau, bọn họ thật sự không dám đến gần Dương Diệp. Mà lần này, mục tiêu của Dương Diệp cũng không phải bọn họ, mà là Hoa lão. Đối phó với Hoa lão, Dương Diệp vừa bắt đầu đã là một đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Đối mặt với Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Dương Diệp, đặc biệt Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đã gia tăng kiếm ý quy nguyên cảnh, Hoa lão cũng không dám khinh thường, bởi vì kiếm ý quy nguyên cảnh đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đương nhiên, đó chỉ là tạo thành uy hiếp thôi, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật không giết được hắn. Tay phải của Hoa lão hóa trưởng, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào bàn tay. Trong phút chốc, từ trong không trung ở bên phải của hắn xuất hiện một con bàn tay năng lượng lớn dài đến gần trăm trượng. Sau khi bàn tay năng lượng lớn này xuất hiện, tay phải của Hoa lão chợt vỗ mạnh một cái về phía trước mặt. Trưởng ra, bàn tay năng lượng lớn này trực tiếp đánh về phía Dương Diệp trước mặt hắn. Bàn tay năng lượng lớn đi qua nơi nào, không gian trực tiếp dao động kịch liệt với thanh thế kinh người. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, đường kiếm khí kia của Dương Diệp trực tiếp ầm ầm vỡ nát, bàn tay năng lượng lớn này cũng trực tiếp vỡ nát ra, mà lúc này, ở đó lại có một đường kiếm quang hiện lên. Luân hồi nhất kiếm. Nhìn thấy một kiếm này, mấy cường giả âm dương cảnh bên cạnh biến sắc, tất cả đều lùi lại về phía sau. Một kiếm này thật sự uy hiếp bọn họ quá lớn, đặc biệt là lúc ở khoảng cách gần, một kiếm này có thể trực tiếp giết chết bọn họ trong nháy mắt. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn. Tránh ra. Khi Hoa lão ở nhìn thấy một kiếm này, trong mắt cũng có thêm một tia nghiêm trọng, uy lực của một kiếm này thật sự có chút mạnh mẽ, tuy nhiên cũng chỉ là có chút mạnh mẽ thôi. Nếu muốn giết chết hắn trong nháy mắt, cho dù có mạnh mẽ hơn gấp mấy lần cũng làm không được, nhưng hắn lại không thể khinh thường, cũng không dám khinh thường. Hai tay của Hoa lão khẽ run lên, trong phút chốc chợt vỗ một cái về phía trước. Ầm. Không gian ở trước mặt hắn chấn động mạnh, một lực lượng khủng khiếp lập tức cuốn về phía một kiếm này của Dương Diệp. Trong mắt của mọi người, một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp va chạm vào lực lượng kia. Ầm. Hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc đã chợt nổ mạnh. Ngay sau đó, một sóng khí mạnh mẽ lập tức bắn ra xung quanh, sóng khí này có uy lực rất mạnh, trực tiếp đẩy Dương Diệp cùng lão giả áo hoa bào liên tục lùi lại phía sau. Tuy nhiên Hoa lão lùi 200 liền ngừng lại, Dương Diệp lại lùi gần nghìn trượng. Đây là dưới tình huống có nắp quan tài chống đỡ. Mà vào giây phút Dương Diệp dừng lại, kiếm trong tay hắn đã biến mất, lúc này vẻ mặt Hoa lão biến đổi. Sau đó trực tiếp đập mạnh mấy cái ở trước mặt mình. Ầm ầm ầm. Ở nơi đây, từng tiếng nổ lớn giống như sấm sét nổ vang, rất nhanh đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Mà lúc này, Hoa lão lại lùi về phía sau mấy trăm trượng. Lúc này, ở trên thân Hoa lão có bao nhiêu vết kiếm thương, vẻ mặt hắn cũng trở nên trắng. Rõ ràng, sau khi chúng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng luân hồi nhất kiếm của Dương Diệp, hắn cũng không được dễ chịu lắm. Đương nhiên, Dương Diệp thảm hơn hắn. Mặc dù có nắp quan tài chống đỡ, nhưng khóe miệng Dương Diệp đã tràn ra máu tươi, đó là bởi vì ngũ tạng cùng trong cơ thể của hắn đều đã bị đánh nát.
Đừng thấy hắn có thể chống lại cường giả luân hồi cảnh thì rất uy phong, thật ra mỗi lần bị Hoa lão tấn công, hắn đều đặc biệt không dễ chịu. Lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, đến mức nắp quan tài cũng không có cách nào hoàn toàn đón đỡ, một phần lực lượng đập vào trên người hắn khiến cơ thể của hắn cũng sắp không chịu nổi. Nếu như không có nắp quan tài, hắn tuyệt đối không nhận được đối phương một chiêu. Phía xa, Hoa lão nhìn vết kiếm trên người mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này, hắn có chút hối hận vì trước đây để cho Mã Vô Địch xuống hạ vị diện trêu chọc Dương Diệp. Thiên phú và thực lực của Dương Diệp quá khủng khiếp, làm cho hắn thấy tim đập nhanh. Người như thế, hoặc là đừng trêu chọc, hoặc là trêu chọc xong thì nhất định phải giết chết bằng được. Nếu không, chờ hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chắc chắn sẽ là tai họa đối với Mã gia. Mã Vô Địch vì bản thân đã trêu chọc loại điên khùng Dương Diệp này, trực tiếp đẩy Mã gia lên một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Báo thù sao? Kết quả chính là Mã gia tổn thất mấy cường giả âm dương cảnh, mà Dương Diệp vẫn còn sống, thậm chí có khả năng còn có thể chết nhiều hơn. Không báo thù, Mã gia bị Dương Diệp đánh vào mặt, thù này không báo thì sau đó Mã gia làm sao đứng vững ở đại thế giới được. Trước đó, hắn cảm thấy nhất định phải báo thù, không chỉ hắn mà người Mã gia đều có ý này. Mã Vô Địch có thể chết, nhưng Mã gia không thể bị người ta đánh vào mặt. Nhưng bây giờ, Hoa lão im lặng rất lâu mới nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, bây giờ ta rời đi, chuyện giữ ngươi cùng Mã gia ta xóa bỏ, ngươi thấy thế nào? Do dự một lát, hắn vẫn quyết định không báo thù. Trước đó không biết thực lực của Dương Diệp, hắn cảm thấy một cường giả luân hồi cảnh cộng thêm 10 cường giả âm dương cảnh thì tuyệt đối có thể giết được Dương Diệp. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh hắn sai rồi. Tiếp tục chiến đấu cùng Dương Diệp, đến cuối cùng cho dù bọn họ có giết Dương Diệp thì có thể thu được gì đây? Không thể thu được gì cả, không chỉ vậy, trái lại còn có thể tiếp tục tổn thất rất nhiều cường giả, thậm chí cuối cùng Mã gia cũng có thể bị Dương Diệp kéo cho tàn lụi. Trước đó không xác định thực lực cùng thiên phú và tiềm lực của Dương Diệp, khi đó mặt mũi của Mã gia quan trọng, nhưng bây giờ, khi biết thực lực cùng tiềm lực của Dương Diệp, mặt mũi gì đó đã không quan trọng nữa. Nghe thấy Hoa lão nói vậy, những cường giả âm dương cảnh lập tức biến sắc, bọn họ không ngờ được Hoa lão đột nhiên muốn đi cầu hòa. Một tên âm dương cảnh huyền giả trong đó đang muốn nói, Hoa lão đã khoát tay áo. Không cần nói nữa, chuyện của Mã gia ta còn chưa tới phiên người khác tới làm chủ. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Chỉ cần ngươi gật đầu, bây giờ lão phu sẽ rời đi. Đồng thời bảo đảm sau này không có bất kỳ kẻ nào của Mã gia ta tới gây phiền phức cho ngươi nữa. Dương Diệp cũng không ngờ được Hoa lão lại đột nhiên làm như vậy, vừa rồi hắn cùng đối phương còn đang đánh tới ngươi chết ta sống, hiện tại đối phương lại nói đừng đánh, đồng thời muốn dừng tay giảng hòa, biến hóa này hơi nhanh rồi. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện tốt đối với hắn. Hắn lập tức khẽ gật đầu. Có thể. Hắn biết rõ, nếu như hắn không đáp ứng, vậy lão già này nhất định sẽ bất chấp tất cả mọi giá để giết chết hắn. Cho dù hắn không sợ, nhưng không cần thiết. Hắn cũng nghĩ như Hoa lão, cho dù tiêu diệt Mã gia, hắn cũng không có lợi ích gì. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hai tay Hoa lão lập tức thả lỏng ra. Không chỉ hai tay, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, điều này có nghĩa là ân oán giữa Mã gia cùng Dương Diệp lúc trước kết thúc. Hoa lão nhìn thật sâu vào trong mắt Dương Diệp. Sau đó xoay người trực tiếp biến mất. Hoa lão đi rồi, Dương Diệp đột nhiên im lặng một lát. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì và nhìn về phía bốn gã huyền giả âm dương cảnh, nói. Trời ạ, các ngươi tự nhiên không chạy. Mọi người. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, bốn gã cường giả âm dương cảnh đầu tiên ngẩn người, sau đó sắc mặt bốn người lúc này lập tức trắng bệch. Bởi vì lúc này bọn họ đột nhiên quên một việc, đó chính là Hoa lão đã không còn ở đây. Hoa lão đi rất đột nhiên, cũng không báo với bọn họ đã đi. Đương nhiên, đây không phải là điểm chính là Hoa lão đi rồi, người duy nhất có thể chống đỡ Dương Diệp đi rồi. Sau khi mọi người bình tĩnh lại, lập tức xoay người bỏ chạy về cánh cửa cách đó không xa, nhưng vào lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp lại một lần nữa biến mất. Giây phút kiếm biến mất đó, cơ thể một cường giả âm dương cảnh ngoài nghìn trường trực tiếp cứng đờ, ngay sau đó có một vài máu từ ngực hắn bắn ra. Mà thoáng qua, lại có một đường kiếm quang hiện lên, cơ thể một tên huyền giả âm dương cảnh cứng đờ trong không trung. Nhưng hai huyền giả âm dương cảnh còn lại đã bước vào trong cánh cửa. Phía xa, Dương Diệp lắc đầu,
trong mắt có chút bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Cho dù những cường giả âm dương cảnh không ngăn cản được luân hồi nhất kiếm của hắn, nhưng nếu như đối phương muốn chạy trốn, hắn không có cách nào giữ được tất cả đám người của đối phương. Lại, con rối cường giả âm dương cảnh. Tay phải của Dương Diệp vung lên, trực tiếp thu hai thi thể vào, sau đó hắn lại muốn đi vào cánh cửa kia. Mặc dù ở đây coi như là đại thế giới, nhưng còn không tính là thật sự bước vào đại thế giới, chỉ có thông qua cánh cửa kia, khi đó mới tính là thật sự bước vào đại thế giới. Chỗ này chỉ có thể nói là trạm trung gian giữa hạ vị diện cùng đại thế giới. Vào lúc Dương Diệp vừa muốn đi vào cánh cửa kia, Dương Diệp đột nhiên biến sắc và muốn lui lại, nhưng vẫn quá muộn rồi. Một lực lượng khủng khiếp đột nhiên từ trong cánh cửa kia đánh tới, Dương Diệp theo bản năng dùng nắp quan tài ngăn cản. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp và nắp quan tài trực tiếp bị đẩy đến hơn 1.000 ngoài trượng. Lúc này, một lão giả áo bào đen trong tay cầm một quải trượng màu đen từ trong đó chậm rãi đi ra. Luân hồi cảnh! Lão giả áo bào đen nhìn Dương Diệp. Không ngờ lại cầu hòa với một con kiến hôi cảnh giới bán thần. Người Mã gia đúng là càng sống càng tụt lùi. Phía xa, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo bào đen, tay trái chậm rãi nắm chặt lại. Thực lực của lão nhân mặc áo bào màu đen này còn mạnh hơn cường giả luân hồi cảnh Mã gia trước đó một chút. Lão giả áo bào đen chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp, chiến các ta cùng ngươi vốn không có ân oán, đáng tiếc, ngươi không cần nhúng tay vào chuyện huyết nữ của U Minh Điện. Chuyện của U Minh Điện rất sâu, ngươi không có cách nào tưởng tượng được đâu. Nếu đã tiến vào, cho dù ngươi có 100 cái mạng cũng sẽ chết sạch. Vừa dứt lời, cây quải trượng trong tay hắn trực tiếp bắn ra nhanh như điện chớp. Ầm! Phía xa, Dương Diệp và quan tài bay ra ngoài. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, lần này nắp quan tài này thiếu chút nữa rời khỏi tay của Dương Diệp. Lực lượng quá mạnh mẽ. Sau khi bay hơn 6.000 trượng, Dương Diệp ngừng lại và trực tiếp phun ra hai ngụm máu tươi. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía tay của mình. Lúc này, tay hắn đang không ngừng run rẩy, còn mất đi chi giác. Thật mạnh! Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo bào đen. Lúc này, lão giả áo bào đen đang chậm rãi đi về phía hắn. Không thể không nói, ngươi thực sự làm cho ta có phần kinh ngạc, không trách được hoa lão quái của Mã gia sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Quả thật, nếu như ngươi trưởng thành lên, đừng nói là Mã gia, 10 Mã gia cũng không ngăn cản được ngươi. Đáng tiếc, ngươi nhất định sẽ không thể trưởng thành được. Vừa dứt lời, hắn cầm quải trượng trong tay cách không điểm về phía Dương Diệp. Ầm! Không gian mấy trăm trượng lập tức chấn động mạnh, tiếp theo có một lực lượng vô hình trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp sớm có sự đề phòng, vào giây phút lão giả áo bào đen ra tay, hắn lại ôm nắp quan tài chợt đập một cái. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp và nắp quan tài bị đẩy liên tục lùi lại phía sau, bởi vì tốc độ quá nhanh làm cho không gian nơi Dương Diệp đi qua đều có chút vặn vẹo. Sau khi bay ra gần 3.000 trượng, Dương Diệp mới ngừng lại. Lúc này, không phải tay, mà toàn thân hắn đều mất đi chi giác. Nắp quan tài này của ngươi không tệ. Lúc này, lão giả áo bào đen lại nói. Thân thể ngươi chắc hẳn cũng đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt, quả nhiên là quái thai. Còn chưa có đạt được âm dương cảnh, cơ thể đã đạt được cảnh giới bất tử bất diệt. Ta nghĩ hẳn có người giúp đỡ ngươi. Đúng rồi, điều khiến cho lão phu tò mò là năng lực chữa trị này của ngươi. Cuối cùng là bảo vật gì có thể làm cho ngươi chữa trị vết thương của bản thân thương như vậy? Tò mò, ta rất tò mò. Nói xong, hắn bước về phía trước một bước, sau đó tay phải thò ra phía trước tìm. Không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó. Một bàn tay khổng lồ trực tiếp chui ra, đập mạnh về phía Dương Diệp. Dương Diệp tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, kiếm trong tay hắn lại biến mất. Ở đó, kiếm quang hiện lên. Nhưng mục tiêu của kiếm quang cũng không phải là bàn tay khổng lồ kia, mà là lão giả áo bào đen phía xa. Ầm! Bành! Ở đó đồng thời vang lên một tiếng nổ lớn, Dương Diệp cùng nắp quan tài của hắn bay ra ngoài. Mà lần này, lão già mặc áo bào màu đen này cũng lùi về phía sau gần 300 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thả lỏng, cho dù lão già này mạnh hơn cường giả cảnh giới luân của Mã gia hồi, nhưng đối phương cũng không phải là vô địch, luân hồi nhất kiếm có thể gây ra uy hiếp cho đối phương. Chỉ cần không phải vô địch là được. Dương Diệp lấy ra một viên năng lượng châu nuốt vào,
năng lượng châu vào cơ thể, rất nhiều linh khí lập tức bạo phát trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, từng tia hồng mông tử khí từ trong vòng xoáy nhỏ chảy ra, cuối cùng tản ra tứ chi bách hài của hắn. Được hồng mông tử khí chữa trị, cơ thể bị chấn thương của hắn lại bắt đầu nhanh chóng tự mình chữa trị. Phía xa, lão già áo bào đen nhìn trước ngực của mình. Lúc này, ở trước ngực hắn có ba vết kiếm rất sâu, nhìn kỹ xuống sẽ phát hiện xương trắng bên trong. Vừa rồi sở dĩ hắn cứng rắn đỡ một kiếm này của Dương Diệp, là vì hắn không nghĩ tới Dương Diệp vừa rồi không đỡ một đòn kia của mình, trái lại ra tay với mình. Lão già áo bào đen ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, người ở tuổi này mà có thể có được chiến lực khủng khiếp như vậy thì thật sự là nghịch thiên, chỉ sợ cho dù là Tiêu Dao Tử cùng kiếm vô cực trước đây cũng chỉ được như vậy. Nói xong, hắn thò tay phải ra phía trước và muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, Dương Diệp lại ra tay trước, chỉ thấy thân hình của Dương Diệp lóe lên, đi tới 2000 trước cách lão nhân áo bào đen, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp biến mất, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Nhanh, nhanh đến mức tận cùng, có thể nói, nhanh đến chính Dương Diệp hắn cũng nhìn không thấy. Lão già áo bào đen có thể thấy được, nhưng lại không có cách nào né tránh, nếu như khoảng cách giữa hắn cùng Dương Diệp xa hơn một chút, ngược lại có thể trực tiếp né tránh. Đáng tiếc là khoảng cách bọn họ gần quá, bởi vậy hắn chỉ có thể cứng rắn chống lại. Lão già áo bào đen phản ứng cũng rất nhanh, ở giây phút kiếm Dương Diệp biến mất, hắn đã trực tiếp ra tay. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, lão già áo bào đen trực tiếp bị đẩy đến ngoài mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại thì đã có một đường kiếm quang chợt lóe lên. Ầm! Lão già áo bào đen lại bị đẩy lui mấy trăm trượng. Khi lão già áo bào đen dừng lại, Dương Diệp đã biến mất. Lão già áo bào đen ngẩn người, sau đó nhìn về cánh cửa thông thiên phía xa này, dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc hắn rất khó coi. Không cần phải nói, Dương Diệp đã chạy trốn về hạ vị diện. Trong phút chốc, thân hình hắn run lên, và lao nhanh về phía cánh cửa thông thiên này, khi hắn muốn đi vào cánh cửa thông thiên này, hắn đã ngừng lại. Lão già nhìn cánh cửa thông thiên này rất lâu, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không xuống. Không phải hắn đặc biệt kiêng kỵ Dương Diệp, hắn có tự tin cho dù mình bị áp chế đến âm dương cảnh, Dương Diệp cũng không làm gì được hắn, nhưng hạ vị diện không chỉ có Dương Diệp, còn có U Minh Điện. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ thực lực của huyết nữ, đừng nói cảnh giới sẽ bị áp chế, thực lực giảm mạnh, cho dù không bị áp chế, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của huyết nữ. Không thể xuống. Lão già áo bào đen do dự một lúc, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Bắt đầu hấp thu linh khí để chữa trị cơ thể. Vừa rồi cứng rắn đỡ Dương Diệp mấy kiếm khiến hắn cũng bị thương, hơn nữa, huyền khí cũng tiêu hao rất nhiều. Bây giờ, hắn nhất định phải khôi phục vết thương cùng huyền khí của mình. Bởi vì hắn biết, Dương Diệp chắc chắn sẽ còn tiếp tục tới. Nhưng hắn lại đánh giá thấp tốc độ của Dương Diệp. Hai canh giờ sau, Dương Diệp đã từ trong cánh cửa thông thiên này chui ra. Nhìn thấy Dương Diệp, vẻ mặt lão già áo bào đen lập tức có chút khó coi, bởi vì lúc này thoạt nhìn Dương Diệp hoàn toàn không có việc gì. Phải biết rằng, trước đó khi Dương Diệp chạy trốn, trên thân bị thương nặng. Mà bây giờ, thương thế của hắn tự nhiên đã khôi phục. Dương Diệp hoàn toàn không nói nhảm, kiếm trong tay trực tiếp biến mất. Bành! Sau khi lão già áo bào đen cứng rắn đỡ một kiếm này thì trực tiếp bị đẩy đến ngoài mấy trăm trượng, nhưng hắn vừa dừng lại đã có một đường kiếm quang đi tới trước mặt. Lão già áo bào đen lại bị đẩy lui mấy trăm trượng. Nhưng hắn vừa dừng lại, một đường kiếm quang lại tới trước mặt của. Bành! Lão già áo bào đen lại bị đẩy lui mấy trăm trượng. Lần này, kiếm quang không tới nhưng Dương Diệp cũng không thấy. Dương Diệp lại trốn xuống dưới. Ba kiếm phát xong liền bỏ chạy. Dương Diệp coi như đã hiểu rõ mình không thể chiến đấu kịch liệt cùng đối phương, bởi vì làm như vậy rất bất lợi cho hắn. Cù sao hắn có luân hồi nhất kiếm để uy hiếp đối phương, luân hồi nhất kiếm hắn chỉ có thể thi triển ba kiếm. Nếu như vậy thì làm đơn giản một chút, ba kiếm phát xong ta liền đi. Nhìn thấy Dương Diệp biến mất, vẻ mặt lão già áo bào đen rất khó coi. Mà ba canh giờ sau, Dương Diệp lại từ trong cánh cửa thông thiên chui ra. Lão già áo bào đen. Giống như trước đây, sau khi Dương Diệp ra ngoài liền trực tiếp thi triển ra ba đạo luân hồi nhất kiếm. Sau đó hắn trực tiếp xoay người bước vào trong cánh cửa thông thiên. Đầu cũng không quay lại. Ở đó, vẻ mặt lão già áo bào đen thâm trầm đáng sợ. Yên lặng trong chớp mắt,
Lão già áo bào đen đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, sau đó chợt đánh ra một trường. Âm! Ở đó không gian bên trong mấy ngàn trượng lập tức bắt đầu dao động kịch liệt giống như nước sôi vậy. Bất bình! Lúc này lão già áo bào đen rất bất bình. Bị chút vết thương cũng không tính là gì, chủ yếu nhất là hắn cảm giác bị sỉ nhục, hắn đường đường là một cường giả luân hồi cảnh lại bị một con kiến hôi cảnh giới bán thờ nồ trêu chọc như vậy. Hắn thấy Dương Diệp chính là đang đùa bỡn hắn. Nếu như chuyện này truyền đi, không cần phải nói, sau này hắn ở trong các cường giả luân hồi cảnh nhất định là không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Nhiều lần lão già đều muốn trực tiếp lao xuống tìm Dương Diệp, nhưng vừa nghĩ tới U Minh Điện, hắn lại ca bỏ đi ý nghĩ này. Một khi xuống, cảnh giới bị áp chế mà gặp phải người U Minh Điện, hắn chắc chắn phải chết. Thậm chí, hắn thấy sở dĩ Dương Diệp làm như thế, có khả năng chính là muốn lừa hắn xuống. Nhưng nếu như không đi xuống, cho dù hắn không bị Dương Diệp mài chết, cũng có khả năng bị tức chết. Cuối cùng là cường giả luân hồi cảnh, hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nhìn cánh cửa thông thiên này rất lâu, khóe miệng lão già áo bào đen cong lên nở một nụ cười lạnh, sau đó xoay người ngồi xếp bằng tại chỗ. Chấm. Hạ vị diện. Lúc này, kiếm ý của Dương Diệp tuyệt đối chưa bắt đầu cắn trả. Bởi vì vừa rồi hắn cũng không chiến đấu kịch liệt cùng lão già, đánh xong liền bỏ chạy, chỉ là huyền khí tiêu hao sạch mà thôi. Mỗi lần sử dụng kiếm thần ấn nâng cao kiếm ý, gần như đều có thể duy trì khoảng 2 canh giờ. Mà hắn khôi phục huyền khí hoàn toàn thì cần khoảng hơn 1 canh giờ. Nói cách khác, mỗi lần hắn nâng cao kiếm ý lại có thể lên đại thế giới 2 lần. Sở dĩ hắn không sử dụng Linh Châu là vì Linh Châu quá quý hiếm. Loại vật này tốt nhất nên giữ lại để sử dụng vào thời điểm quan trọng. Bên trong Hồng Mông Tháp có linh khí đầy đủ, tốc độ khôi phục huyền khí của hắn tăng lên thật nhiều. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp trở lại hiện thực, sau đó hắn lại hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao, rất nhanh đã đi tới đại thế giới. Lão già áo bào đen còn ở đó. Dương Diệp không bất kỳ nói nhảm nào, trực tiếp ra tay. Vào giây phút kiếm trong tay hắn biến mất. Lão già áo bào đen phía xa trực tiếp bị đẩy đến ngoài mấy trăm trượng, Dương Diệp cũng không hề dừng tay, tiếp tục lại ra kiếm. Rất nhanh, lão già áo bào đen bị đẩy đến 1000 ngoài hơn trượng. Lúc này, ba kiếm của hắn đã thi triển xong. Sau khi thi triển một kiếm cuối cùng xong, Dương Diệp xoay người muốn chạy ra, song khi hắn xoay người thì biểu tình lập tức khó coi, bởi vì chẳng biết lúc nào, ở vị trí cánh cửa thông thiên này đã có thêm một lão già mặc áo gai. Cường giả luân hồi cảnh. Nhìn thấy lão già này, Dương Diệp biết lần này mình chuồn mất không xong rồi. Chạy à, sao ngươi không chạy? Đúng lúc này, giọng nói lão già áo bào đen đột nhiên truyền đến. Lúc trước, khi hắn rơi vào tình cảnh khó lựa chọn, cuối cùng vẫn quyết định gọi người giúp đỡ, cho dù làm vậy có chút mất mặt, dù sao hắn là luân hồi cảnh, Dương Diệp chỉ là bán thần. Nhưng, hắn không có cách nào, Dương Diệp quá vô lại, tiếp tục như vậy. Hắn rất có khả năng thật sự bị Dương Diệp mài chết. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão già áo bào đen, sau đó nói. Ta bảo này, ngươi có thấy xấu hổ không? Một mình ngươi là cường giả luân hồi cảnh đối mặt với một cảnh giới bán thần như ta còn phải gọi người giúp đỡ, mặt mũi của ngươi đâu? Mặt mũi của ngươi đâu? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt của lão già áo bào đen rất khó coi. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Nói thật. Mặt mũi của cường giả luân hồi cảnh các ngươi đều bị ngươi vứt sạch rồi. Vẻ mặt lão già áo bào đen càng thêm khó coi. Mà lúc này, lão già mặc áo bào màu xám phía sau Dương Diệp đột nhiên nói. Không bằng như vậy đi, ngươi cùng hắn một đấu một, ta không ra tay. Thế nào? Nghe thấy lão già mặc áo bào màu xám nói vậy, lão già mặc áo bào màu đen này liền nói ngay. Dương Diệp, nếu như ngươi một đấu một cùng ta... Ta bảo đảm hắn có thể không cần ra tay, ngươi. Mặt mũi của các ngươi đâu? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên châm chọc nói. Một luân hồi cảnh nói với một huyền giả cảnh giới bán thần, chúng ta tới một đấu một, chà chà, lời như vậy mà các ngươi cũng nói ra được. Nói đến đây, hắn đột nhiên thay đổi. Không bằng như vậy, ngươi áp chế cảnh giới của mình đến cảnh giới bán thần, chúng ta quyết đấu công bằng, thế nào? Nói xong. Dương Diệp liếc nhìn lão già mặc áo bào màu đen này đầy khiêu khích. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, lão già mặc áo bào màu đen này nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Dương Diệp, ngươi quả nhiên là khôi hài. Tại sao ta phải áp chết cảnh giới xuống chiến đấu công bằng cùng ngươi?
chiến đấu công bằng cùng ngươi, thắng với ta không có lợi, thua, vậy càng không tốt rồi. Dương Diệp, ngươi cũng coi như là một người kiệt xuất, đến thời điểm hiện tại mà vẫn dở trò vặt vãnh như vậy, không thể không nói là quá kém cỏi rồi. Dương Diệp nhún vai, hắn đánh giá hơi thấp chỉ số thông minh của đối phương. Nếu như đối phương thật sự áp chế cảnh giới đánh với hắn, hắn tuyệt đối nắm chắc giết chết đối phương, đáng tiếc, người ta cũng không ngốc, không mắc lừa. Lúc này, lão già áo bào đen đột nhiên nói. Ra tay cùng lúc, đừng cho hắn cơ hội nữa. Nói xong, cơ thể hắn thoáng di chuyển, bắn nhanh về phía Dương Diệp. Mặc dù Dương Diệp là kiếm tâm, nhưng đầu óc rất linh hoạt. Bởi vậy vì đề phòng biến cố xảy ra, hắn trực tiếp nói ra tay cùng, cho dù hai luân hồi cảnh ra tay với một bán thần có chút mất mặt, nhưng lúc này hắn nhưng không chú ý được nhiều như vậy. Lão già mặc áo bào màu đen này do dự một lúc, sau đó cũng xông về phía Dương Diệp. Phía xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó vỗ nhẹ vào trước ngực của mình, nói. Cùng kỳ, người còn không ra, chúng ta thật sự phải cùng sống cùng chết đấy. Dương Diệp vừa dứt lời, một đường ánh sáng màu đen chợt lóe lên. Ngay sau đó, một đạo khí tức hung ác đột nhiên bạo phát ra, khí tức này có uy lực rất mạnh, trực tiếp đẩy lùi hai cường giả luân hồi cảnh tới mấy trăm trượng. Ánh sáng màu đen tản đi, Cùng Kỳ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cùng Kỳ. Nhìn thấy Cùng Kỳ, Dương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu như Cùng Kỳ còn không thể ra, hắn cũng chỉ có thể thi triển Ngân Hà kiếm đồ. Nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn thi triển Ngân Hà kiếm đồ, dùng thứ này sẽ phải chết đấy. Lúc này, Cùng Kỳ nhìn lướt qua hai lão già phía xa, sau đó nó nhìn về phía Dương Diệp. Ta đã biết được, người kêu ta đi ra thì nhất định không có chuyện tốt. Dương Diệp cười gượng, sau đó nói. Chuyện bình thường thì dĩ nhiên không thể làm phiền lão nhân ra ngươi. Nhưng bây giờ ta không có cách nào. Cảnh giới của những lão già này không chỉ cao hơn ta rất nhiều, còn muốn lấy nhiều đánh ít, ta chỉ có thể gọi ngươi đi ra hỗ trợ thôi. Cùng Kỳ liếc nhìn lão già mặc áo bào màu đen cùng lão già mặc áo gai kia, sau đó nói. Rất mạnh. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thực lực của ngươi bây giờ thế nào? Khôi phục lại 8 phần. Cùng Kỳ trầm giọng nói. Trong lòng Dương Diệp vui mừng. Có thể đánh thắng được hai người bọn họ sao? Cùng Kỳ khẽ lắc đầu. Ta chỉ có thể ngăn chặn một người. Không nắm chắc 10 phần có thể chiến thắng đâu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cũng tốt, ngăn chặn một người cũng được. Phía xa, lão già mặc áo bào màu đen cùng lão già mặc áo gai nhìn thấy Cùng Kỳ lúc, trong mắt hai người đều có thêm một tia nghiêm trọng. Mãnh thú. Bọn họ không ngờ được trên người của Dương Diệp còn có một con mãnh thú, hơn nữa nhìn khí tức của mãnh thú này mạnh mẽ như vậy. Cho dù mãnh thú này không đạt được trình độ luân hồi cảnh, nhưng chắc chắn cũng có thể so với huyền giả âm dương cảnh đỉnh phong. Vẻ mặt lão già áo bào đen trầm như nước, ban đầu, hắn cho rằng ở đây xuất hiện thêm một cường giả luân hồi cảnh, muốn giết Dương Diệp là chuyện chắc chắn. Nhưng hắn không ngờ được, bây giờ Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện thêm một trợ giúp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, thân hình hai người thoáng động, lần lượt lao về phía Dương Diệp cùng Cùng Kỳ. Nếu như ngày hôm nay bọn họ để cho Dương Diệp bước vào đại thế giới, vậy chiến các cùng đế tông sẽ trở thành trò cười cho tất cả đại thế giới. Bởi vì sau khi cường giả luân hồi cảnh của Mã gia trở về, rất nhiều thế lực đại thế giới đều biết chuyện Dương Diệp xông vào con đường thông thiên. Mà mọi người cũng biết thù oán giữa chiến các đế tông cùng Dương Diệp, đồng thời còn đặc biệt phái ra cường giả tới bao vây tấn công Dương Diệp. Dưới tình huống này, nếu như Dương Diệp vẫn bước vào đại thế giới, vậy đế tông cùng chiến các còn mặt mũi nữa sao? Hơn nữa, Dương Diệp có tiềm lực khủng khiếp như vậy, một khi để cho Dương Diệp bước vào đại thế giới, để cho hắn hoàn toàn trưởng thành lên, chắc chắn sẽ là tai họa khó chống đỡ của đế tông cùng chiến các. Cho dù là kẻ địch của Dương Diệp, nhưng trong lòng bọn họ, thành tựu của Dương Diệp sau này nhất định sẽ không kém hơn kiếm vô cực vẫn có Tiêu Giao Tử. Người như thế, không thể để cho hắn trưởng thành lên được. Hai lão già ra tay quyết đoán. Sau khi Dương Diệp nuốt vào một viên linh châu, huyền khí trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, nhưng cứng rắn trực tiếp chống lại một tên cường giả luân hồi cảnh vẫn khiến hắn cảm thấy quá tốn sức. Trái lại Cùng Kỳ tốt hơn hắn nhiều, cho dù Cùng Kỳ cũng bị lão già mặc áo gai kia đè ép, nhưng trên thực tế lão già mặc áo gai tuyệt đối không tạo thành vết thương nặng nào cho Cùng Kỳ. Tuy nhiên tương tự, Cùng Kỳ cũng không thể gây thương tích cho lão già mặc áo gai.
Một lát sau, Dương Diệp cho Cùng Kỳ truyền âm. Cùng Kỳ lão huynh, rút lui thôi. Tiểu tử, ngươi sợ sao? Điều này không giống với phong cách của ngươi. Cùng Kỳ nói. Phong cách cái lông à, vô sỉ mới là con đường tốt nhất. Dương Diệp tức giận nói. Đánh không nổi lại đánh không nổi, còn nói vô sỉ cái gì, ta khinh bỉ con người ngươi. Cùng Kỳ lạnh lùng nói. Mà vào lúc này, cánh cửa phía xa kia đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó lại có một lão già từ trong đó đi ra. Cường giả luân hồi cảnh. Lại có một cường giả luân hồi cảnh tới. Tiểu tử, rút lui. Giọng nói Cùng Kỳ đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Trong phút chốc, Cùng Kỳ trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen tiến vào trong cánh cửa thông thiên này. Dương Diệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 112.